Món nợ truyền kiếp. Ngày xưa, hồi mới khai thiên lập địa, có một con chim họa mi làm tổ trên một cành cây đào. Ngày nào nó cũng hót để ca tụng vẻ đẹp của muôn loài. Dưới gốc cây có một con rắn rất hiền lành, bây giờ thuộc loại rắn mù, nhưng hồi đó nó có một mắt. Con rắn rất mê giọng hót lãnh lót của chim họa mi. Nó thường nằm khoanh dưới gốc cây hay nằm dài phơi nắng để thưởng thức tiếng hót thần tiên của họa mi. Thuở ấy, chim họa mi cũng chỉ có một mắt ngay giữa trán. Một hôm, con bướm có đôi cánh ngũ sắc rất đẹp ở gần đấy đến mời chim họa mi đi ăn cưới. Bướm biết mình đẹp đẽ, uyển chuyển nhẹ nhàng, thường được ca tụng, nên bướm rất kiêu hãnh. Không bao giờ bướm chịu nhìn xuống, nên bướm không biết sự có mặt của rắn trên mặt đất. Tiếng hót của họa mi đã nhiều lần giúp đôi cánh bướm dịu dàng, thanh thoát, nên bướm nhất định mời chim họa mi để tiếng hót làm tăng thêm phần long trọng cho bữa tiệc tân hôn. Được bướm mời mọc ân cần, chim họa mi rất hãnh diện, nhưng sau đó chim cảm thấy lo sợ. Khi nhìn lại bộ lông của mình quá tầm thường, chim sợ mình sẽ không được ai để ý trong tiệc cưới của anh bướm rực rỡ màu sắc. Chim liền than thở với con rắn hiền lành. Nghe xong rắn nói, có được tiếng hót như anh, lo gì không được người để ý. Tôi tin chắc lúc anh cất tiếng hót, không ai còn để ý đến đôi cánh rực rỡ của anh bướm hay bộ lông trắng muốt của chị Thiên Nga. Tất cả đều sẽ mê tiếng hót của anh. Không ai để ý đến bộ lông tầm thường của anh đâu. Anh bướm mời anh đi dự tiệc cũng vì tiếng hót của anh hay. Anh hãy yên tâm đi đi, đừng lo sợ gì cả. Tuy nghe rắn nói thế, nhưng chim vẫn không hết lo sợ. Sau cùng chim nói, phải chi tôi có được hai con mắt, có lẽ tôi sẽ đẹp hơn. Một con mắt giữa trán làm cho tôi có vẻ dữ tợn và nghèo nàn làm sao ấy. Có được giọng hót như anh, ai dám bảo anh nghèo. Nhưng bề ngoài, tôi có gì để làm cho mọi người chú ý, phải chi anh chịu giúp tôi. Tôi mê tiếng hót của anh lắm, anh cần tôi giúp việc gì, tôi cũng sẵn sàng cả. Tôi chỉ cần anh cho tôi mượn con mắt của anh một hôm để đi ăn cưới. Anh nằm phơi nắng, không có mắt cũng đâu có sao. Rắn lắc đầu nói, không được đâu, tôi cũng chỉ có một mắt như anh. Nếu tôi cho anh mượn thì tôi làm sao thấy đường. Nhưng tôi chỉ mượn có một hôm thôi. Buổi chiều mãn tiệc, tôi đem trả anh ngay lập tức. Trong lúc chờ đợi, anh cứ nằm ngủ ở đây. Nếu anh thật tình mê giọng hót của tôi, thì anh cố giúp tôi lần này. Chim họa mi cứ van xin, nài nỉ. Giọng chim càng lúc càng êm đềm, gợi cảm, làm rắn cảm động siêu lòng, nên bằng lòng cho mượn mắt trong ngày cưới của bướm. Vào một ngày nắng ấm, lúc màn sương mỏng còn phủ cánh rừng, chim họa mi đã vội vã sửa soạn bộ lông cho thật mướt để đi ăn cưới. Thêm được một mắt, chim thấy cuộc đời đẹp đẽ thêm lên. Trong lúc chim ra đi, sung sướng hài lòng hơn bao giờ hết, thì ở gốc cây đào, con rắn trở nên mù, nhút nhát, sợ hãi, ẩn mình trong đám lá khô, chờ đợi chim trở về, trả lại ánh sáng cho mình. Chim đến nhà bướm, nghe người ta chào mừng chúc tụng nhau. Không ai để ý đến chim họa mi bé bỏng, không bóng sắc cả. Đến lúc bướm mời chim ra hát, những loài thú có mặt mới để ý đến chim. Tiếng chim hót thanh tao, lãnh lót, làm cả thảy đều im lặng lắng nghe. Chim hót say mê, lộ hết tinh thần, làm cả thảy đều mê mẩn như say. Tiếng hót trong trẻo vang đến tai rắn, rắn mỉm cười tự nhủ, mình cũng có góp phần tham dự cuộc vui đó. Đến khi dứt bản, tất cả đều bị chim chinh phục, và bắt đầu từ đó trở đi, mọi loài đều bao vây, khen ngợi bộ lông, giọng hót của chim.
tất cả cũng không quên ca ngợi mắt đẹp của chim. Bây giờ, tiếng tâm lừng lẫy, chẳng những chim không thú nhận mình chỉ có một mắt, còn con mắt kia là của rắn, mà chim thì đặt điều nói thêm. Ở dưới gốc cây chỗ tôi ở, có một con rắn mù từ thuở mới lọt lòng mẹ. Nó buồn bã chán đời, nhiều lần nó có ý định quyên sinh, nhưng nhờ tiếng hót tuyệt vời của tôi đã an ủi được nó. Tội nghiệp, hàng ngày tôi phải đem thức ăn về và ca hát vỗ về nó. Tất cả đều cảm phục tính rộng rãi và lòng bác ái của chim. Mãi đến khuya, chim mới trở về, bên tai còn vẳng tiếng vỗ tay vang dội và những lời ca ngợi nồng nàn. Về đến gốc cây đào, chim thấy rắn nằm ngủ, phơi mình dưới ánh nắng thanh dịu mát. Thấy thế, chim không gọi rắn dậy và tự nói, mai mình sẽ trả lại mắt cũng không muộn. Chim về ổ định ngủ một giấc thật ngon lành, nhưng nằm mãi mà giấc ngủ vẫn không đến. Muôn vàn ý nghĩ bao vây lấy tâm trí của chim. Bây giờ, chim đã nổi tiếng nổi danh với đời rồi, nếu chim trả mắt lại, tức là tự thú cho mọi loài biết chim chỉ có một mắt, còn con mắt kia là của mượn, thì còn gì là tiếng tâm chim đã tạo ra với bao khó nhọc. Hơn nữa, với hai con mắt, chim nhìn thấy đời rộng rãi, đẹp đẽ hơn khi chỉ có một mắt. Bỏ tất cả danh vọng để trở thành tầm thường như trước, chim thấy mình không có đủ can đảm. Hay là xin rắn cho mắt luôn. Nhưng chim kịp nghĩ là không đời nào rắn chịu cho mắt để lại thành mù lòa vĩnh viễn. Nhưng rắn thường ở một chỗ mà nếu bò đi cũng không cần thấy đường làm gì cho lắm. Một ý nghĩ xấu từ từ thâm nhập vào trong đầu óc chim. Nếu mình không trả thì rắn cũng không làm sao đòi được. Bây giờ rắn mù rồi. Nghĩ thế nên chim nhất định giật luôn con mắt của bạn. Đêm đó, chim lén dọn đi ở nơi khác và tìm đủ mọi cách tránh rắn luôn. Tội nghiệp, con rắn cứ bò lần mò, dò dẫm đi tìm chim họa mi để đòi mắt lại. Nghe chim họa mi hót ở đâu, rắn cũng cố gắng tìm đến. Mặc dù rắn bò đi khó khăn và gặp nhiều trở ngại trên bước đường phiêu lưu đi tìm người bạn phản phúc, bội ân. Thế mà buồn thay, mỗi khi chim họa mi thoáng thấy rắn thì chim vội bay đi để rắn lại ngơ ngác trong sự mù lòa đáng thương. Một đêm, chim họa mi đang ngủ mê trong tổ ấm, bỗng chim giật mình tỉnh giấc vì một tiếng động thật nhỏ. Chim thấy rợn cả người khi nhìn thấy một cái đầu rắn mù sờ soạng bò đến. Chim la lên một tiếng kinh hoảng, bay đi tìm nơi khác ẩn náu. Từ đó, sự yên tĩnh trong giấc ngủ cũng như sự yên tĩnh trong tâm hồn không còn nữa. Con rắn mù cứ không ngớt tìm chim để đòi con mắt đã cho mượn với tất cả lòng tin mà lại bị cướp mất một cách quá tàn nhẫn. Chim họa mi không muốn trả mắt nên phải luôn luôn canh chừng. Ban ngày thì chim được yên thân vì rắn biết ánh sáng mặt trời làm chim thấy rõ tất cả. Nên rắn đợi đêm xuống để tìm cách đến gần chim trong lúc ngủ say để bất ngờ buộc chim phải trả mắt lại cho mình. Họa mi biết được ý định của rắn nên nhất định không ngủ. Những đêm trong mùa đẹp trời, mùa lạnh và mùa mưa thì chim có thể ngủ yên vì những mùa ấy rắn sợ lạnh không dám bò ra ngoài. Đến mùa xuân, chim bay hót suốt đêm để không buồn ngủ, có thể canh chừng rắn mù tìm đến. Vì thế, những đêm xuân, chúng ta thường nghe tiếng chim họa mi hót vang lên ru hồn vào mộng ảo. Chúng ta mỉm cười, thấy lòng rung động vì tiếng hót thanh tao trong suốt. Nhưng chúng ta đâu biết, tiếng hót đó ca tụng một niềm vui không vững chắc, luôn luôn bị đe dọa. Một hạnh phúc mong manh pha trộn, đôi chút hối hận làm rây rứt cả tâm hồn. Theo giáo lý nhà Phật, trong cuộc đời có bốn thứ tuyệt đối ta không nên mắc nợ, đó là tiền bạc, trách nhiệm, ân tình và thời gian. Về món nợ thứ nhất là tiền bạc, theo lẽ tự nhiên có vay thì có trả,
Khi ta vay ai một món tiền, nghĩa là ta đang nhận ở người đó một món nợ, không chỉ đơn thuần là vật chất mà còn là ân nghĩa. Thế nhưng ở đời, nhiều người vay tiền không muốn trả, có người xù nợ, có người trả nợ nhưng lại mang niềm oán giận người cho vay. Theo các vị giảng sư, đó là cách họ đang gieo nghiệp nghèo cho mình mà không hề hay biết. Dân gian có câu nói truyền miệng rất hay, đó là tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Câu này có ý nghĩa là dù yêu quý nhau đến cỡ nào thì vẫn nên minh bạch trong vấn đề tiền bạc. Tiền bạc là mồ hôi, là công sức lao động của mỗi người. Nếu vì yêu quý nhau, thân thiết nhau mà lợi dụng tiền bạc của nhau, thì đến một ngày tình cảm cũng sẽ sứt mẻ. Ngay cả anh em ruột thịt thì vẫn cần phải rõ ràng về vấn đề tế nhị này. Khoản nào vay thì rõ là vay và cần phải trả với tấm lòng biết ơn. Khoản nào cho, biếu thì người cho không nên đòi người nhận một ngày nào đó trả ơn mà hãy vô tư theo cách cho đi hạnh phúc chính là mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng đó là phía người cho, còn phía người nhận thì bắt buộc không bao giờ được quên ân tình đó. Bởi món nợ đó không đơn thuần là nợ vật chất mà đó là món nợ ân nghĩa. Năm 1981, sau khi Trung Quốc giải phóng, trăm nghề hưng thịnh, thôn Tả Hậu, tỉnh Liêu Ninh hẻo lánh, chuyên sống bằng nghề trồng bán dược liệu, cho nên có người gọi vùng này là làng thuốc, nổi danh toàn quốc. Các tiệm buôn thuốc đông y nơi thành phố lớn đều đến đây mua dược liệu. Có cô gái tên là Hán Hà, cha mẹ đều sống bằng nghề trồng thuốc. Hán Hà tuy mới 17 tuổi nhưng tính tình thẳng thắn. Thấy các lái buôn đến buôn mua thuốc thường hay lường gạt ép giá, nên cô tự đứng ra kêu gọi dân làng đoàn kết vì quyền lợi chung. Cô đại diện toàn thôn cùng thương nghị với lái buôn đòi mức giá hợp lý. Điều này giúp cho nông dân kiếm được nhiều tiền, nên dân làng đều tán thán ủng hộ cô. Đỗ Nghiêu là một đại thương gia đến từ Thượng Hải, phát hiện tài năng của Hán Hà, thầm nghĩ nếu như cô được huấn luyện, trong tương lai nhất định có thể kiếm được nhiều tiền cho ông. Đỗ Nghiêu bèn hứa sẽ cho Hán Hà làm chức lớn và trả lương cao, mời cô lên Thượng Hải. Hán Hà vì gánh nặng phải lo cho song thân tuổi cao và người anh tàn phế đôi chân nên chịu nhận lời của Đỗ Nghiêu. Đài Loan rất thiếu trung dược nên các thương nhân thường đổ xô qua đại lục thu mua thuốc với giá rẻ. Có Trần Đồng Tân mở tiệm thuốc ở Đài Loan từ năm 1988, mỗi năm đều qua Thượng Hải mua dược liệu, do vậy mà quen với Đỗ Nghiêu và Hán Hà. Đồng Tân có một người em trai tên là Hồ Tân, mở công ty môi giới hôn nhân, chuyên giới thiệu các cô gái từ Đại Lục và Đông Nam Á lấy chồng Đài Loan. Hồ Tân lợi dụng mối giao tế của anh Bình, thường dẫn các ông chưa vợ qua Đại Lục tìm đối tượng. Tháng 11 năm 1981, công ty Hồ Tân lại có hai người khách, La Bang và Vương Đồng Nghĩa. Họ tuổi ngoài 30, trông có vẻ là kẻ tài ba bổng mực. Cả hai nói chuyện rất hào sảng, thu hút. Họ ngỏ ý muốn tìm vợ ở Đại Lục và hứa sẽ trả phí cao. Hồ Tân luôn miệng nói sẽ tận lực đáp ứng. 3 tháng sau, Hồ Tân dẫn Bang và Nghĩa đến Thượng Hải, ngụ tại biệt thự của Đỗ Nghiêu. Tối hôm đó, Đỗ Nghiêu đãi tiệc cho 3 vị khách. Hán Hà và nữ nhân viên phục vụ Vương Hiểu Hoang cũng có mặt ở đó. Trong buổi tiệc, La Bang nói mình là tổng giám đốc công ty điện tử, có 3 công ty chi nhánh và hơn 200 nhân viên. Do hàng ngày bận rộn làm việc nên bị vợ ruồng bỏ. Bây giờ y đang cần tìm một hiền thê thông minh, dịu dàng, có thể giúp cho y phát triển sự nghiệp. Tiếp đó thì Nghĩa giới thiệu mình là chủ công ty kiến trúc, hàng ngày bận rộn đi khắp 3 vùng Bắc Trung Nam Đài Loan để xử lý công trình, vì không có thời gian bầu bạn với bà xã nên bị ly hôn. Hiện muốn tìm một phụ nữ hiền lành, biết cảm thông làm vợ. Bàng và Nghĩa giới thiệu rơm rã về Bình, cộng thêm Hồ Hân góp lời ca ngợi, khiến Đỗ Nghiêu nghe qua không ngớt gật đầu tán thưởng. Hán Hà là thiếu nữ chưa chồng,
nghe họ nói liền dệt mộng. Hai vị đại gia có sự nghiệp lớn, tài mạo song toàn này mới đúng là đối tượng hoàn hảo mà nàng hằng mơ ước. Hán Hà thầm nghĩ, gia cảnh mình nghèo, không học vấn, nếu như một trong hai người này không chê bỏ thì nàng ưng ngay, nàng sẽ đổi đời, vừa cải thiện sinh hoạt túng bấn của gia đình, mà bản thân cũng thành là phu nhân tổng giám đốc, được bao người kính mộ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trong ánh nhìn Hán Hà đầy vẻ khát khao về ước muốn đổi đời, hai gã Ban và Nghĩa nhìn thấu hết. Khổ Tân còn phụ nói vào thêm, cộng thêm sự tán thưởng của Đỗ Diêu thì kết quả dễ dàng đạt thành. Vị trí đã định xong, Hán Hà sẽ gả cho Vương Nghĩa, còn La Ban thì cưới Hiểu Hoang. Trong lúc hai cô gái dệt đầy mộng đẹp về cuộc sống lứa đôi thì Ban và Nghĩa lòng khắp khởi mừng thầm, vì họ vượt quăng lưới đã bắt ngay được mẻ cá. Nhờ Hồ Tân nhiệt tình giúp đỡ, hai tân đương được đưa về Đài Loan. Vừa xuống phi trường thì Hán Hà và Hiểu Hoang lập tức bị tập đoàn lưu manh người rắn chở đến khách sạn Đào Viên giam lỏng và bị tịch thu hết hộ chiếu. Lúc này Hán Hà và Hiểu Hoang mới tỉnh mộng, biết là mình đã rơi vào tổ quỷ. Hôm sau, Ban và Nghĩa cùng thủ lĩnh người rắn là Thái Khôn Lâm đến uy hiếp Hán Hà, Hiểu Hoang. Họ nói, nếu như hai nàng không chịu tiếp khách mà đi báo cảnh sát thì không những tính mạng bị nguy mà người thân bên đại lục cũng sẽ bị hại. Để chứng minh họ không nói dối, tên Lâm đầu đảng còn chìa ra hình cha mẹ hai người và mô tả cảnh nhà hai cô rõ mồn một. Hán Hà tự biết khó thoát tay quỷ, đành nén chịu chờ thời cơ thoát thân. Còn Hiểu Hoang thì khó mà tiếp nhận được sự thật tàn khốc này, nên la hét khóc than, làm ầm đáo đến chết đi sống lại. Tên Lâm thâm độc, bèn nhốt Hiểu Hoang, cho thủ hạ cưỡng hiếp và đánh đập nàng. Hiểu Hoang thân tâm đều bị giày vò tàn khốc, đành khuất phục tiếp khách, cho đến khi gặp cảnh sát truy quét tội phạm mới được trả về đại lục. Nhưng lúc đó Hiểu Hoang đã nhiễm bệnh dẫn đến di chứng vô sinh, hiện còn đang trị liệu. Phần Hán Hà, tên Lâm không những bắt nàng liên tục tiếp khách mà còn dụ nàng hút ma túy và đánh bạc. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cô gái trẻ trung xinh đẹp Hán Hà đã biến thành da vàng gầy ốm, cuối cùng thì suy sụp hay ngất. Qua kiểm tra bị mắc bệnh ung bú. Một khi tên Lâm thấy Hán Hà không còn giá trị lợi dụng nữa thì hắn chẳng đeo phiền não vào làm gì, bèn cho tập đoàn buôn lậu đưa Hán Hà trả về cố hương của nàng. Đến nay sống chết không rõ. Ngạn ngữ Tây Phương nói, người trường kỳ làm ác, trong tâm nhất định không an. Ba tên Lâm, Ban và Nghĩa chuyên môn dụ dỗ gạt lường, ép các cô gái đại lục và Đông Nam Á đến Đài Loan bán dâm. Bọn hắn đã thu lợi rất nhiều, trải qua tháng ngày phú lạc, nhưng chúng vẫn luôn bị bất an, vì đêm đêm nằm ngủ thường bị hình ảnh bi thảm của các thiếu nữ không ngừng xuất hiện ám chúng. Kẻ bị hại đầu bù tóc rối, hình dạng như quỷ dữ, cứng nghiến răng nguyền rủa chúng. Mới đầu thì lâu lâu mới thấy một vài lần, sau đó thì đêm nào cũng thấy. Vào tháng 7 năm 1995, ba tên côn đồ này suốt trong một tháng đêm nào cũng mơ thấy ác mộng giống nhau. Chúng còn thấy một cô gái mắc bệnh cùi, mặt mày hung ác, cười rất ghê rợn. Tiếng cười càng lúc càng khiến cho ba gã sợ hãi kinh hoàng, toàn thân xuất hạng mồ hôi. Hôm sau thân thể của họ đều cảm thấy khó chịu giống nhau, vì vậy họ cùng đi tìm bà Đồng nổi danh để giúp họ trục tà. Bà Đồng đề nghị họ nên xuất ngoại du lịch, quay về sẽ không có việc gì. Ba người cho là có lý, nên 4 ngày sau thì bay sang Thái Lan du lịch và cho là ác mộng sẽ không quấy rầy. Nào ngờ, đêm đầu tiên trên đất nước Thái Lan, họ vừa nhắm mắt thì yêu quỷ đã xuất hiện, còn quấy nhiễu dữ dằn hơn ở Đài Loan, khiến tinh thần bọn họ càng bị khủng bố căng thẳng. Một tuần sau, La Bang tự nhiên phát điên, y được đưa về Đài Loan,
hiện nay đang điều dưỡng tại bệnh viện tâm thần ở Chương Hóa. Còn Lâm và Nghĩa sau đó càng thê thảm hơn. Lúc ở tại Thái Lan, họ không tiếp xúc bất kỳ ai. Nhưng khi về Đài Loan rồi, thì cả hai đều cảm thấy không thân họ càng ngày gầy ốm. Bệnh viện Đài Loan khám không tìm ra nguyên nhân. Họ phải bay sang Mỹ khám bệnh và phát hiện mình mắc bệnh S. Nửa năm sau, họ bị bệnh dày vò, thân thể lở loét, đau đớn tột cùng, rồi chết tại Mỹ. Người hành thiện tích đức, tâm luôn sung mãn hỷ duyệt. Người làm ác, lương tâm ngày đêm sẽ bị trách phạt nghiêm trọng, sống không được an, thống khổ vạn phần hơn là chết. Nhìn xem gương những người mua lợi gạt ép các cô gái bán dâm như thế này, kết cuộc đều sẽ giống như ba người Lâm, Bang, Nghĩa. Khi sống, tâm luôn bất an, lúc chết rất thống khổ. Tiêu Tiếu. Ở Bắc Kinh có Lê nữ sĩ, chồng bà họ Tiêu, có tên Tiêu Tiếu, được 13 tuổi. Từ khi Tiêu Tiếu sinh ra thì lực đôi mắt rất kém, chỉ được 0,1. Vì vậy lúc học tập, hầu như Tiêu Tiếu phải dán mắt sát tập mới nhìn thấy chữ. Hơn nữa nhãn cầu loạn động không ngừng. Bác sĩ chẩn đoán do tròng đen bị tổn thương, lại mang khuyết tật bẩm sinh, thêm phần nhãn cầu thường rung động nên không thấy rõ. Tiêu Tiếu tuy thị lực kém nhưng bản tính rất tự cao, hung hãn. Nếu gặp ai tỏ thái độ khinh khi là nó lập tức tung chưởng ra đòn thần tốc. Nó hay đấm vào mặt bạn học, làm nạn nhân bị thương nơi mắt. Cha mẹ nó thường vì chuyện này mà bị trường mời tới mắng vốn hoài. Còn một chuyện khiến mẹ nó rất phiền muộn là Tiêu Tiếu thường bất hòa hụt hặc với cha. Phụ thân cũng chẳng ưa con trai. Hai cha con hễ gần nhau là gây chuyện ầm náo không dứt. Nếu con trai ra ngoài đánh đấm gây họa, về nhà tất nhiên sẽ bị cha thịnh nộ quát mắng. Mỗi lần như thế, Tiêu Tiếu thường căm phẫn nói: "Đợi tôi lớn khôn rồi sẽ tính sổ với ông." Bà Lê là người hiền huệ thiện lương, hết dạ kính chồng yêu con. Bà đứng ở giữa không biết làm sao, do vậy mà ngày ngày sầu muộn khôn nguôi. Một hôm, bà xem cuốn Báo Ứng Hiện Đời, trải qua kiếm tìm vất vả, cuối cùng cũng điện thoại được cho tôi. Bà thống thiết kể lể bao khổ não của mình, cầu xin giúp đỡ. Tôi bảo: "Con trai bà ra đòn, toàn đánh vào mặt đối phương. Đó là tại cha nó truyền dạy cho nó. Hơn nữa, chồng và con bà cực kỳ ưa xem phim võ thuật đấm đá." Nghe tôi nói, bà lộ vẻ rất ngạc nhiên, rồi gật gù xác nhận: "Dạ đúng, đúng thế à." Sau đó cả nhà bà đi xe hỏa đến gặp tôi. Tôi kể cho họ nghe câu chuyện xa xưa. Vào thời Minh, có đôi vợ chồng là võ sư. Do không có con nên họ thu nhận một ái đồ làm con nuôi và cưng yêu như con đẻ. Sư phụ bèn truyền cho con nuôi thế võ tuyệt kỹ gia truyền, có tên là Ưng Trảo Công, chuyên móc mắt đối thủ. Sau này đệ tử vào làm cho một tổ chức nọ, giống như cẩm y vệ hoàng cung, chuyên thay chủ đi ám sát những kẻ đối nghịch bất đồng chính kiến. Anh làm nhiều người bị mất đi tròng mắt, sống không bằng chết. Vì vậy đã khiến cho giới võ lâm phẫn nộ. Họ hợp lại cùng bày mưu và bắt được anh. Sau đó dùng cực hình bức cung ép anh rằng nếu đồng ý khai ra tên sư phụ thì sẽ được tha mạng. Anh đệ tử cũng là con nuôi, do bị cực hình tàn khốc nên chịu hết nổi, bèn khai tên sư phụ ra. Giới võ lâm giữ đúng lời hứa, cho anh lưu lại mạng tàn, nhưng họ phế hết võ công và đánh trọng thương hai mắt anh. Riêng sư phụ, sư mẫu anh nhờ võ công cao cường nên họ trốn thoát được cuộc truy sát của giới võ lâm và phải ẩn cư tận chốn thâm sơn. Sư phụ biết được do đệ tử đã khai tên mình ra nên căm phẫn ngút trời. Mặc dù sư mẫu khuyên can hết lời, song ông khó thể nguôi ngoai. Phần đệ tử sau khi chữa lành vết thương thì hai mắt cực yếu. Qua bao cố gắng, anh tìm được sư mẫu sư phụ, nhưng bị sư phụ căm hận báo thù bằng cách dùng độc dược hại chết anh. Đệ tử chết rồi thì vào địa ngục chịu vô lượng khổ, thoát khỏi địa ngục thì đầu thai làm rắn mắt kính. Mãn kiếp rắn thì sinh vào nhân gian, có thị lực yếu kém, là do phải thọ dư báo của ác nghiệp xa xưa. Riêng sư phụ sư mẫu anh
trải qua bao kiếp luân hồi cũng đầu thai vào nhân gian, do nghiệp lực chiêu dẫn, nghịch duyên xui họ tìm tới nhau. Anh đệ tử quá khứ kiếp này sinh làm con ruột, nhưng oán hận xa xưa vẫn còn, mới khiến cha con đối nghịch nhau như kẻ đại thù ngay trong đời hiện tại. Con cái thối hễ đánh lộn là cứ nhè mặt người mà đánh, khiến họ bị thương mất, là tập khí ác mấy kiếp trước anh đệ tử còn mang theo qua đến đời này. Nếu hiện đời không biết ăn năn sám hối, cùng nhau hóa giải oán hận, thì kiếp sau hai cha con sẽ gặp lại trong cõi súc sinh và cùng ăn nuốt lẫn nhau. Khi đó con muốn mang thân người lại cũng là chuyện vạn kiếp khó được. Tiêu Tiếu nghe xong thì rất tin, không chút nghi ngờ, vội hướng tôi tha thiết hỏi cách làm sao để diệt tội. Tôi đáp: hiện nay con đã là phận con, lại dám cùng phụ thân gây cãi đánh mắng tay đôi, con phát thệ lớn lên sẽ báo thù, thêm tật bướng lì không nghe lời mẹ khuyên. Như vậy là phạm tội bất hiếu ngỗ nghịch với cha mẹ. Nếu chẳng mau sám hối, thì ngay trong đời này sẽ thọ khổ vô tận, rồi tương lai sau khi chết đi sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Tiêu Tiểu nói: con đã biết lỗi rồi, giờ phải sám hối như thế nào? Tôi quay qua, chỉ vào phụ thân cháu bảo: đây là phụ thân, người sinh dưỡng ra con hiện đang ở trước mặt. Nếu con muốn bày tỏ tâm ý chân thành sám hối, thì hãy tự nghĩ xem mình phải làm sao và nói như thế nào để cầu xin cha tha thứ cho. Tiêu Tiểu thưa: con sẽ quỳ xuống xin lỗi. Tôi bảo: thế thì còn đợi gì nữa mà không làm ngay? Tiêu Tiếu thật ngoan, cháu lập tức quỳ xuống trước mặt cha và thưa: cha ơi, do trước đây con không hiểu chuyện nên mới đánh cãi với cha, làm cha giận. Con biết mình sai rồi, cầu xin cha hãy tha thứ cho con. Từ nay trở đi, con nguyện làm đứa con hiếu thuận vâng lời. Những người có mặt tại đó đều bị lòng thành của thằng bé làm cho cảm động, thảy đều vỗ tay khích lệ. Nhưng người cha chẳng thèm nói năng chi, mặt lộ vẻ không thoải mái. Rất dễ hiểu, oán hận trong lòng ông chưa thể tiêu tan. Thấy vậy, tôi liền bảo Tiêu Tiếu và mọi người. Tiêu Tiếu đã nhận ra lỗi, thành tâm sám hối giữa chúng, nên không tội nào mà không tiêu. Từ nay về sau, chỉ cần cháu chân thành sửa lỗi, không ôm lòng hận cha nữa, thì mối oan nợ với cha xem như ngay đây được xóa sạch. Từ rầy phải phụ giúp những gì mẹ làm không kịp, lo chăm chỉ học tập, không được đánh chúng bạn nữa. Nếu bị người đánh mắng thì phải biết tự kềm chế, không được tung đòn, vì đó là ác nghiệp quen tạo trong kiếp xưa còn mang theo đến giờ. Từ nay về sau, sáng hoặc tối, nên tranh thủ những lúc rảnh rót một ly nước cúng trước Phật, quy tụng từ 7 đến 21 biến chú Đại Bi. Trước khi đi ngủ hãy dùng nước này rửa mắt, thì lực sẽ dần chuyển tốt. Đương nhiên là phải ăn chay thì tụng chú Đại Bi mới được gia trì, không chướng ngại. Từ nay về sau, hàng ngày phải tụng từ 7 đến 21 biến chú Đại Bi, thì con sẽ ngày càng thông minh, có tương lai tốt. Còn nữa, con phải thường phóng sinh để sau này thân thể khang kiện, chẳng bệnh nặng mà còn được trường thọ. Con chỉ cần tu hành cho tốt, đợi khi tội nghiệp đời này tiêu tan, tương lai sẽ được vãng sinh thế giới cực lạc. Ta nói vậy, con có tin chăng? Tiêu Tiếu thưa: dạ tin. Lúc này Tiêu Tiếu vẫn còn quỳ trước mặt cha. Tôi bảo cha hắn: vừa rồi tôi đã kể chuyện nhân duyên kiếp trước cho ông nghe, do ông truyền dạy võ độc cho đồ đệ nên hắn mới tạo ra lắm tội. Còn chuyện hắn khai ra tên sư phụ là do bị nhục hình bức cung. Bản thân ông chẳng những không biết sám hối, ngược lại còn ra tay hạ độc giết chết đệ tử. Thù ấy hận này, nếu đổi lại là ông có oán hận hay không? Đời này nhờ vợ ông mộ đạo thành tâm, gieo duyên sâu với Phật, cũng nhờ Phật lực gia trì mà ông mới có cơ hội biết rõ nhân duyên tốt nghiệp ân oán kiếp xưa của mình. Thế mà ông không biết cảm tạ ân Phật và hiền thê, ngược lại còn đối với đứa con đang thành tâm quỳ trước ông tạ lỗi kia không chút mềm lòng. Hiện tại con ông tội nghiệp đã tiêu, phần ông nếu không biết sám hối ăn năn những tội lỗi mình đã làm, thì tôi vẫn có thể cho phép con ông đứng dậy. Từ nay về sau, đến lúc nghiệp báo ông trổ thì đừng có hối. Lúc này người cha đã nghe và hiểu minh bạch, mặc dù không muốn, song ông vẫn ráng nói một câu: bà cũng có chỗ không đúng. Rồi đưa tay đỡ con đứng dậy. Thấy cảnh này,
mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Hôm sau, bà Lê gọi điện tới, mừng rỡ kể lể. Vừa lên Quả Xa thì hai cha con đã chịu ngồi chung bên nhau. Câu chuyện đời trước và tập quán đời này trở thành đầu đề bàn luận cười vui của cả nhà. Nghe vậy tôi cũng mừng cho họ. Vừa rồi có vị cư sĩ mách tôi: Tiêu Tiếu đã thi đậu trung học, thành tích đứng hạng nhì toàn trường. Em cũng không còn đánh bạn, quan hệ hai cha con đã chuyển tốt. Tôi nghe xong cảm thấy rất an ủi, thầm tạ ơn Phật Pháp đã cứu độ vô lượng tín chúng, liệt khổ được vui. Trong sám văn nói: Tập khí xấu đời này không đoạn, kiếp sau sẽ càng tăng, là có thực không dối. Phàm là đệ tử Phật thì phải nỗ lực hành trì cho thấu đáo, nghĩa là danh hiệu Phật cần niệm vang vang nơi miệng, thầm thầm nơi tâm. Như vậy, bao nghịch duyên thâm tình sẽ được ân tăng oán diệt, đời sau không còn khổ não ở ta bà. Sám văn: Chư Phật, thánh nhân sở dĩ ra khỏi sinh tử là nhờ công tích thiện nên được quả giải thoát vô ngại tự tại. Chúng con ngày nay chưa lìa khỏi sinh tử đã rất đáng thương, sao còn ham trụ trong đời ác này nữa. Nay còn may được ngũ phước thịnh, tứ đại chưa suy, có thể tới lui thông thả, cử động tự do. Thế mà không nỗ lực tu hành tham dự bái sám, còn đợi đến bao giờ? Đời trước đã không thấy đạo, đời này cũng để qua suông không chứng ngộ gì, đời sau làm thế nào độ chúng sinh? Tự kiểm càng thấy đau lòng. Một khi mất thân người, vạn kiếp khó mang lại, vậy rất bi thảm đáng thương. Ngày nay đại chúng cần nỗ lực siêng tu, không nên nói phải có tinh chứng ngộ gì mới chịu tu, bởi đường tu lâu dài không thể trong một sớm mà làm xong. Nếu cứ để ngày tháng trôi xuôi, biết bao giờ mới tu thành. Giải thích: Chúng ta đời này cần chịu khó siêng tu ra khỏi tam giới, thành tựu Phật đạo. Hãy xem chữ đạo phía trên có hai điểm, chính là chữ người, nhân, đảo ngược, hàm ý rằng muốn tu thì cần phải làm người lội ngược dòng, đi ngược lại thế nhân. Vì sao phải hành ngược lại? Bởi phải vượt thoát tam giới mới thành thánh nhân. Ngài Tuyên Hóa dạy: Muốn xuất ly tam giới thì phải tu, tu thì phải làm ngược lại thế nhân, nghĩa là làm người đảo ngược mới là diệu pháp xuất tam giới, mới có thể mở ra cánh cửa liễu sinh thoát tử. Đây là chân lý trong vũ trụ. Ví như mọi người đều tham tài sắc danh lợi, riêng bạn không tham, lại còn làm việc lợi ích cho chúng sinh, thế thì nhân sinh quan của bạn không giống người bình thường. Không đồng ắt là dị, ý tưởng quá khác. Người có ý nghĩ khác lạ này, tam giới trói y chẳng nổi, vì y đã mở được cánh cửa giải thoát. Thí như kẻ chỉ biết đấu đá tranh giành, sống tư lợi ích kỷ, toàn làm tổn người lợi mình, thì sẽ bị giam hãm trong bốn bức tường lao ngục. Nhưng một khi phạm nhân đã quyết tâm cải tà quy chánh, chịu lập công, bồi đức, thì cánh cửa nhà giam sẽ mở ra cho y. Đây gọi là dị tưởng thiên khai. Từ ngữ này chính là Bồ Tát điểm hóa chúng ta. Ngôn hạnh chúng ta nếu siêu xuất phi phàm thì ắt phải nhập vào dòng thánh, cho nên mới có từ siêu phàm nhập thánh. Lại có câu: Người không vì mình trời tru đất diệt. Ý câu này là nếu người không mưu đồ lợi ích cho mình thì trời và đất đều không còn tồn tại. Chữ tru là chết, tử tức thành không, diệt cũng thành không. Đã siêu xuất ra ngoài tam giới thì trời và đất chẳng quản nổi bạn. Thiên vương tam giới, Diêm La Vương, vân vân cũng quản chẳng nổi người siêu phàm, nên bạn tự nhiên được tự tại vô ngại. Vô vạn nhân nơi đạo sinh, người đắc đạo tự thông linh, triệt ngộ thể bản lai, một thông tất cả thông. Bốn câu này là của Ngài Tuyên Hóa dạy. Trong đây nói vạn vật nhân nơi đạo. Chữ đạo này là từ ngữ trong thiên đạo, nhân đạo, súc đạo, ngạ quỷ, địa ngục đạo, là tùy tâm sở hiện. Thông linh là chỉ người tu hành đắc đạo, thông suốt tất cả vô ngại. Thứ bậc của thông có nhiều tầng lớp, bao gồm đạo thông, thần thông, y thông, báo thông, yêu thông. Thông linh mà Ngài Tuyên Hóa đề cập chính là người ngộ đạo rồi thông tất cả vô ngại.
đạo thông có diệu dụng vô biên, đây là tối cứu cánh. Chỉ bậc thánh nhân ngộ đạo chứng quả mới đạt đến cảnh giới này. Thần thông là do tu định mà được, có thiên nhãn thấy khắp, thiên nhĩ nghe khắp, thấu rõ tâm người, tha tâm chiếu kiến, túc mệnh thông đạt, thần túc vô ngại. Ngoài trừ bậc thánh có thần thông không bị mất đi, thì thần thông phàm phu có thể do tâm tham, sân, si, khởi hừng thịnh mà bị mất đi định lực và thần thông. Thời Phật, Đề Bà Đạt Đa nhờ Thập Lực Ca Diếp dạy ông tu đắc sơ thiền và phát thần thông rồi, thì ông bắt đầu tự kiêu ngông cuồng, nói lời bội ân vong nghĩa. Nhờ ta ngày đêm tinh tấn nên mới đắc thiền, có định lực đệ nhất là do ta, chẳng liên can gì đến Thập Lực Ca Diếp. Kết quả, ông vừa nói xong, thần thông bị mất hết. Phá Tăng Sự quyển 13. Y thông, tức là y theo, giữa pháp thuật và thông của ngoại lực như một số đảng phái đạo gia Trung Quốc học phù chú. Ngoài ra các dạng ông bà đồng, chẳng hạn mấy năm trước xuất hiện các vị sư khí công như Trương Hương Ngọc vân vân, chính là nương quỷ thần gái dựa mà làm ra những việc kỳ dị, nhưng khi quỷ thần rời đi thì cái gì cũng không linh. Báo thông là người sinh ra đã có khả năng đặc biệt, thần thông này là do phúc báo mà có, như các khả năng biến hóa của Thiên Long Bát Bộ cho đến thân trung ấm có thể tới lui qua lại di chuyển vô ngại. Trong nhân đạo cũng có một số người sở hữu báo thông, họ sinh ra đã có khả năng đặc biệt siêu nhiên là do kiếp trước họ có tu nên chiêu cảm quả báo này. Nhưng báo thông vẫn không phải là cứu cánh, họ cũng rất dễ ngộ nhận đưa ra kết luận sai lầm do quán sát không thấu đáo. Chẳng hạn như trong Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ kể, có một đồ tể thấy được nhiều đời sau, nhưng lại khởi kiến giải sai lầm cho rằng sát sinh sẽ được sinh thiên, bèn yêu cầu khắp nơi giết dê để tích lũy phúc báo. Cho nên, người tu hành nhất định phải minh lý, chẳng nên lỗ mãn bất minh quả báo. Cho dù có thần thông chân chính, cũng không được chấp trước. Tôn giả Mục Liên là bậc đại A-La-Hán có thần thông đệ nhất, cũng từng có lúc nói sai. Cho nên mặc dù có thể dùng thần thông độ người, nhưng người tu nhất quyết không được chấp vào thần thông. Yêu thông là chỉ hồ ly lâu năm biến hóa, cây đá thành tinh biến thành, thần thức gái dựa người, thông minh kỳ dị, vân vân. Những tình huống này rất thường thấy. Trong dân gian Trung Quốc thường hay thờ cúng ngũ đại tiên là hồ ly, chồn, nhím, rắn, chuột. Do các loài này trong tĩnh lặng phát sinh một số năng lực phi thường, nên có thể gá nhập vào đồng cô bóng cậu, nói ra vài tiên đoán lành dữ họa phước cho phàm nhân. Trong số yêu thông này có thiện lẫn ác, thiện thì giúp người giải quyết một số bệnh tật tai ương, nhưng nếu gặp người tu hành hoặc bàn đến đại sự thì không linh. Loại ác thì ham mê tài vật mỹ sắc, thường gây vạ cho nhân gian. Người ta thường gọi là hồ ly tinh, xà tinh hại người, đều thuộc dạng này. Thần y Trung Quốc Lý Thời Trân, sinh năm 1518, từng viết quyển Bổn Thảo Cương Mục, liệt kê tổng cộng có 1892 loại dược thảo, tả rõ tỉ mỉ công năng từng loại. Tôi nghĩ chính nhờ ông có thể cùng thảo mộc giao lưu nên mới thông hiểu được. Do ông muốn cứu tử hộ sinh, làm lợi cho mọi người, nên thần thảo mộc đã tình nguyện cùng ông giao lưu. Bởi thần gái dựa thảo mộc, nếu giúp giải trừ bệnh khổ cho người, thì đây là công đức của thần. Khi thảo mộc chết rồi, thần cũng được chuyển sinh thiện đạo. Còn những vị khai ngộ chứng quả thì trên ắt thông Phật, Bồ Tát, dưới thông khắp quỷ thần, triệt ngộ thấu suốt bản thể, nên gọi một thông tất cả thông. Nếu như thể ngộ tâm tính chúng ta cùng Phật đồng nhau, đấy là hoạch đắc đại trí huệ, một thông thì tất cả minh bạch hết. Chư Phật Bồ Tát thấu đạt đến tận cùng là vì muốn chúng ta thắp hương thờ phụng lễ cúng ư? Không phải vậy. Nếu cho rằng hễ ai thắp hương lễ lại cúng dường thì chư Phật Bồ Tát sẽ che chở ban vinh hoa phú quý cho xuất ly tam giới, còn ai không cúng dường lễ lại thì không được ban phúc. Nếu nghĩ vậy thì chẳng phải Phật Bồ Tát cũng giống như tham quan ư? Như trên đã giảng, quỷ thần thường nương theo người tu hành trì giới lập tu, bái Phật niệm kinh theo, nhờ vậy mà được lợi ích. Cho nên
khi ta thắp hương lễ Phật cúng dường, không những biểu thị lòng cung kính đối với Phật, mà còn có thể khởi tác dụng giáo hóa, độ những chúng sinh mà mắt phàm không thể nhìn thấy. Hễ bạn trì giới càng tinh nghiêm, lễ Phật càng tinh tấn, thì hiệu năng hóa độ chúng càng nhiều. Tất nhiên là có công đức vô lượng, tội cũng diệt vô lượng. Chữ đạo có một nét ngang, phía dưới là chữ tự. Ngụ ý bảo chúng ta rằng phải nương vào chính mình, đi cho tốt con đường nhân sinh. Vì vậy mà cuối cùng hoàn thành chữ đạo chính là chữ tẩu thuộc bộ sước, có nghĩa là đi. Chỉ có đi, tự thân thể nghiệm thực hành, mới có thể được chư Phật Bồ Tát gia trì và chứng minh. Nếu chúng ta chẳng chịu bước đi tu hành, thì những nghiệp sát, sinh, dâm, vọng ta đã tạo sẽ tích tụ thành cái ô che phủ trên đầu ta. Chúng tích tụ mỗi lúc càng lớn, làm ngăn cản ánh Phật quang phổ chiếu khắp nhân gian, khiến chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng quang minh và không có trí huệ. Đây gọi là bị vô minh che huệ. Vô minh giống như bệnh đục thủy tinh thể, ngăn cản ánh sáng vốn có, khiến người mù không nhìn thấy gì, thật rất đáng thương. Khi nào có vị thần y đến chữa mắt miễn phí, mổ trừ bệnh đục nhân mắt cho, giúp bạn hồi phục ánh sáng vốn có. Ánh sáng tức là giác ngộ, là thành Phật miễn phí, là công đức đoạn ác tu thiện, danh y là Phật Pháp. Quá trình mổ trừ bệnh mắt là quá trình tu hành, từ bỏ tham sân si, tu giới định huệ. Quá trình này rất gian nan thống khổ, thậm chí khó thể chịu nổi. Tôi đã phí biết bao bút mực để giải một chữ đạo, chính là muốn nhấn mạnh người học Phật cần phải hành những điều khó hành, nhẫn những điều khó nhẫn, chịu nhọc thay người để thành nhân chi mỹ. Thấy tất cả đều là Bồ Tát, mình là phàm phu, đây chính là làm người đảo ngược. Chỉ kẻ hành ngược với thế gian kiểu này mới có thể đạt đạo. Đây chính là điểm huyền diệu của Phật Pháp, cũng là chỗ khó tin khó hành. Có thể tin và thực hành thì mới có thể đạt đạo. Người đắc đạo tức có trí huệ, đắc ngũ nhãn lục thông. Nếu đã xả được, rũ bỏ được mọi hưởng thụ hoang lạc ngắn ngủi hư ảo nhân gian, ắt có thể đắc được trí huệ Phật Bồ Tát. Hễ vô minh tiêu tan thì tự nhiên trí huệ hiện. Nếu không tu như thế mà muốn đạt đạo thì còn khó hơn lên trời. Mà hễ đắc đạo thì được đa hỗ trợ, còn thất đạo thì bị cô trợ. Nghĩa là người đắc đạo không những được chư Phật Bồ Tát chúc phúc, mà ngay cả quỷ thần cũng xúm vào hỗ trợ người đắc đạo. Cho nên người đắc đạo kêu trời, trời đáp, gọi đất, đất linh. Đây chẳng phải là điều mê tín chi. Phật Bồ Tát đều dùng đại trí huệ, lực thần thông mà giáo hóa chúng sinh. Nếu phàm phu khéo đoạn dục khử ái, tu tinh tấn để minh tâm kiến tính, thì cuối cùng sẽ có một ngày tự hồi phục đủ thần thông trí huệ vốn có của mình. Lúc đó bạn sẽ kinh ngạc thốt rằng: chà, thế giới xưa nay vốn đã như vậy. Tâm phàm phu giống như mặt gương dính đầy bụi dơ, gì cũng không thể chiếu hiện. Người bắt đầu chùi bụi dơ thì chỉ cần làm bền bỉ, bất kể gương bị bụi bẩn bám dày đến đâu cũng sẽ được sạch và sáng trở lại, đến mức có thể chiếu soi cho mình lẫn người. Tôi nói gương tức là tâm. Nhưng ai không chịu lau chùi tâm để cho tham, sân, si, mạn, nghi che lấp thì đương nhiên không thể có thần thông, nên họ không thể chiếu sáng mình, cũng không thể chiếu soi cho người. Vì vậy tạm thời người không có thần thông chẳng nên vì thấy người khác có thần thông mà tật đố phỉ báng, làm thế chỉ khiến bạn đọa vào địa ngục thôi. Chỉ cần mau mau tu, lo tịnh hóa thân, khẩu ý và sửa mình cho ráo riết, rồi có ngày bạn sẽ minh bạch hết. Chúng sinh nếu không y theo lời Phật dạy tu hành thì không thể thoát tam giới, nên phải y theo pháp Phật mà tinh tấn tu như cứu lửa cháy đầu, gấp rút dốc hết toàn lực, tha thiết hành trì. Nếu không như vậy là để đời mình trôi qua uổng phí vô ích. Sám văn: ngày nay đại chúng nhiếp tâm suy nghĩ cho kỹ. Đã sinh lòng tin rồi thì nên giữ ý thanh tịnh, lấy đó làm nẻo quy hướng. Đối với các pháp chớ để chướng ngại. Nếu bất minh bản thể, tự mình không thể làm việc phước thiện, thì khi thấy người làm thiện nên chắp tay khuyến khích,
tán thán công đức, đừng sinh tâm cản trở khiến người nản chí. Nếu người không thối tâm vẫn cứ tinh tấn thì người không tổn giảm gì, chỉ có mình bị tổn phước do phí công gây chuyện, đâu có ích gì cho bản thân. Nếu đời này mình gây trở ngại cho người thì đời sau khó thông đạt được Phật đạo. Theo đó mà suy, tổn hại này rất nặng, vì ngăn trở thiện căn của người là tội rất lớn. Giải thích trong kinh Lăng Già, Phật bảo A Nan: nhiếp tâm là giới, nhân giới sinh định, nhân định phát huệ. Đây gọi là tam vô lậu học. Vì vậy, đối người tu hành chân chính cần làm chủ tâm mình, khiến tâm luôn bảo trì chánh niệm. Nếu tâm chạy lệch, phải kéo về chính niệm ngay. Nếu giữ được tâm không lăng xăng tà vậy, ắt là không tạo nghiệp. Pháp môn tu hành tuy có vô số, nhưng chỉ cần làm chủ mình, quản tâm không hướng ác, bảo trì chính niệm, tạo thập thiện nghiệp, thì tu pháp gì cũng đúng. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng tu ngoài miệng mà tâm không tu, nghĩa là tuy miệng có niệm Phật, trì chú, tụng kinh, mà không lưu ý điều tâm ly ác hướng thiện, bội trần hiệp giác, thì cho dù có tu pháp gì cũng vẫn là sai. Vì đây gọi là ngoài tâm cầu pháp, nên muốn thành tựu thì không có lý đó. Trong Phật môn có câu: tâm chánh tu tà pháp, tà cũng biến thành chánh. Tâm tà tu chánh pháp, chánh cũng biến thành tà. Lục độ vạn hạnh, chứ lục độ nằm ở trước, hàm nghĩa đây là nền tảng căn bản mà người tu cần phải hành trì cho được. Chứ vạn hạnh nằm ở phía sau, là ý nói khéo nghiêm trì lục độ thì tu pháp gì cũng đều được. Đương nhiên chúng ta cũng không thể chỉ chú trọng tạo phúc điền, bố thí, phóng sinh, in kinh, vân vân, mà cần phải nghiêm trì giới luật, dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, tự thanh tịnh tâm ý. Có nhà phê bình, đó là ngoài tâm cầu pháp không thể thành tựu. Bởi căn cơ người ta có lanh có khờ, còn tùy thuộc thời cơ. Ngoài tâm cầu pháp cũng là con đường tắt của đa số người tu. Ngoài tâm cầu pháp, chung quy cũng là niệm Phật tụng kinh, nhất định sẽ được Phật từ bi gia trì. Đến một khi nào đó, do nhờ thiện tri thức khai thị, hoặc nhìn thấy một đoạn kinh hay lúc đã tọa, hoặc trong mộng được chư Bồ Tát điểm hóa, bấy giờ họ có thể đột nhiên minh bạch lý đạo, quy hướng chánh đạo. Xin quý vị hãy an tâm, Phật, Bồ Tát xem chúng sinh như con, không từ bỏ một chúng sinh nào. Các ngài luôn có đủ phương tiện để tiếp dẫn hóa độ, quan trọng là chúng ta có tiếp nhận sự giáo hóa chăng. Nếu có thể y theo giáo pháp ngài dạy mà tu, thì chuyện khai ngộ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sám văn. Kinh Hộ Khẩu ghi: có một ngạ quỷ thân hình xấu ác, nhìn là nổi ốc, ai cũng kinh sợ, thân phát lửa dữ, miệng đầy sâu dòi lúc nhúc, cả thân đầy máu mủ tanh hôi, mùi thối bay nồng, không ai dám đến gần. Miệng khạc ra lửa, thân bị lửa đốt, cất tiếng kêu khóc, trảo chạy cùng khắp. Lúc đó, ngài Mãn Túc La Hán hỏi ngạ quỷ: xưa kia ngươi tạo tội gì mà nay phải chịu khổ như thế? Ngạ quỷ đáp: kiếp xưa tôi từng làm sa môn, chẳng giữ oai nghi, nói năng thô ác, sống tham lam, kêu sang không biết cho ra. Hễ thấy người giữ giới tinh tấn thì mắng nhiếc, mạ nhục, ác kiến liếc huých, còn ý mình giàu mạnh, cho là sống lâu không chết nên tạo ra vô lượng tội ác. Bây giờ nhớ lại có hối cũng chẳng thể cứu chuộc lỗi lầm xưa. Vì vậy, thà là cam tâm chịu khổ, tự cầm dao bén cắt lưỡi mình kiếp này sang kiếp khác, chứ tuyệt đối không nên thốt lời phỉ báng việc lành của người. Mong ngài trở về cõi ta bà, kể lại quả báo và tình trạng ghê khiếp của tôi, để răn dạy chư tu sĩ và các Phật tử, cảnh báo họ phải cẩn thận giữ khẩu đức, chứ tùy tiện buông lời nói ác. Dù thấy người giữ giới hay không, cũng chỉ nên nói đức tốt của người. Tôi làm quỷ đói đã mấy ngàn kiếp, ngày đêm chịu đủ đau khổ, thọ hết quả báo này thì phải vào địa ngục. Ngạ quỷ nói xong thì bật khóc to, ngã nhào xuống đất như Thái Sơn đổ. Giải thích: đoạn văn tả ngạ quỷ này là cảnh báo cho người chẳng nghiêm trì giới luật, chẳng giữ oai nghi, không gìn khẩu đức
mạ nhục người trì giới. Ngạ quỷ hướng vị La Hán sám hối, cúng diệt vô lượng tội nghiệp, có thể giúp y thoát khỏi biển khổ. Sở dĩ La Hán đến độ ngạ quỷ là nhờ lúc ngạ quỷ làm sa môn từng có niệm Phật tụng kinh, Phật tuyệt đối chẳng bỏ rơi một chúng sinh nào. Sám văn: ngày nay đại chúng nghe kinh dạy như vậy rất là đáng sợ. Chỉ vì lỗi của miệng mà mang tội nhiều kiếp, huống chi là còn bao nhiêu tội ác khác nữa. Xả thân, thọ thân không ngừng chịu khổ đều do nghiệp ác của mình đã tạo. Nếu không gây nhân thì đâu phải chịu quả. Đã gieo nhân, quyết định phải gặt quả. Chưa từng thấy ai tu hành buông lung, lười biếng mà được giải thoát. Trái lại, người hay tinh tấn, cẩn trọng tu hành được phước đức vô lượng. Đại chúng nên biết hổ thẹn, tịnh hóa thân tâm, sám hối lỗi cũ. Tội xưa hết rồi, không gây thêm tội mới nữa thì được chư Phật khen ngợi. Từ nay trở đi, nếu thấy người làm thiện, chớ bàn tán phê bình thành bại, lâu mau, dù họ chỉ làm lành trong một niệm, một giờ, một khắc, một ngày, một tháng, nửa năm hay một năm thì vẫn tốt hơn là không làm. Vì vậy, Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có người tâm tán loạn vào trong tháp miếu, niệm một câu Nam Mô Phật, thảy đều thành Phật đạo. Huống chi là người phát tâm rộng lớn, siêng năng tu phước thiện, mà ta không tùy hỷ thì rất đáng thương. Chúng con từ vô thỉ đến nay, ắt đã có vô lượng ác tâm cản trở việc lành tốt đẹp của người. Vì sao mà biết? Bởi nếu không như vậy, thì cớ sao ngày nay bao việc lành của chúng con đa phần đều gặp khó khăn. Tự thân không giỏi, tu thiền định, trí huệ, hễ vừa lễ bái chút ít đã than khổ, vừa cầm đến kinh liền sinh nhàm chán, cả ngày toàn tạo nghiệp ác khiến không thể giải thoát. Giải thích: chỉ một tội không giữ miệng, chiêu nhiều ác báo đáng sợ như thế, huống chi là tạo nhiều tội khác nữa. Đã hiểu điều này rồi, mỗi người chúng ta cần sinh tâm hổ thẹn ăn năn. Trên thế giới hiện nay, vật dục bành trướng, vì mưu lợi người ta không từ thủ đoạn chi, thậm chí giết người cướp của, tạo ác đủ dạng đủ kiểu. Chúng ta thấy báo chí truyền hình đưa tin dẫy đầy, nếu gặp người bố thí phóng sinh, in kinh tặng người, thậm chí khởi một niệm làm lợi cho đại chúng, thì ta phải tán thán tùy hỷ, tuyệt không được dèm chê hay bình luận thị phi. Phật nói, niệm một câu Nam Mô Phật là đã kết duyên cùng Phật, cuối cùng cũng sẽ tu thành Phật, huống nữa là tạo nhiều thiện hạnh. Người có trí huệ phải mau sớm hồi đầu, hễ có thời gian thuận tiện thì chịu khó lễ bái tụng kinh cho nhiều vào, thậm chí có đã tọa tĩnh tâm cũng đừng sinh chán mệt. Phải biết rõ, chịu khổ chính là dứt khổ, vì khổ tận. Con lừa. Mùa thu năm Mậu Ngọ, đời vua Khang Hy triều Thanh, gia đình Trương Nguyên ngụ ở Bắc Kinh, có mua về một con lừa. Tính nó rất hung hăng, không những ưa đá mà còn cắn người nữa. Chỉ có ba cha con Trương Nguyên là cưỡi được nó thôi. Mỗi khi họ cưỡi, nó tỏ vẻ rất ngoan hiền, thuần phục. Nhưng một lần, có vị họ Dương đến mượn con lừa kia cưỡi thử. Thật quái lạ, con lừa ngoan ngoãn để cho ông Dương cưỡi đi. Tối đến, ông Dương nằm mộng thấy người mặc áo đen nói: tôi là con lừa trong nhà Trương Nguyên. Đời trước tôi vay ông 300 đồng mà không trả, nên kiếp này phải bồi thường cho ông. Hôm qua ông cưỡi tôi đi 280 dặm, sáng mai xin ông hãy cưỡi tôi 20 dặm nữa. Như vậy số nợ tôi thiếu ông xem như được trả xong. Ông Dương hỏi: vậy người thiếu Trương gia bao nhiêu tiền? Người áo đen mặt lộ vẻ buồn rầu nói: nhiều, nhiều lắm, kể không hết. Ông Dương sau khi thức giấc tìm đến Trương gia mượn con lừa. Đi một đoạn dài thì con lừa bỗng nhảy lên hất ông té ngã, tên 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 hất ông té ngã. Quý vị đang nghe câu chuyện Phật giáo Người Thợ Dệt.
Lúc ấy, Phật ở gần thành Xá Vệ, trong vườn kỳ thọ cấp cô độc. Trong thành có một người thợ dệt tên là Tu Ma, nhà rất nghèo túng, chỉ chuyên dệt thuê cho người khác lấy tiền công. Người ấy làm bữa nào ăn bữa nấy, chẳng dành dụm gì được, bèn tự nghĩ rằng: ngày trước chắc ta không làm việc bố thí, nay mới bần cùng khốn khó thế này. Nếu giờ đây cũng không biết bố thí, làm việc lành tạo phước về sau, chắc rồi cũng không khỏi sự nghèo khổ bần cùng mãi mãi. Này có Đức Thế Tôn tại thế, ta nên cố gắng cúng dường cho Ngài ít nhiều để tạo chút phước đức về sau. Nghĩ như vậy rồi, một hôm nhân dệt vải cho ông trưởng giả kia được một mảnh vải thừa. Trên đường mang về nhà thì gặp Phật với chư tỳ kheo đang đi khất thực trong thành. Ông liền đến trước Phật lễ bái, phát tâm cúng dường mảnh vải ấy. Phật thấy người thợ dệt nghèo ấy phát tâm cúng dường một mảnh vải thì liền đưa chỗ rách lên tấm y của Ngài ra. Khi ấy, do thần lực của Phật, tấm vải bỗng nhiên bay đến đắp vào chỗ rách, làm cho tấm y lành lặn như mới. Người thợ dệt thấy Phật hiện phép thần biến nhiệm màu như vậy thì sanh lòng kính ngưỡng, tin sâu Tam Bảo. Ông liền chí thành lễ Phật rồi đọc một bài kệ để tỏ bày tâm nguyện lớn lao của mình. Kệ rằng: của cúng dường tuy ít, gieo vào ruộng phước lớn. Nay cúng dường Thế Tôn, nguyện sau này thành Phật, độ hết thảy chúng sanh, số lượng nhiều vô kể. Thế Tôn oai đức lớn, xin chứng tri việc này. Khi ấy, Phật liền đọc kệ đáp lại rằng: ông nay cúng dường ta, lòng thành kính bố thí, ngày sau sẽ thành Phật, danh hiệu là Thập Duyên, mười phương đều nghe biết, độ vô số chúng sanh. Người thợ dệt phát nguyện rồi, Đức Phật liền mỉm cười, từ nơi trán giữa hai hàng lông mày phóng ra một đạo hào quang năm sắc bay quanh Phật ba vòng, rồi lại theo chỗ trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng: Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Nay vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho chúng con được biết. Phật nói: A Nan, ông có nhìn thấy người thợ dệt nghèo tên Tu Ma đây phát tâm cúng dường mảnh vải cho ta, rồi phát lời nguyện lớn sẽ thành Phật chăng? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Phật dạy: ông Tu Ma đây cúng dường ta một mảnh vải, về sau sẽ thành Phật, hiệu là Thập Duyên, hóa độ chúng sanh nhiều vô số, vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thảy đều vui mừng tin nhận. Câu chuyện người bệnh nặng. Lúc ấy, Phật ở gần thành Xá Vệ cùng với chư tỳ kheo trong vườn kỳ thọ cấp cô độc. Tại thành Xá Vệ có một ông trưởng giả tên là Bà Trì Gia, giàu có nhưng tâm địa cực ác, thường chẳng thân thiện gần gũi với ai. Tuy vậy, ông lại có lòng kính ngưỡng phụng sự sáu thầy ngoại đạo. Ngày kia ông mắc bệnh trầm trọng, không có ai chăm sóc thuốc thang, mạng sống rất nguy kịch. Ông liền tự nghĩ rằng: ta này thọ bệnh, khốn khổ cùng cực như thế này, nếu ai có thể cứu được mạng sống của ta, ta sẽ trọn đời hầu hạ phụng sự người ấy. Ông lại nghĩ tiếp rằng: chỉ có Phật Thế Tôn mới có thể cứu được mạng ta mà thôi. Nghĩ như vậy rồi, liền sanh lòng khát ngưỡng, mong mỏi được thấy Phật. Đức Phật thường lấy tâm đại bi ngày đêm quan sát hết thảy chúng sanh, thấy biết những ai đang gặp khổ não thì Ngài hiện đến tùy duyên cứu giúp, thuyết pháp cho nghe khiến được hoan hỷ thân tâm. Nếu đang đọa trong nẻo ác cũng khiến cho lìa khỏi đó mà sinh vào chốn trời người được thành đạo quả. Khi ấy Phật nhìn thấy ông trưởng giả đang khốn khổ vì bệnh tật, không có ai chăm sóc nuôi dưỡng. Ngài liền phóng hào quang chiếu đến nơi thân người bệnh, khiến cho thân thể được khoan khoái mát mẻ, tâm liền tỉnh ngộ, vui mừng khôn xiết. Ông trưởng giả Bà Trì Gia khi ấy liền phủ phục lễ bái quy vọng về hướng Phật. Lúc đó, Đức Thế Tôn biết rằng thiện căn của Bà Trì Gia đã thành thục, có thể được giáo hóa. Ngài liền hiện đến nơi nhà ông trưởng giả này. Khi ấy, ông liền vùng dậy, chắp tay cung kính đón rước Phật lên chỗ ngồi.
Đức Phật hỏi bà Trì Gia, ông nay chịu bệnh khổ, có biết ở nơi đâu không? Ông đáp rằng, con nay chịu khổ não ở cả nơi thân và tâm. Đức Phật liền nghĩ, ta từ nhiều kiếp đến nay, từng tu hạnh từ bi, nguyện trị lành tất cả bệnh khổ nơi thân và tâm của chúng sanh. Bây giờ, Đế Thích biết được ý nghĩ của Phật, liền bay đến Hương Sơn, lấy loại cỏ thuốc tên là Bạch Nhũ, mang về dâng lên cho Phật. Phật nhận cỏ thuốc, rồi trao cho bà Trì Gia, bảo uống hết vào. Bệnh liền được khỏi, thân tâm khoái lạc. Ông này, đối với Phật, sanh lòng tin phục gấp bội phần, liền vì Phật và chư tỳ kheo tăng mà chuẩn bị các món ăn ngon lạ để cúng dường. Xong, lại dùng một chiếc áo tốt rất đẹp đẽ, giá trị 5.000 lượng vàng mà dâng cúng. Ông lại phát nguyện lớn rằng, nhờ công đức cúng dường Phật và chư tỳ kheo tăng, nguyện cho tôi về sau cũng trị được các bệnh khổ nơi thân và tâm của tất cả chúng sanh, làm cho được an lạc giống như ngày nay Thế Tôn đã trị dứt bệnh khổ nơi thân và tâm của tôi, làm cho được an lạc. Khi ông phát nguyện như vậy rồi, Đức Phật liền mỉm cười, từ nơi trán giữa hai hàng lông mày phóng ra một đạo hào quang năm sắc bay quanh Phật ba vòng, rồi lại theo chỗ trên trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng, Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Này vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho chúng con được biết. Phật bảo, A Nan, ông có nhìn thấy người trưởng giả đây sau khi khỏi bệnh, phát tâm cúng dường ta và chư tăng hay chăng? A Nan thưa, bạch Thế Tôn, con đã thấy. Phật nói, về sau người này sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, rộng độ chúng sanh vô số, vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thảy đều vui mừng tin nhận. Câu chuyện Một Cành Hoa. Lúc ấy, Đức Phật ở gần thành Xá Vệ, trong vườn kỳ thọ cấp cô độc. Khi chưa gặp Phật, vua Ba Tư Nặc theo ngoại đạo thường cúng dường và nguyện vái các vị thiên thần ngoại đạo. Đến khi Phật thành chánh giác, muốn hóa độ vua Ba Tư Nặc, nên mới đáp y mang bát đến chỗ vua mà khất thực. Vua nghe biết Phật đi đến, liền ra nghênh đón. Thấy Phật oai nghi rực rỡ, hào quang rạng chiếu, lòng sinh ra hoan hỷ, khoái lạc vô cùng. Liền thỉnh Phật ngồi, rồi sai người bày biện đủ các thứ món ngon vật lạ mà cúng dường Phật. Phật thọ lễ cúng dường xong, liền vì vua Ba Tư Nặc mà thuyết pháp, khiến vua sinh tâm tính phục, kính ngưỡng Phật Pháp mà lìa bỏ việc thờ cúng ngoại đạo thiên thần. Từ đó về sau, vua hết lòng mộ đạo, mỗi ngày lễ Phật đến 3 lần. Một hôm, người giữ vườn cho vua cắt được một cành hoa đẹp trong vườn, liền mang ra phố. Một người ngoại đạo trông thấy hỏi rằng, Này ông bán cành hoa ấy không? Người làm vườn đáp, bán. Người kia liền bước tới, trả giá định mua. Bỗng có ông trưởng giả Tu Đạt đến, cũng muốn mua nên trả giá cao lên gấp đôi. Người ngoại đạo không chịu thua, cũng tăng giá lên nữa. Hai người đều quyết lòng mua cho được cành hoa, nên trả giá dần đến 100.000 lượng vàng. Người làm vườn khi ấy tự nghĩ rằng, ông trưởng giả Tu Đạt đây không phải là người nông nổi, nay ông ấy quyết lòng mua như vậy, chắc có duyên cớ gì đây? Nghĩ như vậy, liền mới hỏi người ngoài đầu rằng, tại sao ông trả giá cao đến như vậy? Người kia đáp, tôi quyết mua tặng để dâng cho thần Na La Diên. Lại quay sang hỏi ông trưởng giả Tu Đạt, ông nói, tôi quyết mua để cúng dường Phật. Người làm vườn nghe vậy hỏi, Phật là ai vậy? Ông trưởng giả Tu Đạt liền giảng nói tận tường công đức của Đức Phật Thế Tôn. Người làm vườn nghe rồi phát nguyện rằng, dẫu 100.000 lượng vàng, nay tôi cũng quyết không bán nữa, chỉ để tự mình mang đến cúng dường Phật. Ông Tu Đạt nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, liền đưa người làm vườn đến chỗ tinh xá của Phật. Người làm vườn
nhìn thấy Đức Thế Tôn trang nghiêm rực rỡ với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng ngời, liền dâng cành hoa lên trước Phật để cúng dường. Nhờ sức thần của Phật, cành hoa liền hóa thành một lọng hoa lớn che bên trên Phật. Người giữ vườn nhìn thấy phép màu ấy, liền phủ phục xuống, chí thành lễ bái Phật và phát lời nguyện lớn rằng: nhờ công đức cúng dường cành hoa ngày hôm nay, trong đời vị lai tôi nguyện sẽ có thể vì những chúng sanh mù lòa mà cứu giúp cho được sáng mắt, vì những chúng sanh quy y Phật mà độ cho quy y. Tôi sẽ làm cho những chúng sanh không người cứu hộ sẽ được cứu hộ, những chúng sanh không được an ổn sẽ được an ổn, những chúng sanh chưa nhập Niết Bàn sẽ được nhập Niết Bàn. Khi người ấy phát nguyện rồi, Đức Phật liền mỉm cười, từ nơi trán giữa hai hàng lông mày phóng ra một đạo hào quang năm sắc, bay quanh Phật ba vòng, rồi lại theo chỗ trên trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng: Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Nay vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho được biết. Phật bảo A Nan: Ông có nhìn thấy người giữ vườn dâng cành hoa cúng dường ta chăng? Nhờ công đức ấy, trải qua ba A Tăng kỳ kiếp nữa, người này sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Thạnh, hóa độ chúng sanh nhiều vô số, vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thảy đều vui mừng, tin nhận. Câu chuyện Một Hồi Thề. Lúc ấy, Phật ở gần thành Xá Vệ, trong vườn kỳ thọ cấp cô độc. Tại thành Xá Vệ có hai vị phạm chí, một rời tinh sâu pháp Phật thường ca ngợi tán thán công đức của Đức Như Lai là cao quý nhất, trong ba cõi chẳng ai bằng được. Người kia thì lạc theo tà kiến, tôn sùng các vị sư ngoại đạo như Phú Lăng Na, cho rằng các sư ngoại đạo này là cao quý hơn hết, chẳng ai bằng được. Người tin theo nhóm ngoại đạo Phú Lăng Na bảo rằng: các vị thầy như Phú Lăng Na có thần lực cao trỗi hơn Phật nhiều. Người tin theo Phật bảo rằng: Đức Phật Thế Tôn là đấng giác ngộ hoàn toàn trọn vẹn, có thần lực cao trỗi nhất, hai người chẳng ai nhường ai, tranh cãi mãi không dứt. Bấy giờ, hai người này tranh cãi nhau rất kịch liệt, ai cũng cho là mình nói đúng. Có người đem chuyện ấy nói đến tai vua Ba Tư Nặc. Vua liền cho triệu cả hai người đến mà hỏi nguyên do. Cả hai đều nói rằng vị thầy mà mình tin theo là có thần lực cao trỗi hơn hết. Vua liền phán: mỗi người trong các ông đều tự cho mình là đúng, không thể phân xử được. Nay ta ra một kỳ hạn là 7 ngày, sẽ lập một hội thề mà thử nghiệm xem ai nói đúng. Nơi hội thề đó, mỗi người sẽ tự đốt hương, dâng hoa và rẫy nước mà thỉnh nguyện bậc thầy của mình đến dự hội. Hai vị phạm chí nghe vua phán rồi đều lui về lo sắm lễ vật hương hoa. Đúng 7 ngày, vua Ba Tư Nặc truyền tụ họp dân chúng số đông đến muôn ngàn người cùng đến chứng kiến. Khi ấy, trước mặt dân chúng, hai vị phạm chí liền cùng nhau lập nguyện mà khấn cùng vị thầy mà mình tin theo. Vị tin theo các sư ngoại đạo như Phú Lăng Na bước ra trước, đốt hương, tung hoa và rẫy nước lên không trung, nguyện rằng: nếu quả Phú Lăng Na với mấy vị giáo chủ kia là cao hơn hết, thì nguyện cho hoa, hương với nước này bay đến chỗ các vị, khiến cho các vị biết được ý nguyện của tôi mà đến dự hội này. Nếu như các vị chẳng có thần lực gì thì khiến cho các hương hoa lễ vật này vẫn ở yên ở nơi đây. Người vừa dứt lời thì hoa rơi trên đất, hương tắt lửa và nước đổ xuống đất hết. Mọi người ai nấy chứng kiến như vậy liền nói với nhau rằng: Phu Lăng Na với mấy ông thầy ngoại đạo kia thật chẳng có thần lực chi cả, lâu nay uổng nhận sự cúng dường của nhân dân trong nước. Lúc bấy giờ, vị phạm chí tinh Phật mới bước ra trước chúng hội, lấy hương hoa và nước sạch mà tung lên không trung, nguyện rằng: nếu đấng Như Lai thật có thần lực, xin cho các thứ hương hoa, nước sạch này đều bay đến chỗ của Ngài, khiến cho Ngài biết được ý nguyện của tôi mà đến dự hội này.
Phát nguyện vừa xong, khói hương liền bay tỏa ra khắp thành Xá Vệ. Những hoa mà người tung lên cũng bay lên không trung, hóa thành một cái lọng hoa lớn, bay thẳng đến chỗ Phật, che bên trên Phật. Nước rẫy trên không trung cũng hóa thành trong suốt như lưu ly mà bay đến, rưới xuống trước chỗ Phật. Rồi Đức Thế Tôn với chúng tỳ kheo đều hiện lại trước chúng hội. Bây giờ mọi người ai ai cũng trông thấy, khen là việc chưa từng có. Thầy đều sinh lòng tin sâu nơi Phật Pháp, lìa bỏ không còn tin theo các thầy ngoại đạo nữa. Vị phạm chí ấy thấy lời nguyện của mình được thành tựu, liền phủ phục lễ bái trước Phật, phát lời nguyện lớn rằng: nhờ công đức dâng hương hoa cúng dường hôm nay, trong đời vị lai, tôi nguyện sẽ có thể vì những chúng sanh mù lòa mà cứu giúp cho được sáng mắt, vì những chúng sanh quy y Phật mà độ cho quy y, những chúng sanh không người cứu hộ sẽ được cứu hộ, những chúng sanh không được an ổn sẽ được an ổn, những chúng sanh chưa nhập niết bàn sẽ được nhập niết bàn. Thì vị ấy phát nguyện rồi, Đức Phật liền mỉm cười, từ nơi trán giữa hai hàng lông mày phóng ra một đạo hào quang năm sắc, bay quanh Phật ba vòng, rồi lại theo chỗ trên trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng: Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Nay vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho được biết. Phật bảo A Nan, ông có nhìn thấy vị phạm chí này dâng hương hoa cúng dường ta chăng? A Nan thưa, bạch Thế Tôn con đã thấy. Phật nói, vị phạm chí này trải qua ba A Tăng kỳ kiếp nữa sẽ thành Phật hiệu là Bất Động, hóa độ chúng sanh nhiều vô số, vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết xong nhân duyên này, thảy đều vui mừng tin nhận. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Món nợ truyền kiếp. Ngày xưa, hồi mới khai thiên lập địa, có một con chim họa mi làm tổ trên một cành cây đào. Ngày nào nó cũng hót để ca tụng vẻ đẹp của muôn loài. Dưới gốc cây có một con rắn rất hiền lành, bây giờ thuộc loại rắn mù, nhưng hồi đó nó có một mắt.
Con rắn rất mê giọng hót lãnh lót của chim họa mi. Nó thường nằm khoanh dưới gốc cây hay nằm dài phơi nắng để thưởng thức tiếng hót thần tiên của họa mi. Thuở ấy, chim họa mi cũng chỉ có một mắt ngay giữa trán. Một hôm, con bướm có đôi cánh ngũ sắc rất đẹp ở gần đấy đến mời chim họa mi đi ăn cưới. Bướm biết mình đẹp đẽ, uyển chuyển nhẹ nhàng, thường được ca tụng, nên bướm rất kiêu hãnh. Không bao giờ bướm chịu nhìn xuống, nên bướm không biết sự có mặt của rắn trên mặt đất. Tiếng hót của họa mi đã nhiều lần giúp đôi cánh bướm dịu dàng, thanh thoát, nên bướm nhất định mời chim họa mi để tiếng hót làm tăng thêm phần long trọng cho bữa tiệc tân hôn. Được bướm mời mọc ân cần, chim họa mi rất hãnh diện, nhưng sau đó chim cảm thấy lo sợ. Khi nhìn lại bộ lông của mình quá tầm thường, chim sợ mình sẽ không được ai để ý trong tiệc cưới của anh bướm rực rỡ màu sắc. Chim liền than thở với con rắn hiền lành. Nghe xong rắn nói, có được tiếng hót như anh, lo gì không được người để ý. Tôi tin chắc lúc anh cất tiếng hót, không ai còn để ý đến đôi cánh rực rỡ của anh bướm hay bộ lông trắng muốt của chị Thiên Nga. Tất cả đều sẽ mê tiếng hót của anh. Không ai để ý đến bộ lông tầm thường của anh đâu. Anh bướm mời anh đi dự tiệc cũng vì tiếng hót của anh hay. Anh hãy yên tâm đi đi, đừng lo sợ gì cả. Tuy nghe rắn nói thế, nhưng chim vẫn không hết lo sợ. Sau cùng chim nói, phải chi tôi có được hai con mắt, có lẽ tôi sẽ đẹp hơn. Một con mắt giữa trán làm cho tôi có vẻ dữ tợn và nghèo nàn làm sao ấy. Có được giọng hót như anh, ai dám bảo anh nghèo. Nhưng bề ngoài, tôi có gì để làm cho mọi người chú ý, phải chi anh chịu giúp tôi. Tôi mê tiếng hót của anh lắm, anh cần tôi giúp việc gì, tôi cũng sẵn sàng cả. Tôi chỉ cần anh cho tôi mượn con mắt của anh một hôm để đi ăn cưới. Anh nằm phơi nắng, không có mắt cũng đâu có sao. Rắn lắc đầu nói, không được đâu, tôi cũng chỉ có một mắt như anh. Nếu tôi cho anh mượn thì tôi làm sao thấy đường. Nhưng tôi chỉ mượn có một hôm thôi. Buổi chiều mãn tiệc, tôi đem trả anh ngay lập tức. Trong lúc chờ đợi, anh cứ nằm ngủ ở đây. Nếu anh thật tình mê giọng hót của tôi thì anh cố giúp tôi lần này. Chim họa mi cứ van xin, nài nỉ, giọng chim càng lúc càng êm đềm, gợi cảm, làm rắn cảm động siêu lòng, nên bằng lòng cho mượn mắt trong ngày cưới của bướm. Vào một ngày nắng ấm, lúc màn sương mỏng còn phủ cánh rừng, chim họa mi đã vội vã sửa soạn bộ lông cho thật mướt để đi ăn cưới. Thêm được một mắt, chim thấy cuộc đời đẹp đẽ thêm lên. Trong lúc chim ra đi, sung sướng hài lòng hơn bao giờ hết, thì ở gốc cây đào, con rắn trở nên mù, nhút nhát, sợ hãi, ẩn mình trong đám lá khô, chờ đợi chim trở về, trả lại ánh sáng cho mình. Chim đến nhà bướm, nghe người ta chào mừng chúc tụng nhau. Không ai để ý đến chim họa mi bé bỏng, không bóng sắc cả. Đến lúc bướm mời chim ra hát, những loài thú có mặt mới để ý đến chim. Tiếng chim hót thanh tao, lãnh lót, làm cả thảy đều im lặng lắng nghe. Chim hót say mê, lộ hết tinh thần, làm cả thảy đều mê mẩn như say. Tiếng hót trong trẻo vang đến tai rắn, rắn mỉm cười tự nhủ, mình cũng có góp phần tham dự cuộc vui đó. Đến khi dứt bản, tất cả đều bị chim chinh phục. Và bắt đầu từ đó trở đi, mọi loài đều bao vây, khen ngợi bộ lông, giọng hót của chim. Tất cả cũng không quên ca ngợi mắt đẹp của chim. Bây giờ, tiếng tăm lừng lẫy, chẳng những chim không thú nhận mình chỉ có một mắt, còn con mắt kia là của rắn, mà chim thì đặt điều nói thêm. Ở dưới gốc cây chỗ tôi ở, có một con rắn mù từ thuở mới lọt lòng mẹ. Nó buồn bã chán đời, nhiều lần nó có ý định quyên sinh,
nhưng nhờ tiếng hót tuyệt vời của tôi đã an ủi được nó. Tội nghiệp, hàng ngày tôi phải đem thức ăn về và ca hát vỗ về nó. Tất cả đều cảm phục tính rộng rãi và lòng bác ái của chim. Mãi đến khuya, chim mới trở về, bên tai còn vẳng tiếng vỗ tay vang dội và những lời ca ngợi nồng nàn. Về đến gốc cây đào, chim thấy rắn nằm ngủ, phơi mình dưới ánh nắng thanh dịu mát. Thấy thế, chim không gọi rắn dậy và tự nói, mai mình sẽ trả lại mắt cũng không muộn. Chim về ổ định ngủ một giấc thật ngon lành, nhưng nằm mãi mà giấc ngủ vẫn không đến. Muôn vàn ý nghĩ bao vây lấy tâm trí của chim. Bây giờ, chim đã nổi tiếng nổi danh với đời rồi, nếu chim trả mắt lại, tức là tự thú cho mọi loài biết chim chỉ có một mắt, còn con mắt kia là của mượn, thì còn gì là tiếng tăm chim đã tạo ra với bao khó nhọc. Hơn nữa, với hai con mắt, chim nhìn thấy đời rộng rãi, đẹp đẽ hơn khi chỉ có một mắt. Bỏ tất cả danh vọng để trở thành tầm thường như trước, chim thấy mình không có đủ can đảm. Hay là xin rắn cho mắt luôn. Nhưng chim kịp nghĩ là không đời nào rắn chịu cho mắt để lại thành mù lòa vĩnh viễn. Nhưng rắn thường ở một chỗ mà nếu bò đi cũng không cần thấy đường làm gì cho lắm. Một ý nghĩ xấu từ từ thâm nhập vào trong đầu óc chim. Nếu mình không trả thì rắn cũng không làm sao đòi được. Bây giờ rắn mù rồi. Nghĩ thế nên chim nhất định giật luôn con mắt của bạn. Đêm đó, chim lén dọn đi ở nơi khác và tìm đủ mọi cách tránh rắn luôn. Tội nghiệp, con rắn cứ bò lần mò, dò dẫm đi tìm chim họa mi để đòi mắt lại. Nghe chim họa mi hót ở đâu, rắn cũng cố gắng tìm đến. Mặc dù rắn bò đi khó khăn và gặp nhiều trở ngại trên bước đường phiêu lưu đi tìm người bạn phản phúc, bội ân. Thế mà buồn thay, mỗi khi chim họa mi thoáng thấy rắn thì chim vội bay đi để rắn lại ngơ ngác trong sự mù lòa đáng thương. Một đêm, chim họa mi đang ngủ mê trong tổ ấm, bỗng chim giật mình tỉnh giấc vì một tiếng động thật nhỏ. Chim thấy rợn cả người khi nhìn thấy một cái đầu rắn mù sờ soạng bò đến. Chim la lên một tiếng kinh hoảng, bay đi tìm nơi khác ẩn náu. Từ đó, sự yên tĩnh trong giấc ngủ cũng như sự yên tĩnh trong tâm hồn không còn nữa. Con rắn mù cứ không ngớt tìm chim để đòi con mắt đã cho mượn với tất cả lòng tin mà lại bị cướp mất một cách quá tàn nhẫn. Chim họa mi không muốn trả mắt nên phải luôn luôn canh chừng. Ban ngày thì chim được yên thân vì rắn biết ánh sáng mặt trời làm chim thấy rõ tất cả. Nên rắn đợi đêm xuống để tìm cách đến gần chim trong lúc ngủ say để bất ngờ buộc chim phải trả mắt lại cho mình. Họa mi biết được ý định của rắn nên nhất định không ngủ. Những đêm trong mùa đẹp trời, mùa lạnh và mùa mưa thì chim có thể ngủ yên vì những mùa ấy rắn sợ lạnh không dám bò ra ngoài. Đến mùa xuân, chim bay hót suốt đêm để không buồn ngủ, có thể canh chừng rắn mù tìm đến. Vì thế, những đêm xuân, chúng ta thường nghe tiếng chim họa mi hót vang lên ru hồn vào mộng ảo. Chúng ta mỉm cười, thấy lòng rung động vì tiếng hót thanh tao trong suốt. Nhưng chúng ta đâu biết, tiếng hót đó ca tụng một niềm vui không vững chắc, luôn luôn bị đe dọa. Một hạnh phúc mong manh pha trộn, đôi chút hối hận làm rây rứt cả tâm hồn. Theo giáo lý nhà Phật, trong cuộc đời có bốn thứ tuyệt đối ta không nên mắc nợ, đó là tiền bạc, trách nhiệm, ân tình và thời gian. Về món nợ thứ nhất là tiền bạc. Theo lẽ tự nhiên, có vay thì có trả. Khi ta vay ai một món tiền, nghĩa là ta đang nhận ở người đó một món nợ, không chỉ đơn thuần là vật chất mà còn là ân nghĩa. Thế nhưng ở đời, nhiều người vay tiền không muốn trả, có người xù nợ, có người trả nợ nhưng lại mang niềm oán giận người cho vay. Theo các vị giảng sư, đó là cách họ đang gieo nghiệp nghèo cho mình mà không hề hay biết.
dân gian có câu nói truyền miệng rất hay, đó là tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Câu này có ý nghĩa là dù yêu quý nhau đến cỡ nào thì vẫn nên minh bạch trong vấn đề tiền bạc. Tiền bạc là mồ hôi, là công sức lao động của mỗi người. Nếu vì yêu quý nhau, thân thiết nhau mà lợi dụng tiền bạc của nhau, thì đến một ngày tình cảm cũng sẽ sứt mẻ. Ngay cả anh em ruột thịt thì vẫn cần phải rõ ràng về vấn đề tế nhị này. Khoản nào vay thì rõ là vay và cần phải trả với tấm lòng biết ơn. Khoản nào cho, biếu thì người cho không nên đòi người nhận một ngày nào đó trả ơn, mà hãy vô tư theo cách cho đi hạnh phúc chính là mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng đó là phía người cho, còn phía người nhận thì bắt buộc không bao giờ được quên ân tình đó. Bởi món nợ đó không đơn thuần là nợ vật chất, mà đó là món nợ ân nghĩa. Năm 1981, sau khi Trung Quốc giải phóng, trăm nghề hưng thịnh, thôn Tả Hậu, tỉnh Liêu Ninh hẻo lánh, chuyên sống bằng nghề trồng bán dược liệu, cho nên có người gọi vùng này là làng thuốc, nổi danh toàn quốc. Các tiệm buôn thuốc đông y nơi thành phố lớn đều đến đây mua dược liệu. Có cô gái tên là Hán Hà, cha mẹ đều sống bằng nghề trồng thuốc. Hán Hà tuy mới 17 tuổi nhưng tính tình thẳng thắn. Thấy các lái buôn đến buôn mua thuốc thường hay lường gạt, ép giá, nên cô tự đứng ra kêu gọi dân làng đoàn kết vì quyền lợi chung. Cô đại diện toàn thôn cùng thương nghị với lái buôn đòi mức giá hợp lý. Điều này giúp cho nông dân kiếm được nhiều tiền, nên dân làng đều tán thán ủng hộ cô. Đỗ Nghiêu là một đại thương gia đến từ Thượng Hải, phát hiện tài năng của Hán Hà, thầm nghĩ nếu như cô được huấn luyện, trong tương lai nhất định có thể kiếm được nhiều tiền cho ông. Đỗ Nghiêu bèn hứa sẽ cho Hán Hà làm chức lớn và trả lương cao, mời cô lên Thượng Hải. Hán Hà vì gánh nặng phải lo cho song thân tuổi cao và người anh tàn phế đôi chân nên chịu nhận lời của Đỗ Nghiêu. Đài Loan rất thiếu trung dược nên các thương nhân thường đổ xô qua đại lục thu mua thuốc với giá rẻ. Có Trần Đồng Tân mở tiệm thuốc ở Đài Loan từ năm 1988, mỗi năm đều qua Thượng Hải mua dược liệu, do vậy mà quen với Đỗ Nghiêu và Hán Hà. Đồng Tân có một người em trai tên là Hữu Tân, mở công ty môi giới hôn dân, chuyên giới thiệu các cô gái từ Đại Lục và Đông Nam Á lấy chồng Đài Loan. Hữu Tân lợi dụng mối giao tế của anh Bình, thường dẫn các ông chưa vợ qua Đại Lục tìm đối tượng. Tháng 11 năm 1981, công ty Hữu Tân lại có hai người khách, La Bang và Vương Đồng Nghĩa. Họ tuổi ngoài 30, trông có vẻ là kẻ tài ba bổ mực. Cả hai nói chuyện rất hào sảng, thu hút. Họ ngỏ ý muốn tìm vợ ở Đại Lục và hứa sẽ trả phí cao. Hữu Tân luôn miệng nói sẽ tận lực đáp ứng. 3 tháng sau, Hữu Tân dẫn Bang và Nghĩa đến Thượng Hải, ngụ tại biệt thự của Đỗ Nghiêu. Tối hôm đó, Đỗ Nghiêu đãi tiệc cho 3 vị khách, Hán Hà và nữ nhân viên phục vụ Vương Hiểu Hoang cũng có mặt ở đó. Trong buổi tiệc, La Bang nói mình là tổng giám đốc công ty điện tử, có 3 công ty chi nhánh và hơn 200 nhân viên. Do hàng ngày bận rộn làm việc nên bị vợ ruồng bỏ. Bây giờ y đang cần tìm một hiền thê thông minh, dịu dàng, có thể giúp cho y phát triển sự nghiệp. Tiếp đó thì Nghĩa giới thiệu mình là chủ công ty kiến trúc, hàng ngày bận rộn đi khắp 3 vùng Bắc Trung Nam Đài Loan để xử lý công trình, vì không có thời gian bầu bạn với bà xã nên bị ly hôn. Hiện muốn tìm một phụ nữ hiền lành, biết cảm thông làm vợ. Bàn và Nghĩa giới thiệu rơm rã về Bình, cộng thêm Hồ Hân góp lời ca ngợi, khiến Đỗ Nghiêu nghe qua không ngớt gật đầu tán thưởng. Hán Hà là thiếu nữ chưa chồng, nghe họ nói liền dệt mộng. Hai vị đại gia có sự nghiệp lớn, tài mạo song toàn này mới đúng là đối tượng hoàn hảo mà nàng hằng mơ ước. Hán Hà thầm nghĩ, gia cảnh mình nghèo, không học vấn, nếu như một trong hai người này không chê bỏ thì nàng ưng ngay, nàng sẽ đổi đời, vừa cải thiện sinh hoạt túng bấn của gia đình,
mà bản thân cũng thành là phu nhân tổng giám đốc được bao người kính mộ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trong ánh nhìn hán hà đầy vẻ khát khao về ước muốn đổi đời, hai gã Ban và Nghĩa nhìn thấu hết. Khổ Tân còn phụ nói vào thêm, cộng thêm sự tán thưởng của Đỗ Diêu thì kết quả dễ dàng đạt thành. Vị trí đã định xong, hán hà sẽ gả cho Vương Nghĩa, còn La Ban thì cưới Hiểu Hoang. Trong lúc hai cô gái dệt đầy mộng đẹp về cuộc sống lứa đôi thì Ban và Nghĩa lòng khắp khởi mừng thầm, vì họ vượt quăng lưới đã bắt ngay được mẻ cá. Nhờ Hồ Tân nhiệt tình giúp đỡ, hai tân đương được đưa về Đài Loan. Vừa xuống phi trường thì Hán Hà và Hiểu Hoang lập tức bị tập đoàn lưu manh người rắn chở đến khách sạn Đào Viên giam lỏng và bị tịch thu hết hộ chiếu. Lúc này Hán Hà và Hiểu Hoang mới tỉnh mộng, biết là mình đã rơi vào tổ quỷ. Hôm sau, Ban và Nghĩa cùng thủ lĩnh người rắn là Thái Khôn Lâm đến uy hiếp Hán Hà, Hiểu Hoang. Họ nói, nếu như hai nàng không chịu tiếp khách mà đi báo cảnh sát, thì không những tính mạng bị nguy, mà người thân bên đại lục cũng sẽ bị hại. Để chứng minh họ không nói dối, tên Lâm đầu đảng còn chìa ra hình cha mẹ hai người và mô tả cảnh nhà hai cô rõ mồn một. Hán Hà tự biết khó thoát tay quỷ, đành nén chịu, chờ thời cơ thoát thân. Còn Hiểu Hoang thì khó mà tiếp nhận được sự thật tàn khốc này, nên la hét khóc than, làm ầm đáo đến chết đi sống lại. Tên Lâm thâm độc, bèn nhốt Hiểu Hoang, cho thủ hạ cưỡng hiếp và đánh đập nàng. Hiểu Hoang thân tâm đều bị giày vò tàn khốc, đành khuất phục tiếp khách, cho đến khi gặp cảnh sát truy quét tội phạm mới được trả về đại lục. Nhưng lúc đó Hiểu Hoang đã nhiễm bệnh dẫn đến di chứng vô sinh, hiện còn đang trị liệu. Phần Hán Hà, tên Lâm không những bắt nàng liên tục tiếp khách mà còn dụ nàng hút ma túy và đánh bạc. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cô gái trẻ trung xinh đẹp Hán Hà đã biến thành da vàng gầy ốm, cuối cùng thì suy sụp hay ngất. Qua kiểm tra bị mắc bệnh ung bú. Một khi tên Lâm thấy Hán Hà không còn giá trị lợi dụng nữa thì hắn chẳng đeo phiền não vào làm gì, bèn cho tập đoàn buôn lậu đưa Hán Hà trả về cố hương của nàng. Đến đây sống chết không rõ. Ngạn ngữ Tây Phương nói, người trường kỳ làm ác, trong tâm nhất định không an. Ba tên Lâm, Ban và Nghĩa chuyên môn dụ dỗ gạt lường, ép các cô gái đại lục và Đông Nam Á đến Đài Loan bán dâm. Bọn hắn đã thu lợi rất nhiều, trải qua tháng ngày phú lạc, nhưng chúng vẫn luôn bị bất an, vì đêm đêm nằm ngủ thường bị hình ảnh bi thảm của các thiếu nữ không ngừng xuất hiện ám chúng. Kẻ bị hại đầu bù tóc rối, hình dạng như quỷ dữ, cưng nghiến răng nguyền rủa chúng. Mới đầu thì lâu lâu mới thấy một vài lần, sau đó thì đêm nào cũng thấy. Vào tháng 7 năm 1995, ba tên côn đồ này suốt trong một tháng đêm nào cũng mơ thấy ác mộng giống nhau. Chúng còn thấy một cô gái mắc bệnh cùi, mặt mày hung ác, cười rất ghê rợn. Tiếng cười càng lúc càng khiến cho ba gã sợ hãi kinh hoàng, toàn thân xuất hạng mồ hôi. Hôm sau thân thể của họ đều cảm thấy khó chịu giống nhau, vì vậy họ cùng đi tìm bà Đồng nổi danh để giúp họ trục tà. Bà Đồng đề nghị họ nên xuất ngoại du lịch, quay về sẽ không có việc gì. Ba người cho là có lý, nên 4 ngày sau thì bay sang Thái Lan du lịch và cho là ác mộng sẽ không quấy rầy. Nào ngờ, đêm đầu tiên trên đất nước Thái Lan, họ vừa nhắm mắt thì yêu quỷ đã xuất hiện, còn quấy nhiễu dữ dằn hơn ở Đài Loan, khiến tinh thần bọn họ càng bị khủng bố căng thẳng. Một tuần sau, La Ban tự nhiên phát điên, y được đưa về Đài Loan, hiện nay đang điều dưỡng tại bệnh viện tâm thần ở Chương Hóa. Còn Lâm và Nghĩa sau đó càng thê thảm hơn. Lúc ở tại Thái Lan, họ không tiếp xúc bất kỳ ai, nhưng khi về Đài Loan rồi thì cả hai đều cảm thấy không. Thân họ càng ngày gầy ốm, bệnh viện Đài Loan khám không tìm ra nguyên nhân.
họ phải bay sang Mỹ khám bệnh và phát hiện mình mắc bệnh S. Nửa năm sau, họ bị bệnh dày vò, thân thể lở loét, đau đớn tột cùng, rồi chết tại Mỹ. Người hành thiện tích đức, tâm luôn sung mãn hỷ duyệt. Người làm ác, lương tâm ngày đêm sẽ bị trách phạt nghiêm trọng, sống không được an, thống khổ vạn phần hơn là chết. Nhìn xem gương những người mua lợi, gạt ép các cô gái bán dâm như thế này, kết cuộc đều sẽ giống như ba người Lâm, Ban, Nghĩa. Khi sống, tâm luôn bất an, lúc chết rất thống khổ. Tiêu Tiếu. Ở Bắc Kinh có Lê nữ sĩ, chồng bà họ Tiêu, có tên Tiêu Tiếu, được 13 tuổi. Từ khi Tiêu Tiếu sinh ra thì lực đôi mắt rất kém, chỉ được 0,1. Vì vậy lúc học tập, hầu như Tiêu Tiếu phải dán mắt sát tập mới nhìn thấy chữ. Hơn nữa nhãn cầu loạn động không ngừng. Bác sĩ chẩn đoán do tròng đen bị tổn thương, lại mang khuyết tật bẩm sinh, thêm phần nhãn cầu thường rung động nên không thấy rõ. Tiêu Tiếu tuy thị lực kém nhưng bản tính rất tự cao, hung hãn. Nếu gặp ai tỏ thái độ khinh khi là nó lập tức tung chưởng ra đòn thần tốc. Nó hay đấm vào mặt bạn học, làm nạn nhân bị thương nơi mắt. Cha mẹ nó thường vì chuyện này mà bị trường mời tới mắng vốn hoài. Còn một chuyện khiến mẹ nó rất phiền muộn là Tiêu Tiếu thường bất hòa hụt hạch với cha. Phụ thân cũng chẳng ưa con trai. Hai cha con hễ gần nhau là gây chuyện ầm náo không dứt. Nếu con trai ra ngoài đánh đấm gây họa, về nhà tất nhiên sẽ bị cha thịnh nộ quát mắng. Mỗi lần như thế, Tiêu Tiếu thường căm phẫn nói: "Đợi tôi lớn khôn rồi sẽ tính sổ với ông." Bà Lê là người hiền huệ thiện lương, hết dạ kính chồng yêu con. Bà đứng ở giữa không biết làm sao, do vậy mà ngày ngày sầu muộn khôn nguôi. Một hôm, bà xem cuốn Báo ứng hiện đời, trải qua kiếm tìm vất vả, cuối cùng cũng điện thoại được cho tôi. Bà thống thiết kể lể bao khổ não của mình, cầu xin giúp đỡ. Tôi bảo: "Con trai bà ra đòn, toàn đánh vào mặt đối phương, đó là tại cha nó truyền dạy cho nó. Hơn nữa, chồng và con bà cực kỳ ưa xem phim võ thuật đấm đá." Nghe tôi nói, bà lộ vẻ rất ngạc nhiên rồi gật gù xác nhận: "Dạ đúng, đúng thế à." Sau đó cả nhà bà đi xe hỏa đến gặp tôi. Tôi kể cho họ nghe câu chuyện xa xưa. Vào thời Minh, có đôi vợ chồng là võ sư. Do không có con nên họ thu nhận một ái đồ làm con nuôi và cưng yêu như con đẻ. Sư phụ bèn truyền cho con nuôi thế võ tuyệt kỹ gia truyền, có tên là Ưng Trảo Công, chuyên móc mắt đối thủ. Sau này, đệ tử vào làm cho một tổ chức nọ, giống như cẩm y vệ hoàng cung, chuyên thay chủ đi ám sát những kẻ đối nghịch bất đồng chính kiến. Anh làm nhiều người bị mất đi tròng mắt, sống không bằng chết. Vì vậy đã khiến cho giới võ lâm phẫn nộ, họ hợp lại cùng bày mưu và bắt được anh. Sau đó dùng cực hình bức cung ép anh rằng nếu đồng ý khai ra tên sư phụ thì sẽ được tha mạng. Anh đệ tử cũng là con nuôi, do bị cực hình tàn khốc nên chịu hết nổi, bèn khai tên sư phụ ra. Giới võ lâm giữ đúng lời hứa, cho anh lưu lại mạng tàn, nhưng họ phới hết võ công và đánh trọng thương hai mắt anh. Riêng sư phụ, sư mẫu anh nhờ võ công cao cường nên họ trốn thoát được cuộc truy sát của giới võ lâm và phải ẩn cư tận chốn thâm sơn. Sư phụ biết được do đệ tử đã khai tên mình ra nên căm phẫn ngút trời. Mặc dù sư mẫu khuyên can hết lời, song ông khó thể nguôi ngoai. Phần đệ tử sau khi chữa lành vết thương thì hai mắt cực yếu. Qua bao cố gắng, anh tìm được sư mẫu sư phụ, nhưng bị sư phụ căm hận báo thù bằng cách dùng độc dược hại chết anh. Đệ tử chết rồi thì vào địa ngục chịu vô lượng khổ, thoát khỏi địa ngục thì đầu thai làm rắn mắt kính. Mãn kiếp trắng thì sinh vào nhân gian, có thị lực yếu kém, là do phải thọ dư báo của ác nghiệp xa xưa. Riêng sư phụ sư mẫu anh trải qua bao kiếp luân hồi cũng đầu thai vào nhân gian, do nghiệp lực chiêu dẫn, nghịch duyên xui họ tìm tới nhau. Anh đệ tử quá khứ kiếp này sinh làm con ruột, nhưng oán hận xa xưa vẫn còn, mới khiến cha con đối nghịch nhau như kẻ đại thù ngay trong đời hiện tại. Con cái thối hễ đánh lộn là cứ nhè mặt người mà đánh,
khiến họ bị thương mất là tập khí ác mấy kiếp trước anh đệ tử còn mang theo qua đến đời này. Nếu hiện đời không biết ăn năn sám hối, cùng nhau hóa giải oán hận, thì kiếp sau hai cha con sẽ gặp lại trong cõi súc sinh và cùng ăn nuốt lẫn nhau. Khi đó, có muốn mang thân người lại cũng là chuyện vạn kiếp khó được. Tiêu Tiếu nghe xong thì rất tin, không chút nghi ngờ, vội hướng tôi tha thiết hỏi cách làm sao để diệt tội. Tôi đáp: hiện nay con đã là phận con, lại dám cùng phụ thân gây cãi đánh mắng tay đôi, còn phát thệ lớn lên sẽ báo thù, thêm tật bướng lì không nghe lời mẹ khuyên, như vậy là phạm tội bất hiếu ngỗ nghịch với cha mẹ. Nếu chẳng mau sám hối thì ngay trong đời này sẽ thọ khổ vô tận, rồi tương lai sau khi chết đi sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Tiêu Tiểu nói: con đã biết lỗi rồi, giờ phải sám hối như thế nào? Tôi quay qua chỉ vào phụ thân cháu bảo: đây là phụ thân, người sinh dưỡng ra con hiện đang ở trước mặt. Nếu con muốn bày tỏ tâm ý chân thành sám hối thì hãy tự nghĩ xem mình phải làm sao và nói như thế nào để cầu xin cha tha thứ cho. Tiêu Tiểu thưa: con sẽ quỳ xuống xin lỗi. Tôi bảo: thế thì còn đợi gì nữa mà không làm ngay. Tiêu Tiếu thật ngoan, cháu lập tức quỳ xuống trước mặt cha và thưa: cha ơi, do trước đây con không hiểu chuyện nên mới đánh cãi với cha, làm cha giận. Con biết mình sai rồi, cầu xin cha hãy tha thứ cho con. Từ nay trở đi, con nguyện làm đứa con hiếu thuận vâng lời. Những người có mặt tại đó đều bị lòng thành của thằng bé làm cho cảm động, thảy đều vỗ tay khích lệ. Nhưng người cha chẳng thèm nói năng chi, mặt lộ vẻ không thoải mái. Rất dễ hiểu, oán hận trong lòng ông chưa thể tiêu tan. Thấy vậy, tôi liền bảo Tiêu Tiếu và mọi người. Tiêu Tiếu đã nhận ra lỗi, thành tâm sám hối giữa chúng, nên không tội nào mà không tiêu. Từ nay về sau, chỉ cần cháu chân thành sửa lỗi, không ôm lòng hận cha nữa, thì mối oan nợ với cha xem như ngay đây được xóa sạch. Từ rầy phải phụ giúp những gì mẹ làm không kịp, lo chăm chỉ học tập, không được đánh chúng bạn nữa. Nếu bị người đánh mắng thì phải biết tự kềm chế không được tung đòn, vì đó là ác nghiệp quen tạo trong kiếp xưa còn mang theo đến giờ. Từ nay về sau, sáng hoặc tối, nên tranh thủ những lúc rảnh, rót một ly nước cúng trước Phật, quy tụng từ 7 đến 21 biến chú Đại Bi. Trước khi đi ngủ, hãy dùng nước này rửa mắt, thì lực sẽ dần chuyển tốt. Đương nhiên là phải ăn chay, thì tụng chú Đại Bi mới được gia trì, không chướng ngại. Từ nay về sau, hàng ngày phải tụng từ 7 đến 21 biến chú Đại Bi, thì con sẽ ngày càng thông minh, có tương lai tốt. Còn nữa, con phải thường phóng sinh để sau này thân thể khang kiện, chẳng bệnh nặng mà còn được trường thọ. Con chỉ cần tu hành cho tốt, đợi khi tội nghiệp đời này tiêu tan, tương lai sẽ được vãng sinh thế giới cực lạc. Ta nói vậy, con có tin chăng? Tiêu Tiếu thưa: dạ tin. Lúc này Tiêu Tiếu vẫn còn quỳ trước mặt cha. Tôi bảo cha hắn: vừa rồi tôi đã kể chuyện nhân duyên kiếp trước cho ông nghe. Do ông truyền dạy võ độc cho đồ đệ nên hắn mới tạo ra lắm tội. Còn chuyện hắn khai ra tên sư phụ là do bị nhục hình bức cung. Bản thân ông chẳng những không biết sám hối, ngược lại còn ra tay hạ độc giết chết đệ tử. Thù ấy hận này, nếu đổi lại là ông có oán hận hay không? Đời này nhờ vợ ông mộ đạo thành tâm, gieo duyên sâu với Phật, cũng nhờ Phật lực gia trì mà ông mới có cơ hội biết rõ nhân duyên tốt nghiệp ân oán kiếp xưa của mình. Thế mà ông không biết cảm tạ ân Phật và hiền thê, ngược lại còn đối với đứa con đang thành tâm quỳ trước ông tạ lỗi kia không chút mềm lòng. Hiện tại con ông tội nghiệp đã tiêu, phần ông nếu không biết sám hối ăn năn những tội lỗi mình đã làm thì tôi vẫn có thể cho phép con ông đứng dậy. Từ nay về sau, đến lúc nghiệp báo ông trổ thì đừng có hối. Lúc này người cha đã nghe và hiểu minh bạch, mặc dù không muốn, song ông vẫn ráng nói một câu: bà cũng có chỗ không đúng. Rồi đưa tay đỡ con đứng dậy. Thấy cảnh này, mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Hôm sau, bà Lê gọi điện tới mừng rỡ kể lể: vừa lên quả xa thì hai cha con đã chịu ngồi chung bên nhau, câu chuyện đời trước và tập quán đời này trở thành đầu đề bàn luận cười vui của cả nhà. Nghe vậy tôi cũng mừng cho họ. Vừa rồi có vị cư sĩ mách tôi:
Tiêu Tiếu đã thi đậu trung học, thành tích đứng hạng nhì toàn trường. Em cũng không còn đánh bạn, quan hệ hai cha con đã chuyển tốt. Tôi nghe xong cảm thấy rất an ủi, thầm tạ ơn Phật Pháp đã cứu độ vô lượng tín chúng, lìa khổ được vui. Trong sám văn nói, tập khí xấu đời này không đoạn, kiếp sau sẽ càng tăng, là có thực không dối. Phàm là đệ tử Phật thì phải nỗ lực hành trì cho thấu đáo, nghĩa là danh hiệu Phật cần niệm vang vang nơi miệng, thầm thầm nơi tâm. Như vậy, bao nghịch duyên thâm tình sẽ được ân tăng oán diệt, đời sau không còn khổ não ở ta bà. Sám văn: chư Phật, thánh nhân sở dĩ ra khỏi sinh tử là nhờ công tích thiện nên được quả giải thoát vô ngại tự tại. Chúng con ngày nay chưa lìa khỏi sinh tử đã rất đáng thương, sao còn ham trụ trong đời ác này nữa? Nay còn may được ngũ phước thịnh, tứ đại chưa suy, có thể tới lui thông thả, cử động tự do. Thế mà không nỗ lực tu hành tham dự bái sám, còn đợi đến bao giờ? Đời trước đã không thấy đạo, đời này cũng để qua suôn không chứng ngộ gì, đời sau làm thế nào độ chúng sinh? Tự kiểm càng thấy đau lòng. Một khi mất thân người, vạn kiếp khó mang lại, vậy rất bi thảm đáng thương. Ngày nay đại chúng cần nỗ lực siêng tu, không nên nói phải có tinh chứng ngộ gì mới chịu tu, bởi đường tu lâu dài, không thể trong một sớm mà làm xong. Nếu cứ để ngày tháng trôi xuôi, biết bao giờ mới tu thành. Giải thích: chúng ta đời này cần chịu khó siêng tu ra khỏi tam giới, thành tựu Phật đạo. Hãy xem chữ đạo phía trên có hai điểm, chính là chữ người, nhân, đảo ngược, hàm ý rằng muốn tu thì cần phải làm người lội ngược dòng, đi ngược lại thế nhân. Vì sao phải hành ngược lại? Bởi phải vượt thoát tam giới mới thành thánh nhân. Ngài Tuyên Hóa dạy, muốn xuất ly tam giới thì phải tu, tu thì phải làm ngược lại thế nhân, nghĩa là làm người đảo ngược mới là diệu pháp xuất tam giới, mới có thể mở ra cánh cửa liễu sinh thoát tử. Đây là chân lý trong vũ trụ. Ví như mọi người đều tham tài sắc danh lợi, riêng bạn không tham, lại còn làm việc lợi ích cho chúng sinh, thế thì nhân sinh quan của bạn không giống người bình thường. Không đồng ắt là dị, ý tưởng quá khác. Người có ý nghĩ khác lạ này, tam giới trói y chẳng nổi, vì y đã mở được cánh cửa giải thoát. Thí như kẻ chỉ biết đấu đá tranh giành, sống tư lợi ích kỷ, toàn làm tổn người lợi mình, thì sẽ bị giam hãm trong bốn bức tường lao ngục. Nhưng một khi phạm nhân đã quyết tâm cải tà quy chánh, chịu lập công, bồi đức, thì cánh cửa nhà giam sẽ mở ra cho y. Đây gọi là dị tưởng thiên khai. Từ ngữ này chính là Bồ Tát điểm hóa chúng ta. Ngôn hành chúng ta nếu siêu xuất phi phàm thì ắt phải nhập vào dòng thánh, cho nên mới có từ siêu phàm nhập thánh. Lại có câu, người không vì mình trời tru đất diệt. Ý câu này là nếu người không mưu đồ lợi ích cho mình thì trời và đất đều không còn tồn tại. Chữ tru là chết, tử tức thành không, diệt cũng thành không. Đã siêu xuất ra ngoài tam giới thì trời và đất chẳng quản nổi bạn. Thiên vương tam giới, Diêm La Vương, vân vân cũng quản chẳng nổi người siêu phàm, nên bạn tự nhiên được tự tại vô ngại. Vô vạn nhân nơi đạo sinh, người đắc đạo tự thông linh, triệt ngộ thể bản lai, một thông tất cả thông. Bốn câu này là của Ngài Tuyên Hóa dạy. Trong đây nói, vạn vật nhân nơi đạo. Chữ đạo này là từ ngữ trong thiên đạo, nhân đạo, súc đạo, ngạ quỷ, địa ngục đạo, là tùy tâm sở hiện. Thông linh là chỉ người tu hành đắc đạo, thông suốt tất cả vô ngại. Thứ bậc của thông có nhiều tầng lớp, bao gồm đạo thông, thần thông, y thông, báo thông, yêu thông. Thông linh mà Ngài Tuyên Hóa đề cập chính là người ngộ đạo rồi thông tất cả vô ngại. Đạo thông có diệu dụng vô biên, đây là tối cứu cánh. Chỉ bậc thánh nhân ngộ đạo chứng quả mới đạt đến cảnh giới này. Thần thông là do tu định mà được, có thiên nhãn thấy khắp, thiên nhĩ nghe khắp, thấu rõ tâm người, tha tâm chiếu kiến, túc mệnh thông đạt, thần túc vô ngại.
ngoài trừ bậc thánh có thần thông không bị mất đi, thì thần thông phàm phu có thể do tâm tham, sân, si, khởi hừng thịnh mà bị mất đi định lực và thần thông. Thời Phật, Đề Bà Đạt Đa nhờ Thập Lực Ca Diếp dạy ông tu đắc sơ thiền và phát thần thông rồi, thì ông bắt đầu tự kiêu ngông cuồng, nói lời bội ân vong nghĩa. Nhờ ta ngày đêm tinh tấn nên mới đắc thiền, có định lực đệ nhất là do ta, chẳng liên can gì đến Thập Lực Ca Diếp. Kết quả, ông vừa nói xong, thần thông bị mất hết. Phá Tăng Sự quyển 13. Y thông, tức là y theo, giữa pháp thuật và thông của ngoại lực như một số đảng phái đạo gia Trung Quốc học phù chú. Ngoài ra các dạng ông bà đồng, chẳng hạn mấy năm trước xuất hiện các vị sư khí công như Trương Hương Ngọc v.v. chính là nương quỷ thần gái dựa mà làm ra những việc kỳ dị. Nhưng khi quỷ thần rời đi thì cái gì cũng không linh. Báo thông là người sinh ra đã có khả năng đặc biệt. Thần thông này là do phúc báo mà có, như các khả năng biến hóa của Thiên Long Bát Bộ cho đến thân trung ấm có thể tới lui qua lại di chuyển vô ngại. Trong nhân đạo cũng có một số người sở hữu báo thông. Họ sinh ra đã có khả năng đặc biệt siêu nhiên là do kiếp trước họ có tu nên chiêu cảm quả báo này. Nhưng báo thông vẫn không phải là cứu cánh. Họ cũng rất dễ ngộ nhận đưa ra kết luận sai lầm do quán sát không thấu đáo. Chẳng hạn như trong Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ kể, có một đồ tể thấy được nhiều đời sau, nhưng lại khởi kiến giải sai lầm cho rằng sát sinh sẽ được sinh thiên, bèn yêu cầu khắp nơi giết dê để tích lũy phúc báo. Cho nên người tu hành nhất định phải minh lý, chẳng nên lỗ mãn bất minh quả báo. Cho dù có thần thông chân chính cũng không được chấp trước. Tôn giả Mục Liên là bậc đại A-la-hán có thần thông đệ nhất, cũng từng có lúc nói sai. Cho nên mặc dù có thể dùng thần thông độ người, nhưng người tu nhất quyết không được chấp vào thần thông. Yêu thông là chỉ hồ ly lâu năm biến hóa, cây đá thành tinh biến thành, thần thức gái dựa người, thông minh kỳ dị v.v. Những tình huống này rất thường thấy. Trong dân gian Trung Quốc thường hay thờ cúng ngũ đại tiên là hồ ly, chồn, nhím, rắn, chuột. Do các loài này trong tĩnh lặng phát sinh một số năng lực phi thường, nên có thể gá nhập vào đồng cô bóng cậu, nói ra vài tiên đoán lành dữ họa phước cho phàm nhân. Trong số yêu thông này có thiện lẫn ác. Thiện thì giúp người giải quyết một số bệnh tật tai ương, nhưng nếu gặp người tu hành hoặc bàn đến đại sự thì không linh. Loại ác thì ham mê tài vật mỹ sắc, thường gây vạ cho nhân gian. Người ta thường gọi là hồ ly tinh, xà tinh hại người, đều thuộc dạng này. Thần y Trung Quốc Lý Thời Trân, sinh năm 1518, từng viết quyển Bổn Thảo Cương Mục, liệt kê tổng cộng có 1892 loại dược thảo, tả rõ tỉ mỉ công năng từng loại. Tôi nghĩ chính nhờ ông có thể cùng thảo mộc giao lưu nên mới thông hiểu được. Do ông muốn cứu tử hộ sinh, làm lợi cho mọi người, nên thần thảo mộc đã tình nguyện cùng ông giao lưu. Bởi thần gái dựa thảo mộc, nếu giúp giải trừ bệnh khổ cho người thì đây là công đức của thần. Khi thảo mộc chết rồi, thần cũng được chuyển sinh thiện đạo. Còn những vị khai ngộ chứng quả thì trên ắt thông Phật, Bồ Tát, dưới thông khắp quỷ thần, triệt ngộ thấu suốt bản thể, nên gọi một thông tất cả thông. Nếu như thể ngộ tâm tính chúng ta cùng Phật đồng nhau, đấy là hoạch đắc đại trí huệ, một thông thì tất cả minh bạch hết. Chư Phật Bồ Tát thấu đạt đến tận cùng là vì muốn chúng ta thắp hương thờ phụng lễ cúng ư? Không phải vậy. Nếu cho rằng hễ ai thắp hương lễ lạy cúng dường thì chư Phật Bồ Tát sẽ che chở ban vinh hoa phú quý cho xuất ly tam giới, còn ai không cúng dường lễ lạy thì không được ban phúc. Nếu nghĩ vậy thì chẳng phải Phật Bồ Tát cũng giống như tham quan ư? Như trên đã giảng, quỷ thần thường nương theo người tu hành trì giới lập tu, bái Phật niệm kinh theo, nhờ vậy mà được lợi ích. Cho nên khi ta thắp hương lễ Phật cúng dường, không những biểu thị lòng cung kính đối với Phật mà còn có thể khởi tác dụng giáo hóa, độ những chúng sinh mà mắt phàm không thể nhìn thấy. Hễ bạn trì giới càng tinh nghiêm, lễ Phật càng tinh tấn thì hiệu năng hóa độ chúng càng nhiều. Tất nhiên
là có công đức vô lượng, tội cũng diệt vô lượng. Chữ đạo có một nét ngang, phía dưới là chữ tự. Ngụ ý bảo chúng ta rằng phải nương vào chính mình, đi cho tốt con đường nhân sinh. Vì vậy mà cuối cùng hoàn thành chữ đạo chính là chữ tẩu thuộc bộ sước, có nghĩa là đi. Chỉ có đi, tự thân thể nghiệm thực hành mới có thể được chư Phật, Bồ Tát gia trì và chứng minh. Nếu chúng ta chẳng chịu bước đi, tu hành, thì những nghiệp sát, sinh, dâm, vọng ta đã tạo sẽ tích tụ thành cái ô che phủ trên đầu ta. Chúng tích tụ mỗi lúc càng lớn, làm ngăn cản ánh Phật quang phổ chiếu khắp nhân gian, khiến chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng quang minh và không có trí huệ. Đây gọi là bị vô minh che huệ. Vô minh giống như bệnh đục thủy tinh thể, ngăn cản ánh sáng vốn có, khiến người mù không nhìn thấy gì, thật rất đáng thương. Khi nào có vị thần y đến chữa mắt miễn phí, mổ trừ bệnh đục nhân mắt cho, giúp bạn hồi phục ánh sáng vốn có. Ánh sáng tức là giác ngộ, là thành Phật miễn phí, là công đức đoạn ác tu thiện. Danh y là Phật Pháp. Quá trình mổ trừ bệnh mắt là quá trình tu hành, từ bỏ tham sân si, tu giới định huệ. Quá trình này rất gian nan thống khổ, thậm chí khó thể chịu nổi. Tôi đã phí biết bao bút mực để giải một chữ đạo, chính là muốn nhấn mạnh người học Phật cần phải hành những điều khó hành, nhẫn những điều khó nhẫn, chịu nhọc thay người để thành nhân chi mỹ. Thấy tất cả đều là Bồ Tát, mình là phàm phu, đây chính là làm người đảo ngược. Chỉ kẻ hành ngược với thế gian kiểu này mới có thể đạt đạo. Đây chính là điểm huyền diệu của Phật Pháp, cũng là chỗ khó tin khó hành. Có thể tin và thực hành thì mới có thể đạt đạo. Người đắc đạo tức có trí huệ, đắc ngũ nhãn lục thông. Nếu đã xả được, rũ bỏ được mọi hưởng thụ hoan lạc ngắn ngủi hư ảo nhân gian, ắt có thể đắc được trí huệ Phật, Bồ Tát. Hễ vô minh tiêu tan thì tự nhiên trí huệ hiện. Nếu không tu như thế mà muốn đạt đạo thì còn khó hơn lên trời. Mà hễ đắc đạo thì được đa hỗ trợ, còn thất đạo thì bị cô trợ. Nghĩa là người đắc đạo không những được chư Phật, Bồ Tát chúc phúc, mà ngay cả quỷ thần cũng xúm vào hỗ trợ người đắc đạo. Cho nên người đắc đạo kêu trời, trời đáp, gọi đất, đất linh. Đây chẳng phải là điều mê tín chi. Phật, Bồ Tát đều dùng đại trí huệ, lực thần thông mà giáo hóa chúng sinh. Nếu phàm phu khéo đoạn dục khử ái, tu tinh tấn để minh tâm kiến tính, thì cuối cùng sẽ có một ngày tự hồi phục đủ thần thông trí huệ vốn có của mình. Lúc đó bạn sẽ kinh ngạc thốt rằng: chà, thế giới xưa nay vốn đã như vậy. Tâm phàm phu giống như mặt gương dính đầy bụi dơ, gì cũng không thể chiếu hiện. Người bắt đầu chùi bụi dơ thì chỉ cần làm bền bỉ, bất kể gương bị bụi bẩn bám dày đến đâu cũng sẽ được sạch và sáng trở lại, đến mức có thể chiếu soi cho mình lẫn người. Tôi nói gương tức là tâm. Những ai không chịu lau chùi tâm để cho tham, sân, si, mạn, nghi che lấp thì đương nhiên không thể có thần thông, nên họ không thể chiếu sáng mình, cũng không thể chiếu soi cho người. Vì vậy tạm thời người không có thần thông chẳng nên vì thấy người khác có thần thông mà tật đố phỉ báng. Làm thế chỉ khiến bạn đọa vào địa ngục thôi. Chỉ cần mau mau tu, lo tịnh hóa thân, khẩu ý và sửa mình cho ráo riết, rồi có ngày bạn sẽ minh bạch hết. Chúng sinh nếu không y theo lời Phật dạy tu hành thì không thể thoát tam giới, nên phải y theo pháp Phật mà tinh tấn tu, như cứu lửa cháy đầu, gấp rút dốc hết toàn lực, tha thiết hành trì. Nếu không như vậy là để đời mình trôi qua uổng phí vô ích. Sám văn. Ngày nay đại chúng nhiếp tâm suy nghĩ cho kỹ. Đã sinh lòng tin rồi thì nên giữ ý thanh tịnh, lấy đó làm nẻo quy hướng. Đối với các pháp chớ để chướng ngại. Nếu bất minh bản thể, tự mình không thể làm việc phước thiện, thì khi thấy người làm thiện nên chắp tay khuyến khích, tán thán công đức. Đừng sinh tâm cản trở khiến người nản chí. Nếu người không thối tâm vẫn cứ tinh tấn thì người không tổn giảm gì, chỉ có mình bị tổn phước do phí công gây chuyện, đâu có ích gì cho bản thân. Nếu đời này mình gây trở ngại cho người
thì đời sau khó thông đạt được Phật đạo. Theo đó mà suy, tổn hại này rất nặng, vì ngăn trở thiện căn của người là tội rất lớn. Giải thích trong kinh Lăng Già, Phật bảo A Nan: nhiếp tâm là giới, nhân giới sinh định, nhân định phát huệ. Đây gọi là tam vô lậu học. Vì vậy, đối người tu hành chân chính cần làm chủ tâm mình, khiến tâm luôn bảo trì chánh niệm. Nếu tâm chạy lệch, phải kéo về chính niệm ngay. Nếu giữ được tâm không lăng xăng tà vậy, ắt là không tạo nghiệp. Pháp môn tu hành tuy có vô số, nhưng chỉ cần làm chủ mình, quản tâm không hướng ác, bảo trì chính niệm, tạo thập thiện nghiệp, thì tu pháp gì cũng đúng. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng tu ngoài miệng mà tâm không tu, nghĩa là tuy miệng có niệm Phật, trì chú, tụng kinh, mà không lưu ý điều tâm ly ác hướng thiện, bội trần hiệp giác, thì cho dù có tu pháp gì cũng vẫn là sai. Vì đây gọi là ngoài tâm cầu pháp, nên muốn thành tựu thì không có lý đó. Trong Phật môn có câu: tâm chánh tu tà pháp, tà cũng biến thành chánh. Tâm tà tu chánh pháp, chánh cũng biến thành tà. Lục độ vạn hạnh, chứ lục độ nằm ở trước, hàm nghĩa đây là nền tảng căn bản mà người tu cần phải hành trì cho được. Chứ vạn hạnh nằm ở phía sau, là ý nói khéo nghiêm trì lục độ thì tu pháp gì cũng đều được. Đương nhiên chúng ta cũng không thể chỉ chú trọng tạo phúc điền, bố thí, phóng sinh, in kinh, vân vân, mà cần phải nghiêm trì giới luật, dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, tự thanh tịnh tâm ý. Có nhà phê bình, đó là ngoài tâm cầu pháp không thể thành tựu. Bởi căn cơ người ta có lanh có khờ, còn tùy thuộc thời cơ. Ngoài tâm cầu pháp cũng là con đường tắt của đa số người tu. Ngoài tâm cầu pháp, chung quy cũng là niệm Phật tụng kinh, nhất định sẽ được Phật từ bi gia trì. Đến một khi nào đó, do nhờ thiện tri thức khai thị, hoặc nhìn thấy một đoạn kinh hay lúc đã tọa, hoặc trong mộng được chư Bồ Tát điểm hóa, bấy giờ họ có thể đột nhiên minh bạch lý đạo, quy hướng chánh đạo. Xin quý vị hãy an tâm, Phật, Bồ Tát xem chúng sinh như con, không từ bỏ một chúng sinh nào. Các ngài luôn có đủ phương tiện để tiếp dẫn hóa độ. Quan trọng là chúng ta có tiếp nhận sự giáo hóa chăng? Nếu có thể y theo giáo pháp ngài dạy mà tu, thì chuyện khai ngộ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sám văn. Kinh Hộ Khẩu ghi: có một ngạ quỷ thân hình xấu ác, nhìn là nổi ốc, ai cũng kinh sợ, thân phát lửa dữ, miệng đầy sâu dòi lúc nhúc, cả thân đầy máu mủ tanh hôi, mùi thối bay nồng, không ai dám đến gần. Miệng khạc ra lửa, thân bị lửa đốt, cất tiếng kêu khóc, trảo chạy cùng khắp. Lúc đó, ngài Mãn Túc La Hán hỏi ngạ quỷ: xưa kia ngươi tạo tội gì mà nay phải chịu khổ như thế? Ngạ quỷ đáp: kiếp xưa tôi từng làm sa môn, chẳng giữ oai nghi, nói năng thô ác, sống tham lam, kêu sang không biết cho ra. Hễ thấy người giữ giới tinh tấn thì mắng nhiếc, mạ nhục, ác kiến liếc quýt, còn ý mình giàu mạnh, cho là sống lâu không chết nên tạo ra vô lượng tội ác. Bây giờ nhớ lại có hối cũng chẳng thể cứu chuộc lỗi lầm xưa. Vì vậy, thà là cam tâm chịu khổ, tự cầm dao bén cắt lưỡi mình kiếp này sang kiếp khác, chứ tuyệt đối không nên thốt lời phỉ báng việc lành của người. Mong ngài trở về cõi ta bà, kể lại quả báo và tình trạng ghê khiếp của tôi, để răn dạy chư tu sĩ và các Phật tử, cảnh báo họ phải cẩn thận giữ khẩu đức, chứ tùy tiện buông lời nói ác. Dù thấy người giữ giới hay không, cũng chỉ nên nói đức tốt của người. Tôi làm quỷ đói đã mấy ngàn kiếp, ngày đêm chịu đủ đau khổ, thọ hết quả báo này thì phải vào địa ngục. Ngạ quỷ nói xong thì bật khóc to, ngã nhào xuống đất như Thái Sơn đổ. Giải thích: đoạn văn tả ngạ quỷ này là cảnh báo cho người chẳng nghiêm trì giới luật, chẳng giữ oai nghi, không gìn khẩu đức, mà nhục người trì giới. Ngạ quỷ hướng vị La Hán sám hối, cúng diệt vô lượng tội nghiệp, có thể giúp y thoát khỏi biển khổ. Sở dĩ La Hán đến độ ngạ quỷ là nhờ lúc ngạ quỷ làm sa môn từng có niệm Phật tụng kinh, Phật tuyệt đối chẳng bỏ rơi một chúng sinh nào.
Sám văn: ngày nay đại chúng nghe kinh dạy như vậy rất là đáng sợ. Chỉ vì lỗi của miệng mà mang tội nhiều kiếp, huống chi là còn bao nhiêu tội ác khác nữa. Xả thân, thọ thân không ngừng chịu khổ đều do nghiệp ác của mình đã tạo. Nếu không gây nhân thì đâu phải chịu quả. Đã gieo nhân, quyết định phải gặt quả. Chưa từng thấy ai tu hành buông lung, lười biếng mà được giải thoát. Trái lại, người hay tinh tấn, cẩn trọng tu hành được phước đức vô lượng. Đại chúng nên biết hổ thẹn, tịnh hóa thân tâm, sám hối lỗi cũ. Tội xưa hết rồi, không gây thêm tội mới nữa thì được chư Phật khen ngợi. Từ nay trở đi, nếu thấy người làm thiện chứ bàn tán phê bình thành bại, lâu mau, dù họ chỉ làm lành trong một niệm, một giờ, một khắc, một ngày, một tháng, nửa năm hay một năm thì vẫn tốt hơn là không làm. Vì vậy, Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có người tâm tán loạn vào trong tháp miếu, niệm một câu Nam Mô Phật, thảy đều thành Phật đạo. Huống chi là người phát tâm rộng lớn, siêng năng tu phước thiện, mà ta không tùy hỷ thì rất đáng thương. Chúng con từ vô thỉ đến nay, ắt đã có vô lượng ác tâm cản trở việc lành tốt đẹp của người. Vì sao mà biết? Bởi nếu không như vậy, thì cớ sao ngày nay bao việc lành của chúng con đa phần đều gặp khó khăn? Tự thân không giỏi, tu thiền định, trí huệ, hễ vừa lễ bái chút ít đã than khổ, vừa cầm đến kinh liền sinh nhàm chán, cả ngày toàn tạo nghiệp ác khiến không thể giải thoát. Giải thích: chỉ một tội không giữ miệng, chiêu nhiều ác báo đáng sợ như thế, huống chi là tạo nhiều tội khác nữa. Đã hiểu điều này rồi, mỗi người chúng ta cần sinh tâm hổ thẹn ăn năn. Trên thế giới hiện nay, vật dục bành trướng, vì mưu lợi, người ta không từ thủ đoạn chi, thậm chí giết người cướp của, tạo ác đủ dạng, đủ kiểu. Chúng ta thấy báo chí truyền hình đưa tin dẫy đầy, nếu gặp người bố thí phóng sinh, in kinh tặng người, thậm chí khởi một niệm làm lợi cho đại chúng, thì ta phải tán thán tùy hỷ, tuyệt không được dèm chê hay bình luận thị phi. Phật nói, niệm một câu Nam Mô Phật là đã kết duyên cùng Phật, cuối cùng cũng sẽ tu thành Phật, huống nữa là tạo nhiều thiện hạnh. Người có trí huệ phải mau sớm hồi đầu, hễ có thời gian thuận tiện thì chịu khó lễ bái tụng kinh cho nhiều vào, thậm chí có đã tọa tĩnh tâm cũng đừng sinh chán mệt. Phải biết rõ, chịu khổ chính là dứt khổ, vì khổ tận. Con lừa. Mùa thu năm Mậu Ngọ, đời vua Khang Hy triều Thanh, gia đình Trương Nguyên ngủ ở Bắc Kinh, có mua về một con lừa. Tính nó rất hung hăng, không những ưa đá mà còn cắn người nữa. Chỉ có ba cha con Trương Nguyên là cưỡi được nó thôi. Mỗi khi họ cưỡi, nó tỏ vẻ rất ngoan hiền, thuần phục. Nhưng một lần, có vị họ Dương đến mượn con lừa kia cưỡi thử. Thật quái lạ, con lừa ngoan ngoãn để cho ông Dương cưỡi đi. Tối đến, ông Dương nằm mộng thấy người mặc áo đen nói: tôi là con lừa trong nhà Trương Nguyên. Đời trước tôi vay ông 300 đồng mà không trả, nên kiếp này phải bồi thường cho ông. Hôm qua ông cưỡi tôi đi 280 dặm, sáng mai xin ông hãy cưỡi tôi 20 dặm nữa. Như vậy số nợ tôi thiếu ông xem như được trả xong. Ông Dương hỏi: vậy người thiếu Trương gia bao nhiêu tiền? Người áo đen mặt lộ vẻ buồn rầu nói: nhiều, nhiều lắm, kể không hết. Ông Dương sau khi thức giấc tìm đến Trương gia mượn con lừa. Đi một đoạn dài thì con lừa bỗng nhảy lên hất ông té ngã, 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 lên hất ông té ngã. Quý vị đang nghe câu chuyện Phật giáo Người Thợ Dệt. Lúc ấy, Phật ở gần thành Xá Vệ, trong vườn kỳ thọ cấp cô độc. Trong thành có một người thợ dệt tên là Tu Ma, nhà rất nghèo túng, chỉ chuyên dệt thuê cho người khác lấy tiền công. Người ấy làm bữa nào ăn bữa nấy, chẳng dành dụm gì được, bèn tự nghĩ rằng:
Ngày trước, chắc ta không làm việc bố thí, nay mới bần cùng khốn khó thế này. Nếu giờ đây cũng không biết bố thí, làm việc lành tạo phước về sau, chắc rồi cũng không khỏi sự nghèo khổ bần cùng mãi mãi. Này có Đức Thế Tôn tại thế, ta nên cố gắng cúng dường cho Ngài ít nhiều để tạo chút phước đức về sau. Nghĩ như vậy rồi, một hôm nhân dịch vải cho ông trưởng giả kia được một mảnh vải thừa. Trên đường mang về nhà thì gặp Phật với chư tỳ kheo đang đi khất thực trong thành. Ông liền đến trước Phật lễ bái, phát tâm cúng dường mảnh vải ấy. Phật thấy người thợ dệt nghèo ấy phát tâm cúng dường một mảnh vải thì liền đưa chỗ rách lên tấm y của Ngài ra. Khi ấy, do thần lực của Phật, tấm vải bỗng nhiên bay đến đắp vào chỗ rách, làm cho tấm y lành lặn như mới. Người thợ dệt thấy Phật hiện phép thần biến nhiệm màu như vậy thì sanh lòng kính ngưỡng, tin sâu tam bảo. Ông liền chí thành lễ Phật rồi đọc một bài kệ để tỏ bày tâm nguyện lớn lao của mình. Kệ rằng, của cúng dường tuy ít, gieo vào ruộng phước lớn, nay cúng dường Thế Tôn, nguyện sau này thành Phật, độ hết thảy chúng sanh, số lượng nhiều vô kể, Thế Tôn oai đức lớn, xin chứng tri việc này. Khi ấy, Phật liền đọc kệ đáp lại rằng, ông nay cúng dường ta, lòng thành kính bố thí, ngày sau sẽ thành Phật, danh hiệu là Thập Viên, mười phương đều nghe biết độ vô số chúng sanh. Người thợ dệt phát nguyện rồi, Đức Phật liền mỉm cười. Từ nơi trán giữa hai hàng lông mày phóng ra một đạo hào quang năm sắc bay quanh Phật ba vòng rồi lại theo chỗ trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng, Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Nay vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho chúng con được biết. Phật nói, A Nan, ông có nhìn thấy người thợ dệt nghèo tên Tu Ma đây phát tâm cúng dường mảnh vải cho ta, rồi phát lời nguyện lớn sẽ thành Phật chăng? A Nan thưa, bạch Thế Tôn, con đã thấy. Phật dạy, ông Tu Ma đây cúng dường ta một mảnh vải, về sau sẽ thành Phật, hiệu là Thập Viên, hóa độ chúng sanh nhiều vô số, vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thảy đều vui mừng tin nhận. Câu chuyện người bệnh nặng. Lúc ấy, Phật ở gần thành Xá Vệ cùng với chư tỳ kheo trong vườn kỳ thọ cấp cô độc. Tại thành Xá Vệ có một ông trưởng giả tên là Bà Trì Gia, giàu có nhưng tâm địa cực ác, thường chẳng thân thiện gần gũi với ai. Tuy vậy, ông lại có lòng kính ngưỡng phụng sự sáu thầy ngoại đạo. Ngày kia ông mắc bệnh trầm trọng, không có ai chăm sóc thuốc thang, mạng sống rất nguy kịch. Ông liền tự nghĩ rằng, ta này thọ bệnh, khốn khổ cùng cực như thế này, nếu ai có thể cứu được mạng sống của ta, ta sẽ trọn đời hầu hạ phụng sự người ấy. Ông lại nghĩ tiếp rằng, chỉ có Phật Thế Tôn mới có thể cứu được mạng ta mà thôi. Nghĩ như vậy rồi, liền sanh lòng khát ngưỡng, mong mỏi được thấy Phật. Đức Phật thường lấy tâm đại bi ngày đêm quan sát hết thảy chúng sanh, thấy biết những ai đang gặp khổ não thì Ngài hiện đến tùy duyên cứu giúp, thuyết pháp cho nghe khiến được hoan hỷ thân tâm. Nếu đang đọa trong nẻo ác cũng khiến cho lìa khỏi đó mà sinh vào chốn trời người được thành đạo quả. Khi ấy Phật nhìn thấy ông trưởng giả đang khốn khổ vì bệnh tật, không có ai chăm sóc nuôi dưỡng, Ngài liền phóng hào quang chiếu đến nơi thân người bệnh, khiến cho thân thể được khoan khoái mát mẻ, tâm liền tỉnh ngộ, vui mừng khôn xiết. Ông trưởng giả Bà Trì Gia khi ấy liền phủ phục lễ bái quy vọng về hướng Phật. Lúc đó, Đức Thế Tôn biết rằng thiện căn của Bà Trì Gia đã thành thục, có thể được giáo hóa, Ngài liền hiện đến nơi nhà ông trưởng giả này. Khi ấy, ông liền vùng dậy, chắp tay cung kính đón Đức Phật lên chỗ ngồi. Đức Phật hỏi Bà Trì Gia, ông nay chịu bệnh khổ, có biết ở nơi đâu không? Ông đáp rằng, con nay chịu khổ não ở cả nơi thân và tâm. Đức Phật liền nghĩ, ta từ nhiều kiếp đến nay, từng tu hạnh từ bi,
nguyện trị lành tất cả bệnh khổ nơi thân và tâm của chúng sanh. Bây giờ, Đế Thích biết được ý nghĩ của Phật, liền bay đến Hương Sơn, lấy loại cỏ thuốc tên là Bạch Nhũ, mang về dâng lên cho Phật. Phật nhận cỏ thuốc, rồi trao cho bà trị gia, bảo uống hết vào. Bệnh liền được khỏi, thân tâm khoái lạc. Ông này, đối với Phật, sanh lòng tin phục gấp bội phần, liền vì Phật và chư tỳ kheo tăng mà chuẩn bị các món ăn ngon lạ để cúng dường. Xong, lại dùng một chiếc áo tốt rất đẹp đẽ, giá trị 5.000 lượng vàng mà dâng cúng. Ông lại phát nguyện lớn rằng, nhờ công đức cúng dường Phật và chư tỳ kheo tăng, nguyện cho tôi về sau cũng trị được các bệnh khổ nơi thân và tâm của tất cả chúng sanh, làm cho được an lạc giống như ngày nay Thế Tôn đã trị dứt bệnh khổ nơi thân và tâm của tôi, làm cho được an lạc. Khi ông phát nguyện như vậy rồi, Đức Phật liền mỉm cười, từ nơi trán giữa hai hàng lông mày phóng ra một đạo hào quang năm sắc bay quanh Phật ba vòng, rồi lại theo chỗ trên trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng, Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Này vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho chúng con được biết. Phật bảo, A Nan, ông có nhìn thấy người trưởng giả đây sau khi khỏi bệnh, phát tâm cúng dường ta và chư tăng hay chăng? A Nan thưa, bạch Thế Tôn, con đã thấy. Phật nói, về sau người này sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Rộng độ chúng sanh vô số, vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thảy đều vui mừng tin nhận. Câu chuyện Một Cành Hoa. Lúc ấy, Đức Phật ở gần thành Xá Vệ, trong vườn kỳ thọ cấp cô độc. Khi chưa gặp Phật, vua Ba Tư Nặc theo ngoại đạo thường cúng dường và nguyện vái các vị thiên thần ngoại đạo. Đến khi Phật thành chánh giác, muốn hóa độ vua Ba Tư Nặc, nên mới đáp y mang bát đến chỗ vua mà khất thực. Vua nghe biết Phật đi đến, liền ra nghênh đón. Thấy Phật oai nghi rực rỡ, hào quang rạng chiếu, lòng sinh ra hoan hỷ, khoái lạc vô cùng. Liền thỉnh Phật ngồi, rồi sai người bày biện đủ các thứ món ngon vật lạ mà cúng dường Phật. Phật thọ lễ cúng dường xong, liền vì vua Ba Tư Nặc mà thuyết pháp, khiến vua sinh tâm tín phục, kính ngưỡng Phật pháp mà lìa bỏ việc thờ cúng ngoại đạo thiên thần. Từ đó về sau, vua hết lòng mộ đạo, mỗi ngày lễ Phật đến 3 lần. Một hôm, người giữ vườn cho vua cắt được một cành hoa đẹp trong vườn, liền mang ra phố. Một người ngoại đạo trông thấy hỏi rằng, Này ông bán cành hoa ấy không? Người làm vườn đáp, bán. Người kia liền bước tới, trả giá định mua. Bỗng có ông trưởng giả Tu Đạt đến, cũng muốn mua nên trả giá cao lên gấp đôi. Người ngoại đạo không chịu thua, cũng tăng giá lên nữa. Hai người đều quyết lòng mua cho được cành hoa nên trả giá dần đến 100.000 lượng vàng. Người làm vườn khi ấy tự nghĩ rằng, ông trưởng giả Tu Đạt đây không phải là người nông nổi, nay ông ấy quyết lòng mua như vậy chắc có duyên cớ gì đây? Nghĩ như vậy liền mới hỏi người ngoại đạo rằng, tại sao ông trả giá cao đến như vậy? Người kia đáp, tôi quyết mua tặng để dâng cho thần Na La Diên. Lại quay sang hỏi ông trưởng giả Tu Đạt, ông nói, tôi quyết mua để cúng dường Phật. Người làm vườn nghe vậy hỏi, Phật là ai vậy? Ông trưởng giả Tu Đạt liền giảng nói tận tường công đức của Đức Phật Thế Tôn. Người làm vườn nghe rồi phát nguyện rằng, dẫu 100.000 lượng vàng, nay tôi cũng quyết không bán nữa, chỉ để tự mình mang đến cúng dường Phật. Ông Tu Đạt nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, liền đưa người làm vườn đến chỗ tinh xá của Phật. Người làm vườn nhìn thấy Đức Thế Tôn trang nghiêm rực rỡ với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng ngời, liền dâng cành hoa lên trước Phật để cúng dường. Nhờ sức thần của Phật, cành hoa liền hóa thành một lọng hoa lớn che bên trên Phật. Người giữ vườn nhìn thấy phép màu ấy, liền phủ phục xuống, chí thành lễ bái Phật và phát lời nguyện lớn rằng,
Nhờ công đức cúng dường cành hoa ngày hôm nay, trong đời vị lai tôi nguyện sẽ có thể vì những chúng sanh mù lòa mà cứu giúp cho được sáng mắt, vì những chúng sanh quy y Phật mà độ cho quy y. Tôi sẽ làm cho những chúng sanh không người cứu hộ sẽ được cứu hộ, những chúng sanh không được an ổn sẽ được an ổn, những chúng sanh chưa nhập Niết Bàn sẽ được nhập Niết Bàn. Khi người ấy phát nguyện rồi, Đức Phật liền mỉm cười, từ nơi trán giữa hai hàng lông mày phóng ra một đạo hào quang năm sắc, bay quanh Phật ba vòng, rồi lại theo chỗ trên trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng, Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Nay vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho được biết. Phật bảo A Nan, ông có nhìn thấy người giữ vườn dâng cành hoa cúng dường ta chăng? Nhờ công đức ấy, trải qua ba A Tăng kỳ kiếp nữa, người này sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Thạnh, hóa độ chúng sanh nhiều vô số, vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thảy đều vui mừng, tin nhận. Câu chuyện Một Hồi Thề. Lúc ấy, Phật ở gần thành Xá Vệ, trong vườn kỳ thọ cấp cô độc, tại thành Xá Vệ có hai vị phạm chí. Một rời tinh sâu pháp Phật thường ca ngợi tán thán công đức của Đức Như Lai là cao quý nhất. Trong ba cõi chẳng ai bằng được. Người kia thì lạc theo tà kiến, tôn sùng các vị sư ngoại đạo như Phú Lăng Na, cho rằng các sư ngoại đạo này là cao quý hơn hết, chẳng ai bằng được. Người tin theo nhóm ngoại đạo Phú Lăng Na bảo rằng, các vị thầy như Phú Lăng Na có thần lực cao trỗi hơn Phật nhiều. Người tin theo Phật bảo rằng, Đức Phật Thế Tôn là đấng giác ngộ hoàn toàn trọn vẹn, có thần lực cao trỗi nhất, hai người chẳng ai nhường ai, tranh cãi mãi không dứt. Bấy giờ, hai người này tranh cãi nhau rất kịch liệt, ai cũng cho là mình nói đúng. Có người đem chuyện ấy nói đến tai vua Ba Tư Nặc. Vua liền cho triệu cả hai người đến mà hỏi nguyên do. Cả hai đều nói rằng vị thầy mà mình tin theo là có thần lực cao trỗi hơn hết. Vua liền phán, mỗi người trong các ông đều tự cho mình là đúng, không thể phân xử được. Nay ta ra một kỳ hạn là 7 ngày, sẽ lập một hội thề mà thử nghiệm xem ai nói đúng. Nơi hội thề đó, mỗi người sẽ tự đốt hương, dâng hoa và rẫy nước mà thỉnh nguyện bậc thầy của mình đến dự hội. Hai vị phạm chí nghe vua phán rồi đều lui về lo sắm lễ vật hương hoa. Đúng 7 ngày, vua Ba Tư Nặc truyền tụ họp dân chúng số đông đến muôn ngàn người cùng đến chứng kiến. Khi ấy, trước mặt dân chúng, hai vị phạm chí liền cùng nhau lập nguyện mà khấn cùng vị thầy mà mình tin theo. Vị tin theo các sư ngoại đạo như Phú Lăng Na bước ra trước, đốt hương, tung hoa và rẫy nước lên không trung, nguyện rằng nếu quả Phú Lăng Na với mấy vị giáo chủ kia là cao hơn hết, thì nguyện cho hoa, hương với nước này bay đến chỗ các vị, khiến cho các vị biết được ý nguyện của tôi mà đến dự hội này. Nếu như các vị chẳng có thần lực gì thì khiến cho các hương hoa lễ vật này vẫn ở yên ở nơi đây. Người vừa dứt lời thì hoa rơi trên đất, hương tắt lửa và nước đổ xuống đất hết. Mọi người ai nấy chứng kiến như vậy liền nói với nhau rằng Phu Lăng Na với mấy ông thầy ngoại đạo kia thật chẳng có thần lực chi cả, lâu nay uổng nhận sự cúng dường của nhân dân trong nước. Lúc bấy giờ, vị phạm chí tin Phật mới bước ra trước chúng hội, lấy hương hoa và nước sạch mà tung lên không trung, nguyện rằng nếu đấng Như Lai thật có thần lực, xin cho các thứ hương hoa, nước sạch này đều bay đến chỗ của Ngài, khiến cho Ngài biết được ý nguyện của tôi mà đến dự hội này. Phát nguyện vừa xong, khói hương liền bay tỏa ra khắp thành Xá Vệ. Những hoa mà người tung lên cũng bay lên không trung, hóa thành một cái lọng hoa lớn, bay thẳng đến chỗ Phật, che bên trên Phật. Nước rẫy trên không trung cũng hóa thành trong suốt như lưu ly mà bay đến, rưới xuống trước chỗ Phật. Rồi Đức Thế Tôn với chúng tỳ kheo đều hiện lại trước chúng hội.
Bây giờ mọi người ai ai cũng trông thấy, khen là việc chưa từng có. Thầy đều sinh lòng tin sâu nơi Phật Pháp, lìa bỏ không còn tin theo các thầy ngoại đạo nữa. Vị Phạm Chí ấy thấy lời nguyện của mình được thành tựu, liền phủ phục lễ bái trước Phật, phát lời nguyện lớn rằng: nhờ công đức dâng hương hoa cúng dường hôm nay, trong đời vị lai, tôi nguyện sẽ có thể vì những chúng sanh mù lòa mà cứu giúp cho được sáng mắt, vì những chúng sanh quy y Phật mà độ cho quy y, những chúng sanh không người cứu hộ sẽ được cứu hộ, những chúng sanh không được an ổn sẽ được an ổn, những chúng sanh chưa nhập niết bàn sẽ được nhập niết bàn. Khi vị ấy phát nguyện rồi, Đức Phật liền mỉm cười, từ nơi trán giữa hai hàng lông mày phóng ra một đạo hào quang năm sắc, bay quanh Phật ba vòng, rồi lại theo chỗ trên trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng: Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Nay vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho được biết. Phật bảo A Nan, ông có nhìn thấy vị Phạm Chí này dâng hương hoa cúng dường ta chăng? A Nan thưa, bạch Thế Tôn, con đã thấy. Phật nói, vị Phạm Chí này trải qua ba A Tăng kỳ kiếp nữa sẽ thành Phật hiệu là Bất Động, hóa độ chúng sanh nhiều vô số, vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết xong nhân duyên này, thảy đều vui mừng tin nhận. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Món nợ truyền kiếp. Ngày xưa, hồi mới khai thiên lập địa, có một con chim họa mi làm tổ trên một cành cây đào. Ngày nào nó cũng hót để ca tụng vẻ đẹp của muôn loài. Dưới gốc cây có một con rắn rất hiền lành, bây giờ thuộc loại rắn mù, nhưng hồi đó nó có một mắt. Con rắn rất mê giọng hót lãnh lót của chim họa mi. Nó thường nằm khoanh dưới gốc cây hay nằm dài phơi nắng để thưởng thức tiếng hót thần tiên của họa mi. Thời ấy, chim họa mi cũng chỉ có một mắt ngay giữa trán. Một hôm, con bướm có đôi cánh ngũ sắc rất đẹp ở gần đấy đến mời chim họa mi đi ăn cưới. Bướm biết mình đẹp đẽ, uyển chuyển nhẹ nhàng
thường được ca tụng, nên bướm rất kiêu hãnh. Không bao giờ bướm chịu nhìn xuống, nên bướm không biết sự có mặt của rắn trên mặt đất. Tiếng hót của họa mi đã nhiều lần giúp đôi cánh bướm dịu dàng, thanh thoát, nên bướm nhất định mời chim họa mi để tiếng hót làm tăng thêm phần long trọng cho bữa tiệc tân hôn. Được bướm mời mọc ân cần, chim họa mi rất hãnh diện, nhưng sau đó chim cảm thấy lo sợ. Khi nhìn lại bộ lông của mình quá tầm thường, chim sợ mình sẽ không được ai để ý trong tiệc cưới của anh bướm rực rỡ màu sắc. Chim liền than thở với con rắn hiền lành. Nghe xong rắn nói, có được tiếng hót như anh, lo gì không được người để ý. Tôi tin chắc lúc anh cất tiếng hót, không ai còn để ý đến đôi cánh rực rỡ của anh bướm hay bộ lông trắng muốt của chị Thiên Nga. Tất cả đều sẽ mê tiếng hót của anh. Không ai để ý đến bộ lông tầm thường của anh đâu. Anh bướm mời anh đi dự tiệc cũng vì tiếng hót của anh hay. Anh hãy yên tâm đi đi, đừng lo sợ gì cả. Tuy nghe rắn nói thế, nhưng chim vẫn không hết lo sợ. Sau cùng chim nói, phải chi tôi có được hai con mắt, có lẽ tôi sẽ đẹp hơn. Một con mắt giữa trán làm cho tôi có vẻ dữ tợn và nghèo nàn làm sao ấy. Có được giọng hót như anh, ai dám bảo anh nghèo. Nhưng bề ngoài, tôi có gì để làm cho mọi người chú ý, phải chi anh chịu giúp tôi. Tôi mê tiếng hót của anh lắm, anh cần tôi giúp việc gì, tôi cũng sẵn sàng cả. Tôi chỉ cần anh cho tôi mượn con mắt của anh một hôm để đi ăn cưới. Anh nằm phơi nắng, không có mắt cũng đâu có sao. Rắn lắc đầu nói, không được đâu, tôi cũng chỉ có một mắt như anh. Nếu tôi cho anh mượn thì tôi làm sao thấy đường. Nhưng tôi chỉ mượn có một hôm thôi. Buổi chiều mãn tiệc, tôi đem trả anh ngay lập tức. Trong lúc chờ đợi, anh cứ nằm ngủ ở đây. Nếu anh thật tình mê giọng hót của tôi, thì anh cố giúp tôi lần này. Chim họa mi cứ van xin, nài nỉ, giọng chim càng lúc càng êm đềm, gợi cảm, làm rắn cảm động siêu lòng, nên bằng lòng cho mượn mắt trong ngày cưới của bướm. Vào một ngày nắng ấm, lúc màn sương mỏng còn phủ cánh rừng, chim họa mi đã vội vã sửa soạn bộ lông cho thật mướt để đi ăn cưới. Thêm được một mắt, chim thấy cuộc đời đẹp đẽ thêm lên. Trong lúc chim ra đi, sung sướng hài lòng hơn bao giờ hết, thì ở gốc cây đào, con rắn trở nên mù, nhút nhát, sợ hãi, ẩn mình trong đám lá khô, chờ đợi chim trở về, trả lại ánh sáng cho mình. Chim đến nhà bướm, nghe người ta chào mừng chúc tụng nhau. Không ai để ý đến chim họa mi bé bỏng, không bóng sắc cả. Đến lúc bướm mời chim ra hát, những loài thú có mặt mới để ý đến chim. Tiếng chim hót thanh tao, lãnh lót, làm cả thảy đều im lặng lắng nghe. Chim hót say mê, lộ hết tinh thần, làm cả thảy đều mê mẩn như say. Tiếng hót trong trẻo vang đến tai rắn, rắn mỉm cười tự nhủ, mình cũng có góp phần tham dự cuộc vui đó. Đến khi dứt bản, tất cả đều bị chim chinh phục, và bắt đầu từ đó trở đi, mọi loài đều bao vây, khen ngợi bộ lông, giọng hót của chim. Tất cả cũng không quên ca ngợi mắt đẹp của chim. Bây giờ, tiếng tăm lừng lẫy, chẳng những chim không thú nhận mình chỉ có một mắt, còn con mắt kia là của rắn, mà chim thì đặt điều nói thêm. Ở dưới gốc cây chỗ tôi ở, có một con rắn mù từ thuở mới lọt lòng mẹ. Nó buồn bã chán đời, nhiều lần nó có ý định quyên sinh, nhưng nhờ tiếng hót tuyệt vời của tôi đã an ủi được nó. Tội nghiệp, hàng ngày tôi phải đem thức ăn về và ca hát vỗ về nó. Tất cả đều cảm phục tính rộng rãi và lòng bác ái của chim. Mãi đến khuya, chim mới trở về, bên tai còn vẳng tiếng vỗ tay vang dội và những lời ca ngợi nồng nàn. Về đến gốc cây đào,
Chim thấy rắn nằm ngủ, phơi mình dưới ánh nắng thanh dịu mát. Thấy thế, chim không gọi rắn dậy và tự nói, mai mình sẽ trả lại mắt cũng không muộn. Chim về ổ định ngủ một giấc thật ngon lành, nhưng nằm mãi mà giấc ngủ vẫn không đến. Muôn vàn ý nghĩ bao vây lấy tâm trí của chim. Bây giờ, chim đã nổi tiếng nổi danh với đời rồi, nếu chim trả mắt lại, tức là tự thú cho mọi loài biết chim chỉ có một mắt, còn con mắt kia là của mượn. Thì còn gì là tiếng tăm chim đã tạo ra với bao khó nhọc. Hơn nữa, với hai con mắt, chim nhìn thấy đời rộng rãi, đẹp đẽ hơn khi chỉ có một mắt. Bỏ tất cả danh vọng để trở thành tầm thường như trước, chim thấy mình không có đủ can đảm. Hay là xin rắn cho mắt luôn. Nhưng chim kịp nghĩ là không đời nào rắn chịu cho mắt để lại thành mù lòa vĩnh viễn. Nhưng rắn thường ở một chỗ mà nếu bò đi cũng không cần thấy đường làm gì cho lắm. Một ý nghĩ xấu từ từ thâm nhập vào trong đầu óc chim. Nếu mình không trả thì rắn cũng không làm sao đòi được. Bây giờ rắn mù rồi. Nghĩ thế nên chim nhất định giật luôn con mắt của bạn. Đêm đó, chim lén dọn đi ở nơi khác và tìm đủ mọi cách tránh rắn luôn. Tội nghiệp, con rắn cứ bò lần mò, dò dẫm đi tìm chim họa mi để đòi mắt lại. Nghe chim họa mi hót ở đâu, rắn cũng cố gắng tìm đến. Mặc dù rắn bò đi khó khăn và gặp nhiều trở ngại trên bước đường phiêu lưu đi tìm người bạn phản phúc, bội ân. Thế mà buồn thay, mỗi khi chim họa mi thoáng thấy rắn thì chim vội bay đi để rắn lại ngơ ngác trong sự mù lòa đáng thương. Một đêm, chim họa mi đang ngủ mê trong tổ ấm, bỗng chim giật mình tỉnh giấc vì một tiếng động thật nhỏ. Chim thấy rợn cả người khi nhìn thấy một cái đầu rắn mù sờ soạng bò đến. Chim la lên một tiếng kinh hoảng, bay đi tìm nơi khác ẩn náu. Từ đó, sự yên tĩnh trong giấc ngủ cũng như sự yên tĩnh trong tâm hồn không còn nữa. Con rắn mù cứ không ngớt tìm chim để đòi con mắt đã cho mượn với tất cả lòng tin mà lại bị cướp mất một cách quá tàn nhẫn. Chim họa mi không muốn trả mắt nên phải luôn luôn canh chừng. Ban ngày thì chim được yên thân vì rắn biết ánh sáng mặt trời làm chim thấy rõ tất cả. Nên rắn đợi đêm xuống để tìm cách đến gần chim trong lúc ngủ say, để bất ngờ buộc chim phải trả mắt lại cho mình. Họa mi biết được ý định của rắn, nên nhất định không ngủ. Những đêm trong mùa đẹp trời, mùa lạnh và mùa mưa thì chim có thể ngủ yên, vì những mùa ấy rắn sợ lạnh, không dám bò ra ngoài. Đến mùa xuân, chim bay hót suốt đêm để không buồn ngủ, có thể canh chừng rắn mù tìm đến. Vì thế, những đêm xuân, chúng ta thường nghe tiếng chim họa mi hót vang lên ru hồn vào mộng ảo. Chúng ta mỉm cười, thấy lòng rung động vì tiếng hót thanh tao trong suốt. Nhưng chúng ta đâu biết, tiếng hót đó ca tụng một niềm vui không vững chắc, luôn luôn bị đe dọa. Một hạnh phúc mong manh pha trộn, đôi chút hối hận làm rây rứt cả tâm hồn. Theo giáo lý nhà Phật, trong cuộc đời có bốn thứ tuyệt đối ta không nên mắc nợ, đó là tiền bạc, trách nhiệm, ân tình và thời gian. Về món nợ thứ nhất là tiền bạc. Theo lẽ tự nhiên, có vay thì có trả. Khi ta vay ai một món tiền, nghĩa là ta đang nhận ở người đó một món nợ, không chỉ đơn thuần là vật chất mà còn là ân nghĩa. Thế nhưng ở đời, nhiều người vay tiền không muốn trả, có người xù nợ, có người trả nợ nhưng lại mang niềm oán giận người cho vay. Theo các vị giảng sư, đó là cách họ đang gieo nghiệp nghèo cho mình mà không hề hay biết. Dân gian có câu nói truyền miệng rất hay, đó là tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Câu này có ý nghĩa là dù yêu quý nhau đến cỡ nào thì vẫn nên minh bạch trong vấn đề tiền bạc. Tiền bạc là mồ hôi, là công sức lao động của mỗi người. Nếu vì yêu quý nhau, thân thiết nhau mà lợi dụng tiền bạc của nhau, thì đến một ngày tình cảm cũng sẽ sứt mẻ.
ngay cả anh em ruột thịt thì vẫn cần phải rõ ràng về vấn đề tế nhị này. Khoản nào vay thì rõ là vay và cần phải trả với tấm lòng biết ơn. Khoản nào cho, biếu thì người cho không nên đòi người nhận một ngày nào đó trả ơn, mà hãy vô tư theo cách cho đi hạnh phúc chính là mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng đó là phía người cho, còn phía người nhận thì bắt buộc không bao giờ được quên ân tình đó. Bởi món nợ đó không đơn thuần là nợ vật chất, mà đó là món nợ ân nghĩa. Năm 1981, sau khi Trung Quốc giải phóng, trăm nghề hưng thịnh, thôn Tả Hậu, tỉnh Liêu Ninh hẻo lánh, chuyên sống bằng nghề trồng bán dược liệu, cho nên có người gọi vùng này là làng thuốc, nổi danh toàn quốc. Các tiệm buôn thuốc đông y nơi thành phố lớn đều đến đây mua dược liệu. Có cô gái tên là Hán Hà, cha mẹ đều sống bằng nghề trồng thuốc. Hán Hà tuy mới 17 tuổi nhưng tính tình thẳng thắn. Thấy các lái buôn đến buôn mua thuốc thường hay lường gạt ép giá, nên cô tự đứng ra kêu gọi dân làng đoàn kết vì quyền lợi chung. Cô đại diện toàn thôn cùng thương nghị với lái buôn đòi mức giá hợp lý. Điều này giúp cho nông dân kiếm được nhiều tiền, nên dân làng đều tán thán ủng hộ cô. Đỗ Nghiêu là một đại thương gia đến từ Thượng Hải, phát hiện tài năng của Hán Hà, thầm nghĩ nếu như cô được huấn luyện, trong tương lai nhất định có thể kiếm được nhiều tiền cho ông. Đỗ Nghiêu bèn hứa sẽ cho Hán Hà làm chức lớn và trả lương cao, mời cô lên Thượng Hải. Hán Hà vì gánh nặng phải lo cho song thân tuổi cao và người anh tàn phế đôi chân nên chịu nhận lời của Đỗ Nghiêu. Đài Loan rất thiếu trung dược nên các thương nhân thường đổ xô qua đại lục thu mua thuốc với giá rẻ. Có Trần Đồng Tân mở tiệm thuốc ở Đài Loan từ năm 1988, mỗi năm đều qua Thượng Hải mua dược liệu, do vậy mà quen với Đỗ Nghiêu và Hán Hà. Đồng Tân có một người em trai tên là Hữu Tân, mở công ty môi giới hôn nhân, chuyên giới thiệu các cô gái từ Đại Lục và Đông Nam Á lấy chồng Đài Loan. Hữu Tân lợi dụng mối giao tế của anh Bình, thường dẫn các ông chưa vợ qua Đại Lục tìm đối tượng. Tháng 11 năm 1981, công ty Hữu Tân lại có hai người khách, La Bang và Vương Đồng Nghĩa. Họ tuổi ngoài 30, trông có vẻ là kẻ tài ba mẫu mực. Cả hai nói chuyện rất hào sảng, thu hút. Họ ngỏ ý muốn tìm vợ ở Đại Lục và hứa sẽ trả phí cao. Hữu Tân luôn miệng nói sẽ tận lực đáp ứng. 3 tháng sau, Hữu Tân dẫn Bang và Nghĩa đến Thượng Hải, ngụ tại biệt thự của Đỗ Nghiêu. Tối hôm đó, Đỗ Nghiêu đãi tiệc cho 3 vị khách, Hán Hà và nữ nhân viên phục vụ Vương Hiểu Hoang cũng có mặt ở đó. Trong buổi tiệc, La Bang nói mình là tổng giám đốc công ty điện tử, có 3 công ty chi nhánh và hơn 200 nhân viên. Do hàng ngày bận rộn làm việc nên bị vợ ruồng bỏ. Bây giờ y đang cần tìm một hiền thê thông minh, dịu dàng, có thể giúp cho y phát triển sự nghiệp. Tiếp đó thì Nghĩa giới thiệu mình là chủ công ty kiến trúc, hàng ngày bận rộn đi khắp 3 vùng Bắc Trung Nam Đài Loan để xử lý công trình, vì không có thời gian bầu bạn với bà xã nên bị ly hôn. Hiện muốn tìm một phụ nữ hiền lành, biết cảm thông làm vợ. Bang và Nghĩa giới thiệu rơm rã về Bình, cộng thêm Hồ Hân góp lời ca ngợi, khiến Đỗ Nghiêu nghe qua không ngớt gật đầu tán thưởng. Hán Hà là thiếu nữ chưa chồng, nghe họ nói liền dệt mộng. Hai vị đại gia có sự nghiệp lớn, tài mạo song toàn này mới đúng là đối tượng hoàn hảo mà nàng hằng mơ ước. Hán Hà thầm nghĩ, gia cảnh mình nghèo, không học vấn, nếu như một trong hai người này không chê bỏ thì nàng ưng ngay, nàng sẽ đổi đời, vừa cải thiện sinh hoạt túng bấn của gia đình mà bản thân cũng thành là phu nhân tổng giám đốc được bao người kính mộ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trong ánh nhìn Hán Hà đầy vẻ khát khao về ước muốn đổi đời, hai gã Bang và Nghĩa nhìn thấu hết. Hữu Tân còn phụ nói vào thêm, cộng thêm sự tán thưởng của Đỗ Nghiêu thì kết quả dễ dàng đạt thành. Vị trí đã định xong,
Hán Hà sẽ gả cho Vương Nghĩa, còn La Bang thì cưới Hiểu Hoang. Trong lúc hai cô gái dệt đầy mộng đẹp về cuộc sống lứa đôi, thì Bang và Nghĩa lòng khấp khởi mừng thầm, vì họ vượt quăng lưới đã bắt ngay được mẻ cá. Nhờ Hồ Tân nhiệt tình giúp đỡ, hai tân đương được đưa về Đài Loan. Vừa xuống phi trường thì Hán Hà và Hiểu Hoang lập tức bị tập đoàn lưu manh người rắn chở đến khách sạn Đào Viên giam lỏng và bị tịch thu hết hộ chiếu. Lúc này Hán Hà và Hiểu Hoang mới tỉnh mộng, biết là mình đã rơi vào tổ quỷ. Hôm sau, Bang và Nghĩa cùng thủ lĩnh người rắn là Thái Khôn Lâm đến uy hiếp Hán Hà, Hiểu Hoang. Họ nói nếu như hai nàng không chịu tiếp khách mà đi báo cảnh sát thì không những tính mạng bị nguy mà người thân bên đại lục cũng sẽ bị hại. Để chứng minh họ không nói dối, tên Lâm đầu đảng còn chìa ra hình cha mẹ hai người và mô tả cảnh nhà hai cô rõ mồn một. Hán Hà tự biết khó thoát tay quỷ, đành nén chịu chờ thời cơ thoát thân. Còn Hiểu Hoang thì khó mà tiếp nhận được sự thật tàn khốc này, nên la hét khóc than, làm ầm đáo đến chết đi sống lại. Tên Lâm thâm độc, bèn nhốt Hiểu Hoang, cho thủ hạ cưỡng hiếp và đánh đập nàng. Hiểu Hoang thân tâm đều bị giày vò tàn khốc, đành khuất phục tiếp khách, cho đến khi gặp cảnh sát truy quét tội phạm mới được trả về đại lục. Nhưng lúc đó Hiểu Hoang đã nhiễm bệnh dẫn đến di chứng vô sinh, hiện còn đang trị liệu. Phần Hán Hà, tên Lâm không những bắt nàng liên tục tiếp khách mà còn dụ nàng hút ma túy và đánh bạc. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cô gái trẻ trung xinh đẹp Hán Hà đã biến thành da vàng gầy ốm, cuối cùng thì suy sụp hay ngất. Qua kiểm tra bị mắc bệnh ung bú. Một khi tên Lâm thấy Hán Hà không còn giá trị lợi dụng nữa thì hắn chẳng đeo phiền não vào làm gì, bèn cho tập đoàn buôn lậu đưa Hán Hà trả về cố hương của nàng. Đến nay sống chết không rõ. Ngạn ngữ Tây Phương nói: người trường kỳ làm ác, trong tâm nhất định không an. Ba tên Lâm, Bang và Nghĩa chuyên môn dụ dỗ gạt lường, ép các cô gái đại lục và Đông Nam Á đến Đài Loan bán dâm. Bọn hắn đã thu lợi rất nhiều, trải qua tháng ngày phú lạc, nhưng chúng vẫn luôn bị bất an, vì đêm đêm nằm ngủ thường bị hình ảnh bi thảm của các thiếu nữ không ngừng xuất hiện ám chúng. Kẻ bị hại đầu bù tóc rối, hình dạng như quỷ dữ, cứng nghiến răng nguyền rủa chúng. Mới đầu thì lâu lâu mới thấy một vài lần, sau đó thì đêm nào cũng thấy. Vào tháng 7 năm 1995, ba tên côn đồ này suốt trong một tháng đêm nào cũng mơ thấy ác mộng giống nhau. Chúng còn thấy một cô gái mắc bệnh cùi, mặt mày hung ác, cười rất ghê rợn. Tiếng cười càng lúc càng khiến cho ba gã sợ hãi kinh hoàng, toàn thân xuất hạn mồ hôi. Hôm sau thân thể của họ đều cảm thấy khó chịu giống nhau, vì vậy họ cùng đi tìm bà Đồng nổi danh để giúp họ trục tà. Bà Đồng đề nghị họ nên xuất ngoại du lịch, quay về sẽ không có việc gì. Ba người cho là có lý, nên 4 ngày sau thì bay sang Thái Lan du lịch và cho là ác mộng sẽ không quấy rầy. Nào ngờ đêm đầu tiên trên đất nước Thái Lan, họ vừa nhắm mắt thì yêu quỷ đã xuất hiện, còn quấy nhiễu dữ dằn hơn ở Đài Loan, khiến tinh thần bọn họ càng bị khủng bố căng thẳng. Một tuần sau, La Bang tự nhiên phát điên, y được đưa về Đài Loan, hiện nay đang điều dưỡng tại bệnh viện tâm thần ở Chương Hóa. Còn Lâm và Nghĩa sau đó càng thê thảm hơn. Lúc ở tại Thái Lan họ không tiếp xúc bất kỳ ai, nhưng khi về Đài Loan rồi thì cả hai đều cảm thấy không thân. Họ càng ngày gầy ốm, bệnh viện Đài Loan khám không tìm ra nguyên nhân, họ phải bay sang Mỹ khám bệnh và phát hiện mình mắc bệnh S. Nửa năm sau họ bị bệnh dày vò, thân thể lở loét, đau đớn tột cùng, rồi chết tại Mỹ. Người hành thiện tích đức, tâm luôn sung mãn hỷ duyệt. Người làm ác, lương tâm ngày đêm sẽ bị trách phạt nghiêm trọng, sống không được an, thống khổ vạn phần hơn là chết.
nhìn xem gương những người mua lợi gạt ép các cô gái bán dâm như thế này, kết cuộc đều sẽ giống như ba người Lâm, Ban, Nghĩa. Khi sống, tâm luôn bất an, lúc chết rất thống khổ. Tiêu Tiếu. Ở Bắc Kinh có Lê nữ sĩ, chồng bà họ Tiêu, có tên Tiêu Tiếu, được 13 tuổi. Từ khi Tiêu Tiếu sinh ra thì lực đôi mắt rất kém, chỉ được 0.1. Vì vậy lúc học tập, hầu như Tiêu Tiếu phải dán mắt sát tập mới nhìn thấy chữ. Hơn nữa nhãn cầu loạn động không ngừng. Bác sĩ chẩn đoán do tròng đen bị tổn thương, lại mang khuyết tật bẩm sinh, thêm phần nhãn cầu thường rung động nên không thấy rõ. Tiêu Tiếu tuy thì lực kém nhưng bản tính rất tự cao, hung hãn. Nếu gặp ai tỏ thái độ khinh khi là nó lập tức tung chưởng ra đòn thần tốc. Nó hay đấm vào mặt bạn học, làm nạn nhân bị thương nơi mắt. Cha mẹ nó thường vì chuyện này mà bị trường mời tới mắng vốn hoài. Còn một chuyện khiến mẹ nó rất phiền muộn là Tiêu Tiếu thường bất hòa hụt hặc với cha. Phụ thân cũng chẳng ưa con trai. Hai cha con hễ gần nhau là gây chuyện ầm náo không dứt. Nếu con trai ra ngoài đánh đấm gây họa, về nhà tất nhiên sẽ bị cha thịnh nộ quát mắng. Mỗi lần như thế, Tiêu Tiếu thường căm phẫn nói: "Đợi tôi lớn khôn rồi sẽ tính sổ với ông." Bà Lê là người hiền huệ thiện lương, hết dạ kính chồng yêu con. Bà đứng ở giữa không biết làm sao, do vậy mà ngày ngày sầu muộn khôn nguôi. Một hôm, bà xem cuốn Báo ứng hiện đời, trải qua kiếm tìm vất vả, cuối cùng cũng điện thoại được cho tôi. Bà thống thiết kể lể bao khổ não của mình, cầu xin giúp đỡ. Tôi bảo: "Con trai bà ra đòn, toàn đánh vào mặt đối phương. Đó là tại cha nó truyền dạy cho nó. Hơn nữa, chồng và con bà cực kỳ ưa xem phim võ thuật đấm đá." Nghe tôi nói, bà lộ vẻ rất ngạc nhiên, rồi gật gù xác nhận: "Dạ đúng, đúng thế à." Sau đó cả nhà bà đi xe hỏa đến gặp tôi. Tôi kể cho họ nghe câu chuyện xa xưa. Vào thời Minh, có đôi vợ chồng là võ sư. Do không có con nên họ thu nhận một ái đồ làm con nuôi và cưng yêu như con đẻ. Sư phụ bèn truyền cho con nuôi thế võ tuyệt kỹ gia truyền, có tên là Ưng Trảo Công, chuyên móc mắt đối thủ. Sau này đệ tử vào làm cho một tổ chức nọ, giống như cẩm y vệ hoàng cung, chuyên thay chủ đi ám sát những kẻ đối nghịch bất đồng chính kiến. Anh làm nhiều người bị mất đi tròng mắt, sống không bằng chết. Vì vậy đã khiến cho giới võ lâm phẫn nộ, họ hợp lại cùng bày mưu và bắt được anh. Sau đó dùng cực hình bức cung ép anh rằng nếu đồng ý khai ra tên sư phụ thì sẽ được tha mạng. Anh đệ tử cũng là con nuôi, do bị cực hình tàn khốc nên chịu hết nổi, bèn khai tên sư phụ ra. Giới võ lâm giữ đúng lời hứa, cho anh lưu lại mạng tàn, nhưng họ phế hết võ công và đánh trọng thương hai mắt anh. Riêng sư phụ, sư mẫu anh nhờ võ công cao cường nên họ trốn thoát được cuộc truy sát của giới võ lâm và phải ẩn cư tận chốn thâm sơn. Sư phụ biết được do đệ tử đã khai tên mình ra nên căm phẫn ngút trời. Mặc dù sư mẫu khuyên can hết lời, song ông khó thể nguôi ngoai. Phần đệ tử, sau khi chữa lành vết thương thì hai mắt cực yếu. Qua bao cố gắng, anh tìm được sư mẫu sư phụ, nhưng bị sư phụ căm hận báo thù bằng cách dùng độc dược hại chết anh. Đệ tử chết rồi thì vào địa ngục chịu vô lượng khổ, thoát khỏi địa ngục thì đầu thai làm rắn mắt kính. Mãn kiếp rắn thì sinh vào nhân gian, có thị lực yếu kém, là do phải thọ dư báo của ác nghiệp xa xưa. Riêng sư phụ sư mẫu anh trải qua bao kiếp luân hồi cũng đầu thai vào nhân gian, do nghiệp lực chiêu dẫn, nghịch duyên xui họ tìm tới nhau. Anh đệ tử quá khứ kiếp này sinh làm con ruột, nhưng oán hận xa xưa vẫn còn mới khiến cha con đối nghịch nhau như kẻ đại thù ngay trong đời hiện tại. Con cái thối hễ đánh lộn là cứ nhè mặt người mà đánh, khiến họ bị thương mất là tập khí ác mấy kiếp trước anh đệ tử còn mang theo qua đến đời này. Nếu hiện đời không biết ăn năn sám hối, cùng nhau hóa giải oán hận, thì kiếp sau hai cha con sẽ gặp lại trong cõi súc sinh và cùng ăn nuốt lẫn nhau. Khi đó có muốn mang thân người lại cũng là chuyện vạn kiếp khó được. Tiêu Tiếu nghe xong thì rất tin, không chút nghi ngờ.
vội hướng tôi tha thiết hỏi cách làm sao để diệt tội. Tôi đáp: hiện nay con đã là phận con, lại dám cùng phụ thân gây cãi đánh mắng tay đôi, con phát thệ lớn lên sẽ báo thù, thêm tật bướng lì không nghe lời mẹ khuyên, như vậy là phạm tội bất hiếu ngỗ nghịch với cha mẹ. Nếu chẳng mau sám hối thì ngay trong đời này sẽ thọ khổ vô tận, rồi tương lai sau khi chết đi sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Tiêu Tiểu nói: con đã biết lỗi rồi, giờ phải sám hối như thế nào? Tôi quay qua chỉ vào phụ thân cháu bảo: đây là phụ thân, người sinh dưỡng ra con hiện đang ở trước mặt. Nếu con muốn bày tỏ tâm ý chân thành sám hối thì hãy tự nghĩ xem mình phải làm sao và nói như thế nào để cầu xin cha tha thứ cho. Tiêu Tiểu thưa: con sẽ quỳ xuống xin lỗi. Tôi bảo: thế thì còn đợi gì nữa mà không làm ngay? Tiêu Tiểu thật ngoan, cháu lập tức quỳ xuống trước mặt cha và thưa: cha ơi, do trước đây con không hiểu chuyện nên mới đánh cãi với cha, làm cha giận. Con biết mình sai rồi, cầu xin cha hãy tha thứ cho con. Từ nay trở đi, con nguyện làm đứa con hiếu thuận vâng lời. Những người có mặt tại đó đều bị lòng thành của thằng bé làm cho cảm động, thảy đều vỗ tay khích lệ. Nhưng người cha chẳng thèm nói năng chi, mặt lộ vẻ không thoải mái. Rất dễ hiểu, oán hận trong lòng ông chưa thể tiêu tan. Thấy vậy, tôi liền bảo Tiêu Tiếu và mọi người. Tiêu Tiếu đã nhận ra lỗi, thành tâm sám hối giữa chúng, nên không tội nào mà không tiêu. Từ nay về sau, chỉ cần cháu chân thành sửa lỗi, không ôm lòng hận cha nữa, thì mối oan nợ với cha xem như ngay đây được xóa sạch. Từ rầy phải phụ giúp những gì mẹ làm không kịp, lo chăm chỉ học tập, không được đánh chúng bạn nữa. Nếu bị người đánh mắng thì phải biết tự kềm chế, không được tung đòn, vì đó là ác nghiệp quen tạo trong kiếp xưa còn mang theo đến giờ. Từ nay về sau, sáng hoặc tối, nên tranh thủ những lúc rảnh, rót một ly nước cúng trước Phật, quy tụng từ 7 đến 21 biến chú Đại Bi. Trước khi đi ngủ, hãy dùng nước này rửa mắt, thì lực sẽ dần chuyển tốt. Đương nhiên là phải ăn chay, thì tụng chú Đại Bi mới được gia trì, không chướng ngại. Từ nay về sau, hàng ngày phải tụng từ 7 đến 21 biến chú Đại Bi, thì con sẽ ngày càng thông minh, có tương lai tốt. Còn nữa, con phải thường phóng sinh để sau này thân thể khang kiện, chẳng bệnh nặng mà còn được trường thọ. Con chỉ cần tu hành cho tốt, đợi khi tội nghiệp đời này tiêu tan, tương lai sẽ được vãng sinh thế giới cực lạc. Ta nói vậy, con có tin chăng? Tiêu Tiểu thưa: dạ tin. Lúc này Tiêu Tiếu vẫn còn quỳ trước mặt cha. Tôi bảo cha hắn: vừa rồi tôi đã kể chuyện nhân duyên kiếp trước cho ông nghe. Do ông truyền dạy võ độc cho đồ đệ nên hắn mới tạo ra lắm tội. Còn chuyện hắn khai ra tên sư phụ là do bị nhục hình bức cung. Bản thân ông chẳng những không biết sám hối, ngược lại còn ra tay hạ độc giết chết đệ tử. Thù ấy hận này, nếu đổi lại là ông có oán hận hay không? Đời này nhờ vợ ông mộ đạo thành tâm, gieo duyên sâu với Phật, cũng nhờ Phật lực gia trì mà ông mới có cơ hội biết rõ nhân duyên tốt nghiệp ân oán kiếp xưa của mình. Thế mà ông không biết cảm tạ ân Phật và hiền thê, ngược lại còn đối với đứa con đang thành tâm quỳ trước ông tạ lỗi kia không chút mềm lòng. Hiện tại con ông tội nghiệp đã tiêu, phần ông nếu không biết sám hối ăn năn những tội lỗi mình đã làm thì tôi vẫn có thể cho phép con ông đứng dậy. Từ nay về sau, đến lúc nghiệp báo ông trổ thì đừng có hối. Lúc này người cha đã nghe và hiểu minh bạch, mặc dù không muốn, song ông vẫn ráng nói một câu: ba cũng có chỗ không đúng. Rồi đưa tay đỡ con đứng dậy. Thấy cảnh này, mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Hôm sau, bà Lê gọi điện tới mừng rỡ kể lể: vừa lên quả xa thì hai cha con đã chịu ngồi chung bên nhau, câu chuyện đời trước và tập quán đời này trở thành đầu đề bàn luận cười vui của cả nhà. Nghe vậy tôi cũng mừng cho họ. Vừa rồi có vị cư sĩ mách tôi: Tiêu Tiếu đã thi đậu trung học, thành tích đứng hạng nhì toàn trường, em cũng không còn đánh bạn, quan hệ hai cha con đã chuyển tốt. Tôi nghe xong cảm thấy rất an ủi, thầm tạ ơn Phật Pháp đã cứu độ vô lượng tín chúng, lìa khổ được vui. Trong sám văn nói: tập khí xấu đời này không đoạn, kiếp sau sẽ càng tăng, là có thực không dối. Phàm là đệ tử Phật
thì phải nỗ lực hành trì cho thấu đáo, nghĩa là danh hiệu Phật cần niệm vang vang nơi miệng, thầm thầm nơi tâm. Như vậy, bao nghịch duyên thâm tình sẽ được ân tăng oán diệt, đời sau không còn khổ não ở ta bà. Sám văn: chư Phật, thánh nhân sở dĩ ra khỏi sinh tử là nhờ công tích thiện nên được quả giải thoát vô ngại tự tại. Chúng con ngày nay chưa lìa khỏi sinh tử đã rất đáng thương, sao còn ham trụ trong đời ác này nữa? Nay còn may được ngũ phước thịnh, tứ đại chưa suy, có thể tới lui thông thả, cử động tự do. Thế mà không nỗ lực tu hành tham dự bái sám, còn đợi đến bao giờ? Đời trước đã không thấy đạo, đời này cũng để qua suông không chứng ngộ gì, đời sau làm thế nào độ chúng sinh? Tự kiểm càng thấy đau lòng. Một khi mất thân người, vạn kiếp khó mang lại, vậy rất bi thảm đáng thương. Ngày nay đại chúng cần nỗ lực siêng tu, không nên nói phải có tinh chứng ngộ gì mới chịu tu, bởi đường tu lâu dài không thể trong một sớm mà làm xong. Nếu cứ để ngày tháng trôi xuôi, biết bao giờ mới tu thành? Giải thích: chúng ta đời này cần chịu khó siêng tu ra khỏi tam giới, thành tựu Phật đạo. Hãy xem chữ đạo phía trên có hai điểm, chính là chữ người, nhân, đảo ngược, hàm ý rằng muốn tu thì cần phải làm người lội ngược dòng, đi ngược lại thế nhân. Vì sao phải hành ngược lại? Bởi phải vượt thoát tam giới mới thành thánh nhân. Ngài Tuyên Hóa dạy, muốn xuất ly tam giới thì phải tu, tu thì phải làm ngược lại thế nhân, nghĩa là làm người đảo ngược mới là diệu pháp xuất tam giới, mới có thể mở ra cánh cửa liễu sinh thoát tử. Đây là chân lý trong vũ trụ. Ví như mọi người đều tham tài sắc danh lợi, riêng bạn không tham, lại còn làm việc lợi ích cho chúng sinh, thế thì nhân sinh quan của bạn không giống người bình thường. Không đồng ắt là dị, ý tưởng quá khác. Người có ý nghĩ khác lạ này, tam giới trói y chẳng nổi, vì y đã mở được cánh cửa giải thoát. Thí như kẻ chỉ biết đấu đá tranh giành, sống tư lợi ích kỷ, toàn làm tổn người lợi mình, thì sẽ bị giam hãm trong bốn bức tường lao ngục. Nhưng một khi phạm nhân đã quyết tâm cải tà quy chánh, chịu lập công, bồi đức, thì cánh cửa nhà giam sẽ mở ra cho y. Đây gọi là dị tưởng thiên khai. Từ ngữ này chính là Bồ Tát điểm hóa chúng ta. Ngôn hành chúng ta nếu siêu xuất phi phàm thì ắt phải nhập vào dòng thánh, cho nên mới có từ siêu phàm nhập thánh. Lại có câu: người không vì mình trời tru đất diệt. Ý câu này là nếu người không mưu đồ lợi ích cho mình thì trời và đất đều không còn tồn tại. Chữ tru là chết, tử tức thành không, diệt cũng thành không. Đã siêu xuất ra ngoài tam giới thì trời và đất chẳng quản nổi bạn. Thiên vương tam giới, Diêm La Vương, vân vân cũng quản chẳng nổi người siêu phàm, nên bạn tự nhiên được tự tại vô ngại. Vô vạn nhân nơi đạo sinh, người đắc đạo tự thông linh, triệt ngộ thể bản lai, một thông tất cả thông. Bốn câu này là của Ngài Tuyên Hóa dạy. Trong đây nói vạn vật nhân nơi đạo. Chữ đạo này là từ ngữ trong thiên đạo, nhân đạo, súc đạo, ngạ quỷ, địa ngục đạo, là tùy tâm sở hiện. Thông linh là chỉ người tu hành đắc đạo, thông suốt tất cả vô ngại. Thứ bậc của thông có nhiều tầng lớp, bao gồm đạo thông, thần thông, y thông, báo thông, yêu thông. Thông linh mà Ngài Tuyên Hóa đề cập chính là người ngộ đạo rồi thông tất cả vô ngại. Đạo thông có diệu dụng vô biên, đây là tối cứu cánh. Chỉ bậc thánh nhân ngộ đạo chứng quả mới đạt đến cảnh giới này. Thần thông là do tu định mà được, có thiên nhãn thấy khắp, thiên nhĩ nghe khắp, thấu rõ tâm người, tha tâm chiếu kiến, túc mệnh thông đạt, thần túc vô ngại. Ngoài trừ bậc thánh có thần thông không bị mất đi, thì thần thông phàm phu có thể do tâm tham, sân, si, khởi hừng thịnh mà bị mất đi định lực và thần thông. Thời Phật, Đề Bà Đạt Đa nhờ thập lực ca diếp dạy ông tu đắc sơ thiền và phát thần thông rồi, thì ông bắt đầu tự kiêu ngông cuồng, nói lời bội ân vong nghĩa: nhờ ta ngày đêm tinh tấn
nên mới đắc thiền. Có định lực đệ nhất là do ta, chẳng liên can gì đến thập lực ca diếp. Kết quả, ông vừa nói xong, thần thông bị mất hết. Phá Tăng Sự quyển 13. Y thông, tức là y theo, giữa pháp thuật và thông của ngoại lực như một số đảng phái đạo gia Trung Quốc học phù chú. Ngoài ra các dạng ông bà đồng, chẳng hạn mấy năm trước xuất hiện các vị sư khí công như Trương Hương Ngọc vân vân, chính là nương quỷ thần gá dựa mà làm ra những việc kỳ dị. Nhưng khi quỷ thần rời đi thì cái gì cũng không linh. Bảo thông là người sinh ra đã có khả năng đặc biệt. Thần thông này là do phúc báo mà có, như các khả năng biến hóa của Thiên Long Bát Bộ cho đến thân trung ấm có thể tới lui qua lại di chuyển vô ngại. Trong nhân đạo cũng có một số người sở hữu báo thông. Họ sinh ra đã có khả năng đặc biệt siêu nhiên là do kiếp trước họ có tu nên chiêu cảm quả báo này. Nhưng báo thông vẫn không phải là cứu cánh. Họ cũng rất dễ ngộ nhận đưa ra kết luận sai lầm do quán sát không thấu đáo. Chẳng hạn như trong Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ kể, có một đồ tể thấy được nhiều đời sau, nhưng lại khởi kiến giải sai lầm cho rằng sát sinh sẽ được sinh thiên, bèn yêu cầu khắp nơi giết dê để tích lũy phúc báo. Cho nên, người tu hành nhất định phải minh lý, chẳng nên lỗ mãn bất minh quả báo. Cho dù có thần thông chân chính, cũng không được chấp trước. Tôn giả Mục Liên là bậc đại A-La-Hán có thần thông đệ nhất, cũng từng có lúc nói sai. Cho nên mặc dù có thể dùng thần thông độ người, nhưng người tu nhất quyết không được chấp vào thần thông. Yêu thông là chỉ hồ ly lâu năm biến hóa, cây đá thành tinh biến thành, thần thức gái dựa người, thông minh kỳ dị, vân vân. Những tình huống này rất thường thấy. Trong dân gian Trung Quốc thường hay thờ cúng ngũ đại tiên là hồ ly, chồn, nhím, rắn, chuột. Do các loài này trong tĩnh lặng phát sinh một số năng lực phi thường, nên có thể gá nhập vào đồng cô bóng cậu, nói ra vài tiên đoán lành dữ họa phước cho phàm nhân. Trong số yêu thông này có thiện lẫn ác. Thiện thì giúp người giải quyết một số bệnh tật tai ương, nhưng nếu gặp người tu hành hoặc bàn đến đại sự thì không linh. Loại ác thì ham mê tài vật mỹ sắc, thường gây vạ cho nhân gian. Người ta thường gọi là hồ ly tinh, xà tinh hại người, đều thuộc dạng này. Thần y Trung Quốc Lý Thời Trân, sinh năm 1518, từng viết quyển Bổn Thảo Cương Mục, liệt kê tổng cộng có 1892 loại dược thảo, tả rõ tỉ mỉ công năng từng loại. Tôi nghĩ chính nhờ ông có thể cùng thảo mộc giao lưu nên mới thông hiểu được. Do ông muốn cứu tử hộ sinh, làm lợi cho mọi người, nên thần thảo mộc đã tình nguyện cùng ông giao lưu. Bởi thần gá dựa thảo mộc, nếu giúp giải trừ bệnh khổ cho người thì đây là công đức của thần. Khi thảo mộc chết rồi, thần cũng được chuyển sinh thiện đạo. Còn những vị khai ngộ chứng quả thì trên ắt thông Phật, Bồ Tát, dưới thông khắp quỷ thần, triệt ngộ thấu suốt bản thể, nên gọi một thông tất cả thông. Nếu như thể ngộ tâm tính chúng ta cùng Phật đồng nhau, đấy là hoạch đắc đại trí huệ, một thông thì tất cả minh bạch hết. Chư Phật Bồ Tát thấu đạt đến tận cùng là vì muốn chúng ta thắp hương thờ phụng lễ cúng ư? Không phải vậy. Nếu cho rằng hễ ai thắp hương lễ lạy cúng dường thì chư Phật Bồ Tát sẽ che chở ban vinh hoa phú quý cho xuất ly tam giới, còn ai không cúng dường lễ lạy thì không được ban phúc. Nếu nghĩ vậy thì chẳng phải Phật Bồ Tát cũng giống như tham quan ư? Như trên đã giảng, quỷ thần thường nương theo người tu hành trì giới lập tu, bái Phật niệm kinh theo, nhờ vậy mà được lợi ích. Cho nên khi ta thắp hương lễ Phật cúng dường, không những biểu thị lòng cung kính đối với Phật mà còn có thể khởi tác dụng giáo hóa, độ những chúng sinh mà mắt phàm không thể nhìn thấy. Hễ bạn trì giới càng tinh nghiêm, lễ Phật càng tinh tấn thì hiệu năng hóa độ chúng càng nhiều, tất nhiên là có công đức vô lượng, tội cũng diệt vô lượng. Chữ đạo có một nét ngang, phía dưới là chữ tự, ngụ ý bảo chúng ta rằng phải nương vào chính mình, đi cho tốt con đường nhân sinh. Vì vậy mà cuối cùng hoàn thành chữ đạo chính là chữ tẩu thuộc bộ sước, có nghĩa là đi. Chỉ có đi, tự thân thể nghiệm thực hành,
mới có thể được chư Phật, Bồ Tát gia trì và chứng minh. Nếu chúng ta chẳng chịu bước đi, tu hành, thì những nghiệp sát, sinh, dâm, vọng ta đã tạo sẽ tích tụ thành cái ô che phủ trên đầu ta. Chúng tích tụ mỗi lúc càng lớn, làm ngăn cản ánh Phật quang phổ chiếu khắp nhân gian, khiến chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng quang minh và không có trí huệ. Đây gọi là bị vô minh che huệ. Vô minh giống như bệnh đục thủy tinh thể, ngăn cản ánh sáng vốn có, khiến người mù không nhìn thấy gì, thật rất đáng thương. Khi nào có vị thần y đến chữa mắt miễn phí, mổ trừ bệnh đục nhân mắt cho, giúp bạn hồi phục ánh sáng vốn có. Ánh sáng tức là giác ngộ, là thành Phật miễn phí, là công đức đoạn ác tu thiện. Danh y là Phật Pháp. Quá trình mổ trừ bệnh mắt là quá trình tu hành, từ bỏ tham sân si, tu giới định huệ. Quá trình này rất gian nan thống khổ, thậm chí khó thể chịu nổi. Tôi đã phí biết bao bút mực để giải một chữ đạo, chính là muốn nhấn mạnh người học Phật cần phải hành những điều khó hành, nhẫn những điều khó nhẫn, chịu nhọc thay người để thành nhân chi mỹ. Thấy tất cả đều là Bồ Tát, mình là phàm phu, đây chính là làm người đảo ngược. Chỉ kẻ hành ngược với thế gian kiểu này mới có thể đạt đạo. Đây chính là điểm huyền diệu của Phật Pháp, cũng là chỗ khó tin khó hành. Có thể tin và thực hành thì mới có thể đạt đạo. Người đắc đạo tức có trí huệ, đắc ngũ nhãn lục thông. Nếu đã xả được, rũ bỏ được mọi hưởng thụ hoang lạc ngắn ngủi hư ảo nhân gian, ắt có thể đắc được trí huệ Phật Bồ Tát. Hễ vô minh tiêu tan thì tự nhiên trí huệ hiện. Nếu không tu như thế mà muốn đạt đạo thì còn khó hơn lên trời. Mà hễ đắc đạo thì được đa hỗ trợ, còn thất đạo thì bị cô trợ. Nghĩa là người đắc đạo không những được chư Phật, Bồ Tát chúc phúc, mà ngay cả quỷ thần cũng xúm vào hỗ trợ người đắc đạo. Cho nên người đắc đạo kêu trời, trời đáp, gọi đất, đất linh. Đây chẳng phải là điều mê tín chi. Phật, Bồ Tát đều dùng đại trí huệ, lực thần thông mà giáo hóa chúng sinh. Nếu phàm phu khéo đoạn dục khử ái, tu tinh tấn để minh tâm kiến tính, thì cuối cùng sẽ có một ngày tự hồi phục đủ thần thông trí huệ vốn có của mình. Lúc đó bạn sẽ kinh ngạc thốt rằng: chà, thế giới xưa nay vốn đã như vậy. Tâm phàm phu giống như mặt gương dính đầy bụi dơ, gì cũng không thể chiếu hiện. Người bắt đầu chùi bụi dơ thì chỉ cần làm bền bỉ, bất kể gương bị bụi bẩn bám dày đến đâu cũng sẽ được sạch và sáng trở lại, đến mức có thể chiếu soi cho mình lẫn người. Tôi nói gương tức là tâm. Nhưng ai không chịu lau chùi tâm để cho tham, sân, si, mạn, nghi che lấp thì đương nhiên không thể có thần thông, nên họ không thể chiếu sáng mình, cũng không thể chiếu soi cho người. Vì vậy tạm thời người không có thần thông chẳng nên vì thấy người khác có thần thông mà tật đố phỉ báng, làm thế chỉ khiến bạn đọa vào địa ngục thôi. Chỉ cần mau mau tu, lo tịnh hóa thân, khẩu ý và sửa mình cho ráo riết, rồi có ngày bạn sẽ minh bạch hết. Chúng sinh nếu không y theo lời Phật dạy tu hành thì không thể thoát tam giới, nên phải y theo pháp Phật mà tinh tấn tu, như cứu lửa cháy đầu, gấp rút dốc hết toàn lực, tha thiết hành trì. Nếu không như vậy là để đời mình trôi qua uổng phí vô ích. Sám văn: ngày nay đại chúng nhiếp tâm suy nghĩ cho kỹ. Đã sinh lòng tin rồi thì nên giữ ý thanh tịnh, lấy đó làm nẻo quy hướng. Đối với các pháp chớ để chướng ngại. Nếu bất minh bản thể, tự mình không thể làm việc phước thiện, thì khi thấy người làm thiện nên chắp tay khuyến khích, tán thán công đức, đừng sinh tâm cản trở khiến người nản chí. Nếu người không thối tâm vẫn cứ tinh tấn thì người không tổn giảm gì, chỉ có mình bị tổn phước do phí công gây chuyện, đâu có ích gì cho bản thân. Nếu đời này mình gây trở ngại cho người thì đời sau khó thông đạt được Phật đạo. Theo đó mà suy, tổn hại này rất nặng, vì ngăn trở thiện căn của người là tội rất lớn. Giải thích: trong kinh Lăng Già, Phật bảo A Nan: nhiếp tâm là giới, nhân giới sinh định, nhân định phát huệ. Đây gọi là tam vô lậu học. Vì vậy, đối người tu hành chân chính
cần làm chủ tâm mình, khiến tâm luôn bảo trì chánh niệm. Nếu tâm chạy lệch, phải kéo về chính niệm ngay. Nếu giữ được tâm không lăng xăng tà vậy, ắt là không tạo nghiệp. Pháp môn tu hành tuy có vô số, nhưng chỉ cần làm chủ mình, quản tâm không hướng ác, bảo trì chính niệm, tạo thập thiện nghiệp, thì tu pháp gì cũng đúng. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng tu ngoài miệng mà tâm không tu, nghĩa là tuy miệng có niệm Phật, trì chú, tụng kinh, mà không lưu ý điều tâm ly ác hướng thiện, bội trần hiệp giác, thì cho dù có tu pháp gì cũng vẫn là sai. Vì đây gọi là ngoài tâm cầu pháp, nên muốn thành tựu thì không có lý đó. Trong Phật môn có câu: tâm chánh tu tà pháp, tà cũng biến thành chánh. Tâm tà tu chánh pháp, chánh cũng biến thành tà. Lục độ vạn hạnh, chứ lục độ nằm ở trước, hàm nghĩa đây là nền tảng căn bản mà người tu cần phải hành trì cho được. Chứ vạn hạnh nằm ở phía sau, là ý nói khéo nghiêm trì lục độ thì tu pháp gì cũng đều được. Đương nhiên chúng ta cũng không thể chỉ chú trọng tạo phúc điền, bố thí, phóng sinh, in kinh, vân vân, mà cần phải nghiêm trì giới luật, dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, tự thanh tịnh tâm ý. Có nhà phê bình, đó là ngoài tâm cầu pháp không thể thành tựu. Bởi căn cơ người ta có lanh có khờ, còn tùy thuộc thời cơ. Ngoài tâm cầu pháp cũng là con đường tắt của đa số người tu. Ngoài tâm cầu pháp, chung quy cũng là niệm Phật tụng kinh, nhất định sẽ được Phật từ bi gia trì. Đến một khi nào đó, do nhờ thiện tri thức khai thị, hoặc nhìn thấy một đoạn kinh hay lúc đã tọa, hoặc trong mộng được chư Bồ Tát điểm hóa, bấy giờ họ có thể đột nhiên minh bạch lý đạo, quy hướng chánh đạo. Xin quý vị hãy an tâm, Phật, Bồ Tát xem chúng sinh như con, không từ bỏ một chúng sinh nào. Các ngài luôn có đủ phương tiện để tiếp dẫn hóa độ, quan trọng là chúng ta có tiếp nhận sự giáo hóa chăng. Nếu có thể y theo giáo pháp ngài dạy mà tu, thì chuyện khai ngộ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sám văn. Kinh Hộ Khẩu ghi: có một ngạ quỷ thân hình xấu ác, nhìn là nổi ốc, ai cũng kinh sợ, thân phát lửa dữ, miệng đầy sâu dòi lúc nhúc, cả thân đầy máu mủ tanh hôi, mùi thối bay nồng, không ai dám đến gần. Miệng khạc ra lửa, thân bị lửa đốt, cất tiếng kêu khóc, trảo chạy cùng khắp. Lúc đó, ngài Mãn Túc La Hán hỏi ngạ quỷ: xưa kia ngươi tạo tội gì mà nay phải chịu khổ như thế? Ngạ quỷ đáp: kiếp xưa tôi từng làm sa môn, chẳng giữ oai nghi, nói năng thô ác, sống tham lam, kêu sang không biết cho ra. Hễ thấy người giữ giới tinh tấn thì mắng nhiếc, mạ nhục, ác kiến liếc huých, còn ý mình giàu mạnh, cho là sống lâu không chết nên tạo ra vô lượng tội ác. Bây giờ nhớ lại con hôi cũng chẳng thể cứu chuộc lỗi lầm xưa. Vì vậy, thà là cam tâm chịu khổ, tự cầm dao bén cắt lưỡi mình kiếp này sang kiếp khác, chứ tuyệt đối không nên thốt lời phỉ báng việc lành của người. Mong ngài trở về cõi ta bà, kể lại quả báo và tình trạng ghê khiếp của tôi, để răn dạy chư tu sĩ và các Phật tử, cảnh báo họ phải cẩn thận giữ khẩu đức, chứ tùy tiện buông lời nói ác. Dù thấy người giữ giới hay không, cũng chỉ nên nói đức tốt của người. Tôi làm quỷ đói đã mấy ngàn kiếp, ngày đêm chịu đủ đau khổ, thọ hết quả báo này thì phải vào địa ngục. Ngạ quỷ nói xong thì bật khóc to, ngã nhào xuống đất như Thái Sơn đổ. Giải thích: đoạn văn tả ngạ quỷ này là cảnh báo cho người chẳng nghiêm trì giới luật, chẳng giữ oai nghi, không gìn khẩu đức, mạ nhục người trì giới. Ngạ quỷ hướng vị La Hán sám hối, cúng diệt vô lượng tội nghiệp, có thể giúp y thoát khỏi biển khổ. Sở dĩ La Hán đến độ ngạ quỷ là nhờ lúc ngạ quỷ làm sa môn từng có niệm Phật tụng kinh, Phật tuyệt đối chẳng bỏ rơi một chúng sinh nào. Sám văn. Ngày nay đại chúng nghe kinh dạy như vậy rất là đáng sợ. Chỉ vì lỗi của miệng mà mang tội nhiều kiếp, huống chi là còn bao nhiêu tội ác khác nữa. Xả thân thọ thân không ngừng chịu khổ đều do nghiệp ác của mình đã tạo. Nếu không gây nhân thì đâu phải chịu quả, đã gieo nhân quyết định phải gặt quả.
chưa từng thấy ai tu hành buông lung, lười biếng mà được giải thoát. Trái lại, người hay tinh tấn, cẩn trọng tu hành, được phước đức vô lượng. Đại chúng nên biết hổ thẹn, tịnh hóa thân tâm, sám hối lỗi cũ. Tội xưa hết rồi, không gây thêm tội mới nữa thì được chư Phật khen ngợi. Từ nay trở đi, nếu thấy người làm thiện, chứ bàn tán phê bình thành bại, lâu mau, dù họ chỉ làm lành trong một niệm, một giờ, một khắc, một ngày, một tháng, nửa năm hay một năm thì vẫn tốt hơn là không làm. Vì vậy, Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có người tâm tán loạn vào trong tháp miếu, niệm một câu Nam Mô Phật, thảy đều thành Phật đạo. Huống chi là người phát tâm rộng lớn, siêng năng tu phước thiện, mà ta không tùy hỷ thì rất đáng thương. Chúng con từ vô thỉ đến nay, ắt đã có vô lượng ác tâm cản trở việc lành tốt đẹp của người. Vì sao mà biết? Bởi nếu không như vậy, thì cớ sao ngày nay bao việc lành của chúng con đa phần đều gặp khó khăn? Tự thân không giỏi, tu thiền định, trí huệ, hễ vừa lễ bái chút ít đã than khổ, vừa cầm đến kinh liền sinh nhàm chán, cả ngày toàn tạo nghiệp ác, khiến không thể giải thoát. Giải thích: chỉ một tội không giữ miệng, chiêu nhiều ác báo đáng sợ như thế, huống chi là tạo nhiều tội khác nữa. Đã hiểu điều này rồi, mỗi người chúng ta cần sinh tâm hổ thẹn ăn năn. Trên thế giới hiện nay, vật dục bành trướng, vì mưu lợi, người ta không từ thủ đoạn chi, thậm chí giết người cướp của, tạo ác đủ dạng, đủ kiểu. Chúng ta thấy báo chí truyền hình đưa tin dẫy đầy, nếu gặp người bố thí phóng sinh, in kinh tặng người, thậm chí khởi một niệm làm lợi cho đại chúng, thì ta phải tán thán tùy hỷ, tuyệt không được dèm chê hay bình luận thị phi. Phật nói, niệm một câu Nam Mô Phật là đã kết duyên cùng Phật, cuối cùng cũng sẽ tu thành Phật, huống nữa là tạo nhiều thiện hạnh. Người có trí huệ phải mau sớm hồi đầu, hễ có thời gian thuận tiện thì chịu khó lễ bái tụng kinh cho nhiều vào, thậm chí có đã tọa tĩnh tâm cũng đừng sinh chán mệt. Phải biết rõ, chịu khổ chính là dứt khổ, vì khổ tận. Con lừa. Mùa thu năm Mậu Ngọ, đời vua Khang Hy triều Thanh, gia đình Trương Nguyên ngụ ở Bắc Kinh có mua về một con lừa. Tính nó rất hung hăng, không những ưa đá mà còn cắn người nữa. Chỉ có ba cha con Trương Nguyên là cưỡi được nó thôi. Mỗi khi họ cưỡi, nó tỏ vẻ rất ngoan hiền, thuần phục. Nhưng một lần, có vị họ Dương đến mượn con lừa kia cưỡi thử. Thật quái lạ, con lừa ngoan ngoãn để cho ông Dương cưỡi đi. Tối đến, ông Dương nằm mộng, thấy người mặc áo đen nói: tôi là con lừa trong nhà Trương Nguyên. Đời trước tôi vay ông 300 đồng mà không trả, nên kiếp này phải bồi thường cho ông. Hôm qua ông cưỡi tôi đi 280 dặm, sáng mai xin ông hãy cưỡi tôi 20 dặm nữa. Như vậy số nợ tôi thiếu ông xem như được trả xong. Ông Dương hỏi: vậy người thiếu Trương gia bao nhiêu tiền? Người áo đen mặt lộ vẻ buồn rầu nói: nhiều, nhiều lắm, kể không hết. Ông Dương sau khi thức giấc tìm đến Trương gia mượn con lừa. Đi một đoạn dài thì con lừa bỗng nhảy lên hất ông té ngã, tên 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 hất ông té ngã. Quý vị đang nghe câu chuyện Phật giáo Người Thợ Dệt. Lúc ấy, Phật ở gần thành Xá Vệ, trong vườn Kỳ Thọ cấp Cô Độc. Trong thành có một người thợ dệt tên là Tu Ma, nhà rất nghèo túng, chỉ chuyên dệt thuê cho người khác lấy tiền công. Người ấy làm bữa nào ăn bữa nấy, chẳng dành dụm gì được, bèn tự nghĩ rằng: ngày trước chắc ta không làm việc bố thí, nay mới bần cùng khốn khó thế này. Nếu giờ đây cũng không biết bố thí, làm việc lành tạo phước về sau, chắc rồi cũng không khỏi sự nghèo khổ bần cùng mãi mãi. Này có Đức Thế Tôn tại thế, ta nên cố gắng cúng dường cho Ngài ít nhiều để tạo chút phước đức về sau. Nghĩ như vậy rồi, một hôm nhân dệt vải cho ông trưởng giả kia được một mảnh vải thừa,
Trên đường mang về nhà thì gặp Phật với chư tỳ kheo đang đi khất thực trong thành. Ông liền đến trước Phật lễ bái, phát tâm cúng dường mảnh vải ấy. Phật thấy người thợ dệt nghèo ấy phát tâm cúng dường một mảnh vải thì liền đưa chỗ rách lên tấm y của ngài ra. Khi ấy, do thần lực của Phật, tấm vải bỗng nhiên bay đến đắp vào chỗ rách, làm cho tấm y lành lặn như mới. Người thợ dệt thấy Phật hiện phép thần biến nhiệm màu như vậy thì sanh lòng kính ngưỡng, tin sâu Tam Bảo. Ông liền chí thành lễ Phật rồi đọc một bài kệ để tỏ bày tâm nguyện lớn lao của mình. Kệ rằng, của cúng dường tuy ít, gieo vào ruộng phước lớn, nay cúng dường Thế Tôn, nguyện sau này thành Phật, độ hết thảy chúng sanh, số lượng nhiều vô kể, Thế Tôn oai đức lớn, xin chứng tri việc này. Khi ấy, Phật liền đọc kệ đáp lại rằng, ông nay cúng dường ta, lòng thành kính bố thí, ngày sau sẽ thành Phật, danh hiệu là Thập Viên, mười phương đều nghe biết, độ vô số chúng sanh. Người thợ dệt phát nguyện rồi, Đức Phật liền mỉm cười, từ nơi trán giữa hai hàng lông mày phóng ra một đạo hào quang năm sắc bay quanh Phật ba vòng rồi lại theo chỗ trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng, Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ, nay vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho chúng con được biết. Phật nói, A Nan, ông có nhìn thấy người thợ dệt nghèo tên Tu Ma đây phát tâm cúng dường mảnh vải cho ta, rồi phát lời nguyện lớn sẽ thành Phật chăng? A Nan thưa, bạch Thế Tôn, con đã thấy. Phật dạy, ông Tu Ma đây cúng dường ta một mảnh vải, về sau sẽ thành Phật, hiệu là Thập Viên, hóa độ chúng sanh nhiều vô số, vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thảy đều vui mừng tin nhận. Câu chuyện người bệnh nặng. Lúc ấy, Phật ở gần thành Xá Vệ cùng với chư tỳ kheo trong vườn kỳ thọ cấp cô độc. Tại thành Xá Vệ có một ông trưởng giả tên là Bà Trị Gia, giàu có nhưng tâm địa cực ác, thường chẳng thân thiện gần gũi với ai. Tuy vậy, ông lại có lòng kính ngưỡng phụng sự sáu thầy ngoại đạo. Ngày kia ông mắc bệnh trầm trọng, không có ai chăm sóc thuốc thang, mạng sống rất nguy kịch. Ông liền tự nghĩ rằng, ta này thọ bệnh, khốn khổ cùng cực như thế này, nếu ai có thể cứu được mạng sống của ta, ta sẽ trọn đời hầu hạ phụng sự người ấy. Ông lại nghĩ tiếp rằng, chỉ có Phật Thế Tôn mới có thể cứu được mạng ta mà thôi. Nghĩ như vậy rồi, liền sanh lòng khát ngưỡng, mong mỏi được thấy Phật. Đức Phật thường lấy tâm đại bi ngày đêm quan sát hết thảy chúng sanh, thấy biết những ai đang gặp khổ não thì Ngài hiện đến tùy duyên cứu giúp, thuyết pháp cho nghe khiến được hoan hỷ thân tâm. Nếu đang đọa trong nẻo ác cũng khiến cho lìa khỏi đó mà sinh vào chốn trời người được thành đạo quả. Khi ấy Phật nhìn thấy ông trưởng giả đang khốn khổ vì bệnh tật, không có ai chăm sóc nuôi dưỡng, Ngài liền phóng hào quang chiếu đến nơi thân người bệnh, khiến cho thân thể được khoan khoái mát mẻ, tâm liền tỉnh ngộ, vui mừng khôn xiết. Ông trưởng giả Bà Trị Gia khi ấy liền phủ phục lễ bái quy vọng về hướng Phật. Lúc đó, Đức Thế Tôn biết rằng thiện căn của Bà Trị Gia đã thành thục, có thể được giáo hóa, Ngài liền hiện đến nơi nhà ông trưởng giả này. Khi ấy, ông liền vùng dậy, chắp tay cung kính đón Đức Phật lên chỗ ngồi. Đức Phật hỏi Bà Trị Gia, ông nay chịu bệnh khổ, có biết ở nơi đâu không? Ông đáp rằng, con nay chịu khổ não ở cả nơi thân và tâm. Đức Phật liền nghĩ, ta từ nhiều kiếp đến nay, từng tu hạnh từ bi, nguyện trị lành tất cả bệnh khổ nơi thân và tâm của chúng sanh. Bây giờ, Đế Thích biết được ý nghĩ của Phật, liền bay đến Hương Sơn, lấy loại cỏ thuốc tên là Bạch Nhũ, mang về dâng lên cho Phật. Phật nhận cỏ thuốc, rồi trao cho Bà Trị Gia, bảo uống hết vào. Bệnh liền được khỏi, thân tâm khoái lạc.
Ông này đối với Phật sanh lòng tin phục gấp bội phần, liền vì Phật và chư tỳ kheo tăng mà chuẩn bị các món ăn ngon lạ để cúng dường. Xong lại dùng một chiếc áo tốt rất đẹp đẽ, giá trị 5.000 lượng vàng mà dâng cúng. Ông lại phát nguyện lớn rằng, nhờ công đức cúng dường Phật và chư tỳ kheo tăng, nguyện cho tôi về sau cũng trị được các bệnh khổ nơi thân và tâm của tất cả chúng sanh, làm cho được an lạc giống như ngày nay Thế Tôn đã trị dứt bệnh khổ nơi thân và tâm của tôi, làm cho được an lạc. Khi ông phát nguyện như vậy rồi, Đức Phật liền mỉm cười, từ nơi trán giữa hai hàng lông mày phóng ra một đạo hào quang năm sắc bay quanh Phật ba vòng, rồi lại theo chỗ trên trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng, Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Này vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho chúng con được biết. Phật bảo, A Nan, ông có nhìn thấy người trưởng giả đây sau khi khỏi bệnh, phát tâm cúng dường ta và chư tăng hay chăng? A Nan thưa, bạch Thế Tôn, con đã thấy. Phật nói, về sau người này sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, rộng độ chúng sanh vô số, vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thảy đều vui mừng tin nhận. Câu chuyện Một Cành Hoa. Lúc ấy, Đức Phật ở gần thành Xá Vệ, trong vườn kỳ thọ cấp cô độc. Khi chưa gặp Phật, vua Ba Tư Nặc theo ngoại đạo thường cúng dường và nguyện vái các vị thiên thần ngoại đạo. Đến khi Phật thành chánh giác, muốn hóa độ vua Ba Tư Nặc, nên mới đáp y mang bát đến chỗ vua mà khất thực. Vua nghe biết Phật đi đến, liền ra nghênh đón, thấy Phật oai nghi rực rỡ, hào quang rạng chiếu, lòng sinh ra hoan hỷ, khoái lạc vô cùng. Liền thỉnh Phật ngồi, rồi sai người bày biện đủ các thứ món ngon vật lạ mà cúng dường Phật. Phật thọ lễ cúng dường xong, liền vì vua Ba Tư Nặc mà thuyết pháp, khiến vua sinh tâm tín phục, kính ngưỡng Phật Pháp mà lìa bỏ việc thờ cúng ngoại đạo thiên thần. Từ đó về sau, vua hết lòng mộ đạo, mỗi ngày lễ Phật đến 3 lần. Một hôm, người giữ vườn cho vua cắt được một cành hoa đẹp trong vườn, liền mang ra phố. Một người ngoại đạo trông thấy hỏi rằng, Này ông bán cành hoa ấy không? Người làm vườn đáp, bán. Người kia liền bước tới, trả giá định mua. Bỗng có ông trưởng giả Tu Đạt đến, cũng muốn mua nên trả giá cao lên gấp đôi. Người ngoại đạo không chịu thua, cũng tăng giá lên nữa. Hai người đều quyết lòng mua cho được cành hoa, nên trả giá dần đến 100.000 lượng vàng. Người làm vườn khi ấy tự nghĩ rằng, ông trưởng giả Tu Đạt đây không phải là người nông nổi, nay ông ấy quyết lòng mua như vậy, chắc có duyên cớ gì đây? Nghĩ như vậy, liền mới hỏi người ngoài đầu rằng, tại sao ông trả giá cao đến như vậy? Người kia đáp, tôi quyết mua tặng để dâng cho thần Na La Diên. Lại quay sang hỏi ông trưởng giả Tu Đạt, ông nói, tôi quyết mua để cúng dường Phật. Người làm vườn nghe vậy hỏi, Phật là ai vậy? Ông trưởng giả Tu Đạt liền giảng nói tận tường công đức của Đức Phật Thế Tôn. Người làm vườn nghe rồi phát nguyện rằng, dẫu 100.000 lượng vàng, nay tôi cũng quyết không bán nữa, chỉ để tự mình mang đến cúng dường Phật. Ông Tu Đạt nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, liền đưa người làm vườn đến chỗ tinh xá của Phật. Người làm vườn nhìn thấy Đức Thế Tôn trang nghiêm rực rỡ với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng ngời, liền dâng cành hoa lên trước Phật để cúng dường. Nhờ sức thần của Phật, cành hoa liền hóa thành một lọng hoa lớn che bên trên Phật. Người giữ vườn nhìn thấy phép màu ấy, liền phủ phục xuống, chí thành lễ bái Phật và phát lời nguyện lớn rằng, nhờ công đức cúng dường cành hoa ngày hôm nay, trong đời vị lai tôi nguyện sẽ có thể vì những chúng sanh mù lòa mà cứu giúp cho được sáng mắt, vì những chúng sanh quy y Phật mà độ cho quy y,
tôi sẽ làm cho những chúng sanh không người cứu hộ sẽ được cứu hộ, những chúng sanh không được an ổn sẽ được an ổn, những chúng sanh chưa nhập Niết Bàn sẽ được nhập Niết Bàn. Khi người ấy phát nguyện rồi, Đức Phật liền mỉm cười, từ nơi trán giữa hai hàng lông mày phóng ra một đạo hào quang năm sắc, bay quanh Phật ba vòng, rồi lại theo chỗ trên trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng: Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Nay vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho được biết. Phật bảo A Nan: Ông có nhìn thấy người giữ vườn dân cành hoa cúng dường ta chăng? Nhờ công đức ấy, trải qua ba A Tăng kỳ kiếp nữa, người này sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Thạnh, hóa độ chúng sanh nhiều vô số, vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thảy đều vui mừng, tin nhận. Câu chuyện Một Hồi Thề. Lúc ấy, Phật ở gần thành Xá Vệ, trong vườn kỳ thọ cấp cô độc. Tại thành Xá Vệ có hai vị phạm chí, một rời tinh sâu pháp Phật thường ca ngợi tán thán công đức của Đức Như Lai là cao quý nhất, trong ba cõi chẳng ai bằng được. Người kia thì lạc theo tà kiến, tôn sùng các vị sư ngoại đạo như Phú Lăng Na, cho rằng các sư ngoại đạo này là cao quý hơn hết, chẳng ai bằng được. Người tin theo nhóm ngoại đạo Phú Lăng Na bảo rằng: Các vị thầy như Phú Lăng Na có thần lực cao trỗi hơn Phật nhiều. Người tin theo Phật bảo rằng: Đức Phật Thế Tôn là đấng giác ngộ hoàn toàn trọn vẹn, có thần lực cao trỗi nhất, hai người chẳng ai nhường ai, tranh cãi mãi không dứt. Bấy giờ, hai người này tranh cãi nhau rất kịch liệt, ai cũng cho là mình nói đúng. Có người đem chuyện ấy nói đến tai vua Ba Tư Nặc. Vua liền cho triệu cả hai người đến mà hỏi nguyên do. Cả hai đều nói rằng vị thầy mà mình tin theo là có thần lực cao trỗi hơn hết. Vua liền phán: Mỗi người trong các ông đều tự cho mình là đúng, không thể phân xử được. Nay ta ra một kỳ hạn là 7 ngày, sẽ lập một hội thề mà thử nghiệm xem ai nói đúng. Nơi hội thề đó, mỗi người sẽ tự đốt hương, dâng hoa và rẫy nước mà thỉnh nguyện bậc thầy của mình đến dự hội. Hai vị phạm chí nghe vua phán rồi đều lui về lo sắm lễ vật hương hoa. Đúng 7 ngày, vua Ba Tư Nặc truyền tụ họp dân chúng số đông đến muôn ngàn người cùng đến chứng kiến. Khi ấy, trước mặt dân chúng, hai vị phạm chí liền cùng nhau lập nguyện mà khấn cùng vị thầy mà mình tin theo. Vị tin theo các sư ngoại đạo như Phú Lăng Na bước ra trước, đốt hương, tung hoa và rẫy nước lên không trung, nguyện rằng: Nếu quả Phú Lăng Na với mấy vị giáo chủ kia là cao hơn hết, thì nguyện cho hoa, hương với nước này bay đến chỗ các vị, khiến cho các vị biết được ý nguyện của tôi mà đến dự hội này. Nếu như các vị chẳng có thần lực gì thì khiến cho các hương hoa lễ vật này vẫn ở yên ở nơi đây. Người vừa dứt lời thì hoa rơi trên đất, hương tắt lửa và nước đổ xuống đất hết. Mọi người ai nấy chứng kiến như vậy liền nói với nhau rằng: Phu Lăng Na với mấy ông thầy ngoại đạo kia thật chẳng có thần lực chi cả, lâu nay uổng nhận sự cúng dường của nhân dân trong nước. Lúc bấy giờ, vị phạm chí tinh Phật mới bước ra trước chúng hội, lấy hương hoa và nước sạch mà tung lên không trung, nguyện rằng: Nếu đấng Như Lai thật có thần lực, xin cho các thứ hương hoa, nước sạch này đều bay đến chỗ của Ngài, khiến cho Ngài biết được ý nguyện của tôi mà đến dự hội này. Phát nguyện vừa xong, khói hương liền bay tỏa ra khắp thành Xá Vệ. Những hoa mà người tung lên cũng bay lên không trung, hóa thành một cái lọng hoa lớn, bay thẳng đến chỗ Phật, che bên trên Phật. Nước rẫy trên không trung cũng hóa thành trong suốt như lưu ly mà bay đến, rưới xuống trước chỗ Phật. Rồi Đức Thế Tôn với chúng tỳ kheo đều hiện lại trước chúng hội. Bây giờ mọi người ai ai cũng trông thấy, khen là việc chưa từng có. Thầy đều sinh lòng tin sâu nơi Phật Pháp, lìa bỏ không còn tin theo các thầy ngoại đạo nữa.
Vị Phạm Chí ấy thấy lời nguyện của mình được thành tựu, liền phủ phục lễ bái trước Phật, phát lời nguyện lớn rằng: nhờ công đức dâng hương hoa cúng dường hôm nay, trong đời vị lai, tôi nguyện sẽ có thể vì những chúng sanh mù lòa mà cứu giúp cho được sáng mắt, vì những chúng sanh quy y Phật mà độ cho quy y, những chúng sanh không người cứu hộ sẽ được cứu hộ, những chúng sanh không được an ổn sẽ được an ổn, những chúng sanh chưa nhập Niết Bàn sẽ được nhập Niết Bàn. Khi vị ấy phát nguyện rồi, Đức Phật liền mỉm cười, từ nơi trán giữa hai hàng lông mày phóng ra một đạo hào quang năm sắc, bay quanh Phật ba vòng, rồi lại theo chỗ trên trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng: Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Nay vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho được biết. Phật bảo A Nan, ông có nhìn thấy vị Phạm Chí này dâng hương hoa cúng dường ta chăng? A Nan thưa, bạch Thế Tôn, con đã thấy. Phật nói, vị Phạm Chí này trải qua ba A Tăng kỳ kiếp nữa sẽ thành Phật hiệu là Bất Động, hóa độ chúng sanh nhiều vô số, vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết xong nhân duyên này, thảy đều vui mừng tin nhận. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Món nợ truyền kiếp. Ngày xưa, hồi mới khai thiên lập địa, có một con chim họa mi làm tổ trên một cành cây đào. Ngày nào nó cũng hót để ca tụng vẻ đẹp của muôn loài. Dưới gốc cây có một con rắn rất hiền lành, bây giờ thuộc loại rắn mù, nhưng hồi đó nó có một mắt. Con rắn rất mê giọng hót lãnh lót của chim họa mi. Nó thường nằm khoanh dưới gốc cây hay nằm dài phơi nắng để thưởng thức tiếng hót thần tiên của họa mi. Thuở ấy, chim họa mi cũng chỉ có một mắt ngay giữa trán. Một hôm, con bướm có đôi cánh ngũ sắc rất đẹp ở gần đấy đến mời chim họa mi đi ăn cưới. Bướm biết mình đẹp đẽ, uyển chuyển nhẹ nhàng, thường được ca tụng, nên bướm rất kiêu hãnh. Không bao giờ bướm chịu nhìn xuống, nên bướm không biết sự có mặt của rắn trên mặt đất.
tiếng hót của họa mi đã nhiều lần giúp đôi cánh bướm dịu dàng, thanh thoát, nên bướm nhất định mời chim họa mi để tiếng hót làm tăng thêm phần long trọng cho bữa tiệc tân hôn. Được bướm mời mọc ân cần, chim họa mi rất hãnh diện, nhưng sau đó chim cảm thấy lo sợ. Khi nhìn lại bộ lông của mình quá tầm thường, chim sợ mình sẽ không được ai để ý trong tiệc cưới của anh bướm rực rỡ màu sắc. Chim liền than thở với con rắn hiền lành. Nghe xong rắn nói, có được tiếng hót như anh, lo gì không được người để ý. Tôi tin chắc lúc anh cất tiếng hót, không ai còn để ý đến đôi cánh rực rỡ của anh bướm hay bộ lông trắng muốt của chị Thiên Nga. Tất cả đều sẽ mê tiếng hót của anh. Không ai để ý đến bộ lông tầm thường của anh đâu. Anh bướm mời anh đi dự tiệc cũng vì tiếng hót của anh hay. Anh hãy yên tâm đi đi, đừng lo sợ gì cả. Tuy nghe rắn nói thế, nhưng chim vẫn không hết lo sợ. Sau cùng chim nói, phải chi tôi có được hai con mắt, có lẽ tôi sẽ đẹp hơn. Một con mắt giữa trán làm cho tôi có vẻ dữ tợn và nghèo nàn làm sao ấy. Có được giọng hót như anh, ai dám bảo anh nghèo. Nhưng bề ngoài, tôi có gì để làm cho mọi người chú ý, phải chi anh chịu giúp tôi. Tôi mê tiếng hót của anh lắm, anh cần tôi giúp việc gì, tôi cũng sẵn sàng cả. Tôi chỉ cần anh cho tôi mượn con mắt của anh một hôm để đi ăn cưới. Anh nằm phơi nắng, không có mắt cũng đâu có sao. Rắn lắc đầu nói, không được đâu, tôi cũng chỉ có một mắt như anh. Nếu tôi cho anh mượn thì tôi làm sao thấy đường. Nhưng tôi chỉ mượn có một hôm thôi. Buổi chiều mãn tiệc, tôi đem trả anh ngay lập tức. Trong lúc chờ đợi, anh cứ nằm ngủ ở đây. Nếu anh thật tình mê giọng hót của tôi, thì anh cố giúp tôi lần này. Chim họa mi cứ van xin, nài nỉ. Giọng chim càng lúc càng êm đềm, gợi cảm, làm rắn cảm động siêu lòng, nên bằng lòng cho mượn mắt trong ngày cưới của bướm. Vào một ngày nắng ấm, lúc màn sương mỏng còn phủ cánh rừng, chim họa mi đã vội vã sửa soạn bộ lông cho thật mướt để đi ăn cưới. Thêm được một mắt, chim thấy cuộc đời đẹp đẽ thêm lên. Trong lúc chim ra đi, sung sướng hài lòng hơn bao giờ hết, thì ở gốc cây đào, con rắn trở nên mù, nhút nhát, sợ hãi, ẩn mình trong đám lá khô, chờ đợi chim trở về, trả lại ánh sáng cho mình. Chim đến nhà bướm, nghe người ta chào mừng chúc tụng nhau. Không ai để ý đến chim họa mi bé bỏng, không bóng sắc cả. Đến lúc bướm mời chim ra hát, những loài thú có mặt mới để ý đến chim. Tiếng chim hót thanh tao, lãnh lót, làm cả thảy đều im lặng lắng nghe. Chim hót say mê, lộ hết tinh thần, làm cả thảy đều mê mẩn như say. Tiếng hót trong trẻo vang đến tai rắn, rắn mỉm cười tự nhủ, mình cũng có góp phần tham dự cuộc vui đó. Đến khi dứt bản, tất cả đều bị chim chinh phục, và bắt đầu từ đó trở đi, mọi loài đều bao vây, khen ngợi bộ lông, giọng hót của chim. Tất cả cũng không quên ca ngợi mắt đẹp của chim. Bây giờ tiếng tăm lừng lẫy, chẳng những chim không thú nhận mình chỉ có một mắt, còn con mắt kia là của rắn, mà chim thì đặt điều nói thêm. Ở dưới gốc cây chỗ tôi ở, có một con rắn mù từ thuở mới lọt lòng mẹ. Nó buồn bã chán đời, nhiều lần nó có ý định quyên sinh, nhưng nhờ tiếng hót tuyệt vời của tôi đã an ủi được nó. Tội nghiệp, hàng ngày tôi phải đem thức ăn về và ca hát vỗ về nó. Tất cả đều cảm phục tính rộng rãi và lòng bác ái của chim. Mãi đến khuya, chim mới trở về, bên tai còn vẳng tiếng vỗ tay vang dội và những lời ca ngợi nồng nàn. Về đến gốc cây đào, chim thấy rắn nằm ngủ, phơi mình dưới ánh nắng thanh dịu mát. Thấy thế, chim không gọi rắn dậy và tự nói, mai mình sẽ trả lại mắt cũng không muộn.
Chim về ổ định ngủ một giấc thật ngon lành, nhưng nằm mãi mà giấc ngủ vẫn không đến. Muôn vàn ý nghĩ bao vây lấy tâm trí của chim. Bây giờ, chim đã nổi tiếng nổi danh với đời rồi. Nếu chim trả mắt lại, tức là tự thú cho mọi loài biết chim chỉ có một mắt, còn con mắt kia là của mượn. Thì còn gì là tiếng tâm chim đã tạo ra với bao khó nhọc. Hơn nữa, với hai con mắt, chim nhìn thấy đời rộng rãi, đẹp đẽ hơn khi chỉ có một mắt. Bỏ tất cả danh vọng để trở thành tầm thường như trước, chim thấy mình không có đủ can đảm. Hay là xin rắn cho mắt luôn. Nhưng chim kịp nghĩ là không đời nào rắn chịu cho mắt để lại thành mù lòa vĩnh viễn. Nhưng rắn thường ở một chỗ mà nếu bò đi cũng không cần thấy đường làm gì cho lắm. Một ý nghĩ xấu từ từ thâm nhập vào trong đầu óc chim. Nếu mình không trả thì rắn cũng không làm sao đòi được. Bây giờ rắn mù rồi. Nghĩ thế nên chim nhất định giật luôn con mắt của bạn. Đêm đó chim lén dọn đi ở nơi khác và tìm đủ mọi cách tránh rắn luôn. Tội nghiệp, con rắn cứ bò lần mò, dò dẫm đi tìm chim họa mi để đòi mắt lại. Nghe chim họa mi hót ở đâu, rắn cũng cố gắng tìm đến. Mặc dù rắn bò đi khó khăn và gặp nhiều trở ngại trên bước đường phiêu lưu đi tìm người bạn phản phúc, bội ân. Thế mà buồn thay, mỗi khi chim họa mi thoáng thấy rắn thì chim vội bay đi để rắn lại ngơ ngác trong sự mù lòa đáng thương. Một đêm, chim họa mi đang ngủ mê trong tổ ấm, bỗng chim giật mình tỉnh giấc vì một tiếng động thật nhỏ. Chim thấy rợn cả người khi nhìn thấy một cái đầu rắn mù sờ soạng bò đến. Chim la lên một tiếng kinh hoảng, bay đi tìm nơi khác ẩn náu. Từ đó, sự yên tĩnh trong giấc ngủ cũng như sự yên tĩnh trong tâm hồn không còn nữa. Con rắn mù cứ không ngớt tìm chim để đòi con mắt đã cho mượn với tất cả lòng tin mà lại bị cướp mất một cách quá tàn nhẫn. Chim họa mi không muốn trả mắt nên phải luôn luôn canh chừng. Ban ngày thì chim được yên thân vì rắn biết ánh sáng mặt trời làm chim thấy rõ tất cả. Nên rắn đợi đêm xuống để tìm cách đến gần chim trong lúc ngủ say để bất ngờ buộc chim phải trả mắt lại cho mình. Họa mi biết được ý định của rắn nên nhất định không ngủ. Những đêm trong mùa đẹp trời, mùa lạnh và mùa mưa thì chim có thể ngủ yên, vì những mùa ấy rắn sợ lạnh không dám bò ra ngoài. Đến mùa xuân, chim bay hót suốt đêm để không buồn ngủ, có thể canh chừng rắn mù tìm đến. Vì thế, những đêm xuân, chúng ta thường nghe tiếng chim họa mi hót vang lên ru hồn vào mộng ảo. Chúng ta mỉm cười, thấy lòng rung động vì tiếng hót thanh tao trong suốt. Nhưng chúng ta đâu biết, tiếng hót đó ca tụng một niềm vui không vững chắc, luôn luôn bị đe dọa. Một hạnh phúc mong manh pha trộn, đôi chút hối hận làm rây rứt cả tâm hồn. Theo giáo lý nhà Phật, trong cuộc đời có bốn thứ tuyệt đối ta không nên mắc nợ, đó là tiền bạc, trách nhiệm, ân tình và thời gian. Về món nợ thứ nhất là tiền bạc. Theo lẽ tự nhiên, có vay thì có trả. Khi ta vay ai một món tiền, nghĩa là ta đang nhận ở người đó một món nợ, không chỉ đơn thuần là vật chất mà còn là ân nghĩa. Thế nhưng ở đời, nhiều người vay tiền không muốn trả, có người xù nợ, có người trả nợ nhưng lại mang niềm oán giận người cho vay. Theo các vị giảng sư, đó là cách họ đang gieo nghiệp nghèo cho mình mà không hề hay biết. Dân gian có câu nói truyền miệng rất hay, đó là tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Câu này có ý nghĩa là dù yêu quý nhau đến cỡ nào thì vẫn nên minh bạch trong vấn đề tiền bạc. Tiền bạc là mồ hôi, là công sức lao động của mỗi người. Nếu vì yêu quý nhau, thân thiết nhau mà lợi dụng tiền bạc của nhau, thì đến một ngày tình cảm cũng sẽ sứt mẻ. Ngay cả anh em ruột thịt thì vẫn cần phải rõ ràng về vấn đề tế nhị này. Khoản nào vay thì rõ là vay và cần phải trả với tấm lòng biết ơn. Khoản nào cho, biếu
thì người cho không nên đòi người nhận một ngày nào đó trả ơn, mà hãy vô tư theo cách cho đi hạnh phúc chính là mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng đó là phía người cho, còn phía người nhận thì bắt buộc không bao giờ được quên ân tình đó, bởi món nợ đó không đơn thuần là nợ vật chất mà đó là món nợ ân nghĩa. Năm 1981, sau khi Trung Quốc giải phóng, trăm nghề hưng thịnh, thôn Tả Hậu, tỉnh Liêu Ninh hẻo lánh